Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Bảo Khánh Review. Các bạn đừng quên để lại những bình luận cảm xúc dưới video để ủng hộ team mình nhé. Nhìn từ xa tựa như hắn đang đạp không mà tới. Hắn tới rồi. Lục Trường Sinh đột nhiên mở miệng. Ai tới cơ? Vư Thế Phi ngẩn ra, cảm thấy rất khó hiểu. Sao đao thập nhị đột nhiên lại nói thế, như thể có ai đó đang tới đây vậy? Thế nhưng hắn nhìn khắp xung quanh cũng không thấy ai khác ngoài họ, làm gì có ai đang tới đâu chỉ là lục trường sinh không giải thích hắn chỉ vội vàng dẫn theo người của đội chảm lỗ nhanh chóng quay lại thành bắc lăng trong cảm ứng của hắn bóng người kia vẫn đang truy đuổi thậm chí khoảng cách giữa đôi bên còn không ngừng bị kéo gần lục trường sinh đã quá quen với bóng người đuổi theo họ thậm chí không chỉ có lục trường sinh gần như toàn bộ võ giả trên chiến trường bắc vực đều biết người này thiên tâm chính là thiên tâm người đứng đầu bảng xếp hạng thần lực dừng lục trường sinh đột nhiên dừng chân tốc độ của thiên tâm quá nhanh chúng ta không trốn thoát được lục trường sinh tính toán khoảng cách giữa họ và thành bắc lăng nói thật ra là họ không thể chạy thoát khỏi sự truy đuổi của thiên tâm tuy thân pháp của họ đều không tệ nhưng thân pháp của thiên tâm còn nhanh hơn nhiều khoan đã sao thiên tâm có thể đuổi sát chúng ta như vậy sao hắn lại biết được hành tung của chúng ta vư thế phi hỏi không chỉ có vư thế phi thấy khó hiểu mà đây cũng là điều lục trường sinh thắc mắc thiên tâm vẫn luôn đuổi sát chúng ta được hẳn là vì hắn có cách nào đó tỏa định hành tung của chúng ta khi Bắc Lỗ Quốc để Thiên Tâm ra tay thì cũng đã cầm chắc có thể giết được chúng ta. Chúng ta đã nghỉ ngơi 20 ngày, hôm nay mới lại ra tay thế mà vẫn bị Thiên Tâm tìm được. Trong đầu Lục Trường Sinh không ngừng suy tính. Hắn đang nghĩ cách. Thế nhưng giờ xem ra cũng không có cách nào hiệu quả cả. Chia nhau ra trốn đi, trốn được người nào tốt người ấy. Nếu không, cứ tụ lại một chỗ thì đội chằn lỗ sẽ bị diệt sạch mất. Lục Trường Sinh bình tĩnh nói. Giờ họ chỉ có thể trốn sau năm người hợp lực tử chiến một trận với thiên tâm ư đó là điều hoàn toàn bất khả thi thiên tâm ngồi vững trên ngôi vị đầu tiên của bảng thần lực mấy người phía sau có bắt tay nhau xông lên cũng không phải đối thủ của thiên tâm năm người bọn họ muốn ngăn cản thiên tâm chính là chuyện bất khả thi lúc này chỉ có thể chia nhau ra mà trốn một khi đã chia ra thì thiên tâm sẽ phải chọn lựa đuổi theo ai từ bỏ ai theo cách này rất có thể thiên tâm chỉ có thể chọn đuổi giết một người vậy thì những người khác sẽ có cơ hội sống sót khoan đã tuyệt đối không thể chia nhau ra trốn được. Lúc này Vưu Thế Phi lại lên tiếng phản đối. Cách này nghe thì có vẻ rất ổn đấy nhưng một khi họ tách nhau ra thì thiên tâm sẽ đuổi giết ai chẳng cần nghĩ cũng biết rồi. Chắc chắn hắn sẽ đuổi giết đao thập nhị. Người bắc lỗ để thiên tâm ra tay vì muốn một đòn diệt sạch đội chảm lỗ chúng ta. Mà chúng ta đều biết rõ ai mới là nòng cốt của đội chảm lỗ phải không? Mục tiêu của thiên tâm chắc chắn là đao huynh. Một khi chúng ta chia nhau ra chạy trốn thì đao huynh sẽ giữ nhiều lành ít đội chảm lỗ thiếu ai cũng không thể thiếu đao huynh được chỉ cần đao huynh còn thì đội chảm lỗ vẫn còn vư thế phi ngừng lời đảo mắt nhìn qua mọi người rồi lại cười nói các vị chúng ta tung hoành chiến trường bắc vực lâu vậy rồi không phải đều muốn làm chuyện lớn một lần hay sao cơ hội tới rồi đấy giải quyết thiên tâm đánh mạnh vào lòng tin của đám người bắc lỗ kia ha 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 không sai giải quyết thiên tâm đi ta không ưa cái tên đứng đầu bảng thần lực này lâu lắm rồi hắn dựa vào đâu mà cứ chiếm lấy vị trí số một ấy chứ ngươi vừa nói là đại thương thiết uyên. Hắn đã rút hai đoạn thương trên lưng xuống, hơn nữa còn hợp thành một cây thương lớn. Thêm ta nữa." Dương Chân cũng lên tiếng. Hắn vẫn luôn lãnh đạm như thế, tay thì không ngừng miết lên trường kiếm. "Ta cũng muốn thử xem người đứng đầu bảng thần lực lợi hại tới mức nào." Đồng Huyền cũng siết chặt nắm tay, cơ bắp toàn thân nổi lên cuồn cuộn, nhìn cực kỳ mạnh mẽ. Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua bốn người, trầm giọng nói, "Các ngươi sẽ chết đấy. Nếu chia nhau ra trốn thì có thể người chết sẽ là hắn." nhưng nếu tụ lại cùng nhau bốn người liên thủ đối phó với thiên tâm thì có thể người chết sẽ là các thành viên đội chầm lỗ chạy đi có lẽ chúng ta vẫn có thể cùng nhau chạy về thành bắc lăng vư thế phi lại mở miệng đúng là thiên tâm vẫn chưa đuổi tới nơi đi thế nên năm người lại lấy tốc độ nhanh nhất điên cuồng chạy về phía thành bắc lăng có điều tốc độ của họ nhanh tới đâu cũng không bằng thiên tâm ban đầu lục trường sinh chỉ có thể dùng cảm chi chi phong ý cảnh mới nhìn thấy thiên tâm thế nhưng khi thời gian dần trôi Khoảng cách giữa Thiên Tâm và năm người họ càng lúc càng gần lại, những người khác cũng đã trông thấy bóng dáng hắn từ xa rồi. Đúng là Thiên Tâm kìa. Vưu Thế Phi khẽ nheo mắt, lúc này trong lòng hắn chẳng còn trông mong vào vận may nữa rồi. Thiên Tâm rất ít khi ra tay, nhưng một khi đã ra tay thì chắc chắn sẽ thành công. Không ai có thể ngăn cản Thiên Tâm hết. 10 dặm, 5 dặm, 3 dặm, một dặm. Thiên Tâm càng lúc càng gần hơn, nhưng năm người cũng đã trông thấy Thành Bắc Lăng phía trước. Thành Bắc Lăng tuy đã ở rất gần nhưng với tốc độ hiện giờ họ sẽ không trốn về thành kịp, dừng, lúc này Vưu Thế Phi lại dừng chân. Hắn dừng lại nên dương chân, Đồng Huyền và Thiết Uyên cũng dừng, như thể họ đã bàn với nhau sẵn vậy. Các ngươi, Lục Trường Sinh trợn trừng mắt, dường như đã đoán được gì đó. Đao huynh, đây là đoạn đường cuối cùng chúng ta có thể tiễn ngươi rồi. Đi đi, mau trở lại thành Bắc Lăng, bốn người chúng ta sẽ ở lại ngăn cản thiên tâm. Chỉ cần ngươi còn sống thì đội chảm lỗ vĩnh viễn cũng không biến mất chỉ nghĩ đến việc được đánh một trận với người đứng đầu bảng thần lực thôi đã thấy hào hứng rồi vưu thế phi dương chân đồng huyền thiết uyên trên mặt bốn người đều nở một nụ cười quyết tuyệt lục trường sinh biết họ đã đưa ra quyết định từ lâu rồi giờ mà còn không đi vậy hắn có thể sẽ không đi được nữa hãy sống sót sau đó lục trường sinh không hề do dự nữa nháy mắt xoay người dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía thành bắc lăng thế nhưng không biết vì sao trong lòng hắn cứ có một ngọn lửa không tên như muốn bùng lên lúc trước không phải lục trường sinh định xây dựng đội ngũ để đối phó với những tình huống như vậy hay sao để bản thân hắn được an toàn tuyệt đối một khi bốn người vưu thế phi đụng độ với cao thủ thì lục trường sinh có thể lập tức quay về thành bắc lang ngay cùng lắm thì lại tìm người mới rồi lập lên một đội ngũ khác lúc đám người vưu thế phi biết ý định của đao thập nhị cũng đều đồng ý thế nhưng tới khi chuyện đó xảy ra thật lại nhìn mấy người vưu thế phi khẳng khái chịu chết trong lòng lục trường sinh vẫn không khỏi xúc động chỉ là hắn không hề dừng chân mà vẫn cứ chạy như điên về phía thành bắc lăng thiên tâm bước từng bước về phía mọi người hắn đã trông thấy lục trường sinh đương nhiên cũng thấy bốn người đang đứng chắn trước mặt mình vư thế phi ta nhận ra ngươi thiên tâm lạnh nhạt nói nhưng cũng chỉ có một câu như vậy hắn chỉ nhận ra vư thế phi còn những người khác ư hắn thấy chẳng đáng để biết thiên tâm muốn giết đao huynh thì phải giết chúng ta trước đen vư thế phi rút đao Ánh đao rực rỡ cắt ngang qua hư không. Đây là một đao đỉnh cao của Vưu Thế Phi. Ngay cả Lục Trường Sinh dù có rút đao khỏi vỏ cũng không đánh lại được đao này của Vưu Thế Phi. Hơn nữa trong chớp mắt khi Vưu Thế Phi rút đao thì ba người khác cũng đồng loạt ra tay. Dương Chân vung kiếm lên, khắp trời đều là bóng kiếm. Đồng Huyền đấm ra một quyền, hư không chấn động. Cây thương lớn trong tay Thiết Uyên rung lên, thế thương như rồng, nháy mắt đâm về phía Thiên Tâm. Bốn cao thủ cùng ra tay là tình cảnh trời long đất lở tới mức nào đây? Nếu đổi lại là bất cứ ai khác trong 10 người đứng đầu bảng thần lực thì bốn người thật ra cũng có thể đánh một trận ra trò. Thế nhưng kẻ mà họ gặp lại là Thiên Tâm, người đứng đầu bảng thần lực, thậm chí còn có thể nói là người đứng đầu trong toàn bộ cảnh giới thần lực. Ẩm, ừ, ngay sau đó Thiên Tâm cũng ra tay. Một luồng ý cảnh từ người Thiên Tâm phóng ra ngoài. Chỉ là một luồng ý cảnh mà thôi. Thế nhưng khi ý cảnh này xuất hiện thì như thể bốn phía cũng đều biến thành núi thây biển máu. Khắp nơi đều là quang mang huyết sắc trông rất khủng bố. Nó như thể đã trở thành vật thực, nháy mắt cả bốn người đã bị trấn áp. Đúng, chính là bị trấn áp. Bị ý cảnh của Thiên Tâm trấn áp. Đây là sát lục ý cảnh đỉnh phong. Chỉ còn một chút nữa thôi là có thể lên tới viên mãn, hiện giờ tiến độ của sát lục ý cảnh đã đạt tới 99%. Chỉ mới phóng thích sát lục ý cảnh thôi mà đã đủ để trấn áp bốn cao thủ hàng đầu trong cảnh giới thần lực rồi. Thiên Tâm không để ý tới bốn người. Hắn bước từng bước một, chậm rãi bước qua bốn người đi về phía trước sau mỗi bước của hắn bốn người như thể lại phải thừa nhận áp lực càng lớn hơn xì xì đầu tiên là đồng huyền trên người hắn xuất hiện vô số vết dạn thân thể nháy mắt vỡ nát biến thành một người máu cuối cùng hắn ngã gục trong vũng máu dấu hiệu của sự sống cũng chấm dứt ngay sau đó là thiết uyên đại thương thiết uyên không ngừng run rẩy như thể có sức mạnh khủng khiếp nào đó đang áp chế hắn thế nhưng thiết uyên cũng không chống đỡ được lâu lắm gần như khi thiên tâm bước ra bước thứ hai thì thân thể thiết uyên đã chia năm xẻ bảy chẳng còn lấy một mảnh đầy đủ nào. Sau đó tới Dương Chân, răng rắc, kiếm của Dương Chân gãy thành từng mảnh. Cuối cùng toàn thân hắn phủ đầy máu tươi, mạch máu vỡ tung mà chết. Chỉ còn mình Vưu Thế Phi dường như đã phá tan điểm cực hạn nào đó của bản thân, chết đi, Vưu Thế Phi vẫn cố chém xuống một đao ban đầu. Hử, Thiên Tâm dừng chân, dường như có chút bất ngờ. Theo lý thuyết, Vưu Thế Phi không thể nào phá tan sự chấn áp từ sát lục ý cảnh của hắn được. Thế nhưng lúc này Vưu Thế Phi đã đánh vỡ sự trấn áp của sát lục ý cảnh. Bí pháp à? Thiên tâm như cũng đã hiểu ra. Vưu Thế Phi thi triển một loại bí pháp khiến sức mạnh tăng lên tới vạn đỉnh chỉ trong nháy mắt. Sức mạnh khủng bố nhường ấy không phải thứ là sát lục ý cảnh có thể trấn áp được. Nhưng muốn thi triển bí pháp này thì cũng sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Phốc, ngay sau đó thiên tâm chỉ một ngón tay. Ngón tay hắn nhanh tới cực điểm. Nháy mắt đã hạ xuống ấn đường Vưu Thế Phi. Vưu Thế Phi ngừng lại, ánh mắt đột nhiên dã rời đầu hắn đã bị ngón tay của thiên tâm đụng nát bùm một tiếng thi thể vưu thế phi ngã xuống mặt đất chết đội chạm lỗ giờ đây ngoài lục trường sinh ra thì bốn người khác đều đã chết có điều dù vưu thế phi chết nhưng khóe miệng vẫn nở một nụ cười bởi vì bốn người bọn họ đã tranh thủ được thời gian cho đao thập nhị chạy trốn dù chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn thế nhưng dù thời gian có ngắn ngủi tới mấy thì cũng đủ để đao thập nhị tới gần thành bắc lang rồi thiên tâm không đuổi theo nữa hắn đứng nhìn đao thập nhị từ xa lúc này đao thập nhị đã tới gần thành bắc lăng hắn quay phát người ánh mắt cũng nhìn về phía thiên tâm tầm mắt hai người đụng độ ngay giữa không trung bốn người họ đều vì ngươi mà chết nhưng họ đáng để kính trọng thi thể họ để lại cho ngươi tiếp theo còn có ai có thể đổi mạng để cứu ngươi nữa đây thiên tâm nói xong câu này thì quay người rời đi vèo 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 lúc này trong thành bắc lăng cũng đã có rất nhiều võ giả chạy ra họ lao băng băng tới đám người này đều đã chứng kiến cảnh tượng diễn ra bên ngoài thành khi nãy. Đây chính là thiên tâm. Mang thi thể họ trở về rồi thu xếp ổn thỏa đi. Lục trường sinh nói xong thì xoay người quay về thành Bắc Lăng. Đám người thấy vậy chỉ ngỡ ngàng nhìn nhau. Thế nhưng họ cũng không nói gì. Tới cả thiên tâm cũng đã ra mặt. Đội chảm lỗ ngoại trừ đao thập nhị thì bốn người khác đều đã bị giết hại. Đối với võ giả của Vương Triều Đại Ngư mà nói, đây đúng là một đòn đả kích cực nặng. Làm sao đây, thiên tâm thế mà lại ra tay thật sao thiên tâm lại tìm được vị trí của đội chảm lỗ nhỉ? Đội chảm lỗ liệu còn cơ hội gây dựng lại không? Cũng may đao thập nhị không làm sao. Rất nhiều người đều đang bàn tán về chuyện này. Thậm chí giờ võ giả của Vương Triều Đại Ngư cũng không dám tới chiến trường Bắc Vực nữa. Nếu tới đó thì chỉ có một con đường chết. Cuối cùng nghe nói Tống Vô Tình đã ra tay dọn dẹp chiến trường Bắc Vực một lượt. Sau đó Thánh Nguyên Nhất bên phía Bắc Lỗ cũng ra mặt, giữa hai bên nổ ra một trận đại chiến kịch liệt. Cuối cùng Tống Vô Tình bị thương, mà thánh nguyên nhất cũng không khá hơn là mấy. Thậm chí Tống Vô Tình còn có vẻ nhìn hơn thánh nguyên nhất một chút, coi như hắn đã đánh bại được thánh nguyên nhất. Sau trận chiến ấy xếp hạng trên bảng thần lực cũng đã có nhiều thay đổi. Thiên Tâm vẫn đứng trên vị trí đầu bảng như cũ, mà người đứng thứ hai lại trở thành Tống Vô Tình, thứ ba là thánh nguyên nhất. Bảng thần lực lại đổi mới lần nữa. Nhưng lần này trên bảng đã không còn tên Vưu Thế Phi, Dương chân, Đồng Huyền và Thiết Uyên nữa. Tuy thế vẫn có tên đao thập nhị như cũ nhưng xếp hạng của hắn cũng không tăng mấy, chỉ từ số 65 lên tới 61. Thậm chí sau khi đội chảm lỗ thất bại thì cũng chẳng còn mấy người nhớ tới đám người Vưu Thế Phi đã chết. Mà đao thập nhị gần như cũng đã mai danh ẩn tích, giờ chẳng còn mấy người bàn chuyện về đao thập nhị nữa rồi. Tuy không có đội chảm lỗ nhưng cũng may Tống Vô Tình đã ra tay, thế nên Vương Triều Đại Ngư cũng dần ổn định được tình hình trên chiến trường Bắc Vực. Chẳng qua xét về tổng thể thì Vương Triều Đại Ngư vẫn đang rơi vào thế yếu như cũ. Thời gian cứ trôi qua từng ngày bảng thần lực liên tục đổi mới. Chiến trường Bắc vực cũng có thêm rất nhiều võ giả mạnh mẽ. Loạn thế tất nhiên sẽ có anh hùng. Những cái tên xa lạ tỏa sáng trên chiến trường Bắc vực. Chẳng còn mấy người nhớ rõ Đao Thập Nhị khi ấy, đội Trảm Lỗ khi ấy nữa rồi. Lục Trường Sinh vẫn ở trong tiểu viện của mình. Trong thời gian nửa năm Lục Trường Sinh thậm chí còn không bước ra khỏi tiểu viện một bước, tách, Lục Trường Sinh mở mắt. Hắn thản nhiên nói, ngươi đã trèo tường vào rồi sao còn đứng bên ngoài làm gì? Trong sân, không biết từ bao giờ lại có thêm một bóng người đây là một nam tử trung niên lạnh lùng tựa như khối băng sau lưng hắn đeo một thanh đao trên người mặc áo đen nếu có ai trông thấy hẳn sẽ rất kinh ngạc bởi nam nhân này không phải kẻ bình thường hắn là tống vô tình người xếp thứ hai trên bảng thần lực kẻ gần với thiên tâm nhất hơn nữa tống vô tình còn đánh thắng thánh nguyên nhất cường thế giành lấy vị trí thứ hai này từ tay đối phương nữa kìa khi mọi người gần như đều đã quên đội chảm lỗ và đao thập nhị thì tống vô tình lại tới tiểu viện tìm đao thập nhị đao thập nhị ngươi vẫn không định ra ngoài sao nếu hai ta tổ đội thì chắc chắn có thể giết hết đám người bắc lỗ có ta ở đây đội chảm lỗ cũng sẽ không dẫm vào vết xe đổ khi trước tống vô tình lạnh lùng nói đây là lần thứ ba rồi nửa năm qua cứ cách hai tháng ngươi sẽ lại tới một lần chịu khó thật đấy vậy ta hỏi ngươi một câu ngươi giết được thiên tâm không lục trường sinh hỏi tống vô tình lặng im lúc lâu sau hắn mới chậm rãi mở miệng ta không giết được Thiên Tâm. Dù bên ngoài đồn đại Tống Vô Tình mạnh tới mức nào đi nữa thì tự Tống Vô Tình vẫn biết rất rõ, hắn không phải là đối thủ của Thiên Tâm. Thậm chí Tống Vô Tình còn cảm thấy, trong cảnh giới thần lực không một ai có thể là đối thủ của Thiên Tâm được. Hắn là chuyên nhân tuyệt đao thật đấy, nhưng trừ khi có thể lĩnh ngộ tuyệt đao ý cảnh tới viên mãn, nếu không hắn không giết được Thiên Tâm. Lục Trường Sinh chậm rãi khép hai mắt lại, bình tĩnh đáp, "Vậy ngươi đi đi. Nếu ta quay lại chiến trường Bắc vực thì tất nhiên sẽ giết Thiên Tâm." giọng điệu lục trường sinh chắc như đinh đóng cột tống vô tình nhìn chằm chằm lục trường sinh hắn không tin đao thập nhị có thể giết được thiên tâm thế nhưng nếu đao thập nhị không muốn rời núi thì hắn cũng sẽ không ép vèo sau đó tống vô tình rời đi trong tiểu viện chỉ còn lại một mình lục trường sinh lục trường sinh mở mắt lần nữa hắn mở bảng thuộc tính ra xem ký chủ lục trường sinh ngộ tính 2760, bốn phương ca tụng bí pháp đúc kiếm khí huyết đúc kiếm bảy năm tám tháng Cảm chi chi phong ý cảnh, tiến độ 15%. Tinh không bộc bố ý cảnh, tiến độ 1%. Hải lãng ý cảnh, tiến độ 25%. Ngư dược long môn cửu trọng công, tầng thứ 5. Ngộ tính của Lục Trường Sinh không hề gia tăng, bởi đã rất lâu hắn không tiến vào chiến trường Bắc vực, thế nên cũng không có công trạng để đổi lấy võ công. Nhưng lúc này ngộ tính có tăng hay không cũng không quan trọng. Lục Trường Sinh nhìn tới bí pháp đúc kiếm khí huyết, hắn muốn giết thiên tâm thì chỉ có dựa vào bí pháp đúc kiếm khí huyết mà thôi. Hắn đang chờ. Chờ tới khi bí pháp đúc kiếm khí huyết đạt tới sức mạnh vạn đỉnh. Có câu vạn đỉnh phá cương. Lục trường sinh không tin sức mạnh vạn đỉnh mà còn không đủ để giết thiên tâm. Chẳng lẽ thiên tâm còn mạnh hơn cả cường giả thần cương à? Thế nên lục trường sinh vẫn đang chờ. Hắn không đột phá vạn đỉnh thì tuyệt đối không xuất quan. Mà do khí huyết tăng lên gấp 10 lần, thế nên tốc độ đúc kiếm của bí pháp đúc kiếm khí huyết cũng đã tăng lên gấp 10. Bởi vậy ngày đạt tới sức mạnh vạn đỉnh cũng không còn xa nữa. Trong đầu Lục Trường Sinh dần hiện lên từng gương mặt. Vưu Thế Phi, Dương Chân, Đồng Huyền, Thiết Uyên. Bốn bóng người ấy thỉnh thoảng vẫn hiện lên trong đầu hắn. Hắn chưa từng quên họ. Nhanh thôi, sắp đến lúc rồi, chờ thêm một chút nữa thôi. Lục Trường Sinh lần thứ hai khép mắt lại. Thời gian nhoáng cái lại trôi qua 3 tháng. Chiến trường Bắc vực cũng không xảy ra thay đổi mang tính đột phá nào. Thay đổi duy nhất có lẽ là chuyện của Tống vô tình và Thánh Nguyên nhất. Lần trước Tống Vô Tình và Thánh Nguyên Nhất đánh một trận lớn, sau đó hắn đánh bại Thánh Nguyên Nhất. Thế nhưng Thánh Nguyên Nhất lại là kẻ biết tiến biết lùi, sau trận đó hắn im lặng tu hành mấy tháng rồi quay về hẹn Tống Vô Tình đánh thêm trận nữa. Kết quả trận chiến thứ hai của đôi bên là Thánh Nguyên Nhất thắng, còn đánh cho Tống Vô Tình bị thương nặng. Tuy Tống Vô Tình không chết nhưng cũng bị Thánh Nguyên Nhất làm bị thương nặng, tới mấy tháng sau cũng không bước vào chiến trường Bắc vực nữa. Có người nói Tống Vô Tình đang tu luyện một môn tuyệt thế võ công nào đó, có người lại nói Tống Vô Tình đang lĩnh ngộ tuyệt đao ý cảnh một khi tống vô tình xuất hiện ở chiến trường bắc vực lần nữa thì chắc chắn có thể đánh bại thánh nguyên nhất rửa sạch mối nhục này thế nhưng dù tống vô tình im lặng tu hành cũng được hay bị đánh một trận tới mức không dậy nổi tinh thần cũng được sự thật là từ khi tống vô tình thất bại thì thế cục toàn bộ chiến trường bắc vực cũng đã nghiêng về một phía võ giả của vương triều đại ngư bị đánh tan sĩ khí không ngừng bị người bắc lỗ tàn sát nếu cứ tiếp tục như vậy có lẽ chiến trường bắc vực sớm muộn cũng sẽ kết thúc thôi Đến lúc đó chiến trường Bắc vực cũng không ngăn được người Bắc Lỗ nữa, đại quân của Bắc Lỗ sẽ tràn xuống phía nam, vương triều Đại Ngư cũng không cản nổi. Hôm nay Tống Vô Tình lại tới tiểu viện của Lục Trường Sinh. Hắn chỉ lặng lặng nhìn Lục Trường Sinh chứ không nói lời nào, tách, Lục Trường Sinh mở mắt. Lục Trường Sinh đã biết Tống Vô Tình tới từ lâu nhưng hắn không để ý. Hắn đang tập trung tinh thần xem xét bảng thuộc tính trước mặt. Ký chủ: Lục Trường Sinh. Ngộ tính: 2760, bốn phương ca tụng. Bí pháp đúc kiếm khí huyết đúc kiếm 10 năm 3 tháng. Cảm chi chi phong ý cảnh, tiến độ 15%. Tinh không bộc bố ý cảnh, tiến độ 1%. Hải lãng ý cảnh, tiến độ 25%. Ngư dược long môn cửu trọng công, tầng thứ 5. Đầu tiên lục trường sinh nhìn về phía bí pháp đúc kiếm khí huyết, thời gian đúc kiếm đã lên tới 10 năm. Nếu tính theo hướng 1 năm 1.200 đỉnh sức mạnh thì 10 năm chính trên là 12.000 đỉnh. Vạn đỉnh phá cương. Mà hiện giờ lục trường sinh đã có thể bộc phát ra sức mạnh hơn 1 vạn 2.000 đỉnh tống vô tình lục trường sinh chậm rãi mở miệng thiên tâm mạnh tới mức nào tống vô tình im lặng một lát rồi mới đáp cả ta và thánh nguyên nhất cộng lại cũng không phải đối thủ của thiên tâm nếu thật sự phải so sánh thì sau khi thiên tâm thi triển sát lục ý cảnh sợ là sức mạnh cũng gần tới vạn đỉnh thậm chí có thể đạt tới mức vạn đỉnh lục trường sinh đã hiểu thiên tâm không phải kẻ yếu người có thể giữ vững ngôi vị số một trên bảng thần lực lâu như thế sao có thể bình thường được chứ 12.000 đỉnh sức mạnh còn chưa đủ để giúp hắn chắc chắn tiêu diệt thiên tâm. Thế nên lục trường sinh còn phải chờ thêm nữa. Nếu hắn đã ra tay thì nhất định phải nắm chắc mới được. Vì thế lục trường sinh lại nhắm mắt lần nữa. 9 tháng rồi, đao thập nhị, ngươi còn muốn chờ bao lâu nữa đây? Tống vô tình hỏi. Từ khi mấy người vưu thế phi bị thiên tâm giết tới nay đã qua 9 tháng. Trong 9 tháng này đao thập nhị không bước ra khỏi cửa một bước. Thậm chí hắn cũng không biết rốt cuộc đao thập nhị đang chờ cái gì nữa. Tống vô tình, giờ hẳn ngươi nên nghĩ làm sao để đánh bại thánh nguyên nhất đoạt lại vị trí thứ hai trên bảng thần lực chứ không phải ở đây đợi ra tổ đội cùng ngươi lục trường sinh vẫn nhắm chặt mắt như cũ sau đó bất kể tống vô tình có nói gì thì hắn cũng không đáp lại đối phương thời gian dần trôi mọi chuyện xảy ra trên chiến trường bắc vực dường như đều không liên quan tới lục trường sinh lại qua ba tháng nữa tách đột nhiên lục trường sinh mở choàng mắt một năm đằng đẵng một năm trời hắn vẫn còn nhớ một năm trước đội chảm lỗ trong lần hành động cuối cùng đã bị thiên tâm giết hại thế nào vưu thế phi dương chân đồng huyền và thiết uyên khẳng khái chịu chết ra sao một trong những mục đích khi lục trường sinh xây dựng đội ngũ chính là muốn lợi dụng đồng đội chắn đao cho mình giúp mình được an toàn thậm chí mấy người vưu thế phi cũng đều ngầm hiểu như thế nhưng tới lúc ấy thấy đám người vưu thế phi thật sự giúp mình chắn đao cả đám khẳng khái chịu chết thì lục trường sinh mới nhận ra hắn không buông bỏ được hắn không phải kẻ máu lạnh thật sự cái chết của bốn người họ tựa như một chiếc gai đâm sâu vào lòng Lục Trường Sinh, thậm chí trong một năm này nó vẫn không ngừng tra tấn hắn. Một năm qua Lục Trường Sinh vừa tích góp từng chút sức mạnh để gia tăng thực lực cũng vừa ổn định lại cõi lòng mình. Mà hiện giờ lòng hắn đã yên tĩnh rồi. Lục Trường Sinh nhìn lướt qua bí pháp đúc kiếm khí huyết, sau cả một năm đúc kiếm, thanh kiếm khí huyết của hắn đã lên tới 12 năm 9 tháng. Tương đương với sức mạnh 15.000 đỉnh khủng bố. 15.000 đỉnh, thế là đủ rồi. Lục Trường Sinh chậm rãi mở miệng hắn đã đợi giây phút này suốt một năm. Dù thiên tâm có sức mạnh vạn đỉnh thì lục trường sinh cũng tự tin có thể chém chết đối phương chỉ với một kiếm này. Nguyên nhân rất đơn giản, sức mạnh vạn đỉnh, dù có hơn nhau một nghìn đỉnh thì vẫn là sức mạnh đủ sức nghiền ép đối thủ. Huống chi lục trường sinh còn đạt tới sức mạnh 15.000 đỉnh. Có điều lục trường sinh cũng không đứng dậy ngay. Hắn lại ngẩng đầu lên. Giữa hư không dường như xuất hiện một tòa long môn cực lớn. Ngư dược long môn cửu trọng công. Trong một năm lắng động, Lục Trường Sinh cũng không hề thực hiện lần vượt Long Môn nào, mà hiện giờ hắn đang muốn vượt qua Long Môn lần nữa. Rầm! Ngay sau đó Lục Trường Sinh hóa thành một con Long Ngư, nháy mắt vọt ra khỏi mặt nước, nhảy về hướng Long Môn. Tầng thứ sáu, Lục Trường Sinh dễ dàng phóng qua tầng Long Môn thứ sáu. Đủ thấy sau một năm lắng đọng và tích lũy mọi mặt, giờ đây nội tình của Lục Trường Sinh đã cực kỳ thâm hậu. Tầng Long Môn thứ sáu dĩ nhiên không đủ để Lục Trường Sinh thỏa mãn. Lần nhảy này hắn trực tiếp nhắm về phía tầng Long Môn thứ bảy mà việc nhảy qua tầng Long Môn thứ bảy này cũng rất thuận lợi. Có điều nếu muốn phóng qua tầng Long Môn thứ 8 lại không phải chuyện dễ dàng như thế. Nhưng Lục Trường Sinh vẫn rất bình tĩnh, rầm rầm, âm thanh sóng biển ẩm vang. Ngay sau đó Lục Trường Sinh như được sóng biển cuốn lên, trực tiếp quét về phía tầng Long Môn thứ 8. Thế nhưng sóng biển lớn tới đâu thì cũng có giới hạn. Tầng Long Môn thứ 9 nhìn có vẻ còn rất xa xôi. Lúc này cảnh vật xung quanh khẽ vặn vẹo, như thể đã tiến vào trong một khoảng sao trời mênh mông trong khoảng sao trời tối đen ấy thấp thoáng trông thấy một thác nước khổng lồ chậm rãi chảy xuống từ độ cao ba nghìn thước khi thác nước ba nghìn thước dừng trên thân long ngư nhất thời long ngư cảm thấy sức mạnh của mình lại bùng lên nó phóng vọt về phía trước một cách dũng mãnh ầm giờ phút này không xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn nữa tầng long môn thứ 9 đã bị lục trường sinh nhảy qua rồi nháy mắt lục trường sinh như trải qua bốn lần dịch tủy hoán huyết thân thể gia tăng hẳn 40 đỉnh thế nên vừa hay đạt tới 700 đỉnh sức mạnh Ngư Dược Long Môn Cửu Trọng Công viên mãn, cộng 16 điểm ngộ tính. Trước mắt Lục Trường Sinh hiện ra một dòng chữ nhỏ. Ngư Dược Long Môn Cửu Trọng Công đã viên mãn. Thật ra chuyện tăng thêm 16 điểm ngộ tính chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc tới, nhưng 16 điểm này lại có đồng nghĩa với việc Ngư Dược Long Môn Cửu Trọng Công chính là một môn võ công thượng thừa trong cảnh giới thần lực. Đây là một môn võ công thượng thừa, mà giờ môn võ công thượng thừa này đã viên mãn. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Lục Trường Sinh thật sự lên tới đỉnh cao của cảnh giới thần lực có rất nhiều võ giả thần lực cả đời cũng không thể đạt tới cấp độ thiên đỉnh. Nhưng võ công viên mãn vẫn có thể gia tăng thân thể như cũ. Lục trường sinh còn thiếu 300 đỉnh sức mạnh nữa mới đạt tới cấp độ thiên đỉnh. Quy ra cũng chỉ là ba viên đan dược cấp thần lực mà thôi. Đằng đẵng suốt một năm, đúc kiếm 12 năm, ta cũng nên xuất hiện rồi. Lục trường sinh thấp giọng thì thào. Ngay sau đó hắn đứng dậy, đẩy cửa bước ra ngoài. Lục trường sinh chậm rãi bước đi trên con đường trong thành Bắc Lăng. Thành Bắc Lăng giờ càng thêm náo nhiệt, thế nhưng bầu không khí thì lại rất kỳ lạ, như thể có cảm giác hết sức tiêu cực. Lục Trường Sinh tới trước diễn võ lâu, hắn trông thấy tấm bia đá lớn bên ngoài diễn võ lâu. Tấm bia đá đó chính là bảng thần lực danh chấn bốn phương. Trên bảng thần lực vẫn có một trăm cái tên như cũ đại diện cho một trăm võ giả cảnh giới thần lực. Thế nhưng Lục Trường Sinh đảo mắt qua một lượt, có thể thấy phần lớn người được đề danh trên bảng thần lực đều là người Bắc Lỗ, ít nhất cũng chiếm tới bảy phần chỉ có ba phần còn lại là các võ giả của vương triều đại ngư thấy vậy là lục trường sinh biết lý do vì sao bầu không khí trong thành bắc lăng lại kỳ lạ rồi nhìn bảng thần lực là hiểu người bắc lỗ đã hoàn toàn áp chế vương triều đại ngư ngay cả tống vô tình cũng không giữ ổn định cho vương triều đại ngư không thể giữ ổn định cho chiến trường bắc vực được nữa hai cứ tiếp tục thế này thì đại quân bắc lỗ sẽ tràn xuống phía nam tới lúc đó sinh linh đồ thán chúng ta cũng trở thành nô lệ cho bắc lỗ mất thôi Thế nhưng chúng ta làm được gì đây? Tống Vô Tình và Thánh Nguyên nhất tranh đấu đã lâu, có thắng có bại, nhưng ngoài Tống Vô Tình ra thì còn ai có thể chiếm cứ ưu thế khi chiến đấu với người Bắc Lỗ nữa? Chúng ta không ngăn được người Bắc Lỗ. Nếu đội Trầm Lỗ vẫn còn thì tốt rồi, hoặc phải nói nếu Đao Thập Nhị vẫn còn thì tốt rồi. Đao Thập Nhị là ai thế? Một số người vẫn nhớ tới Đao Thập Nhị và đội Trầm Lỗ. Thế nhưng rất nhiều võ giả mới tới chiến trường Bắc vực lại chưa từng nghe qua tên tuổi Đao Thập Nhị và đội Trầm Lỗ. Dù sao sau một năm không ra tay thì tên của đao thập nhị đã dần bị rất nhiều người mới thay thế. Thế nên giờ chẳng còn mấy người biết tới đao thập nhị nữa. Lục trường sinh nhìn lướt qua bảng thần lực rồi thôi, hắn lập tức xoay người rời đi. Thế nhưng cuối cùng vẫn có người nhận ra đao thập nhị. Thấy được hình bóng hắn. Mau nhìn kìa, đó là đao thập nhị phải không? Một năm rồi, cuối cùng thì đao thập nhị cũng xuất hiện. Đội chảm lỗ tan rã rồi, đao thập nhị có xuất hiện thì cũng làm được gì nữa chứ đúng rồi lúc trước người thiên tâm muốn giết chính là đao thập nhị thế nhưng các thành viên khác của đội chảm lỗ đều liều mạng ngăn cản đối phương một khi đao thập nhị bước vào chiến trường bắc vực thì thiên tâm sẽ không tha cho hắn thực lực của đao thập nhị không quá mạnh hắn không thay đổi được gì đâu rất nhiều ánh mắt nhìn về phía đao thập nhị thế nhưng đao thập nhị cũng chẳng để ý hắn bước từng bước kiên định đi ra ngoài thành bắc lăng tiến về phía chiến trường bắc vực dọc đường có rất nhiều võ giả tỏ vẻ sừng sốt đúng là đao thập nhị rồi chẳng lẽ hắn định tới chiến trường Bắc vực ư? Tin tức này nhanh chóng truyền đi khắp thành Bắc Lăng. Sau một năm im ắng Đao Thập Nhị lại hiện thân lần nữa, hơn nữa còn đang đi về phía chiến trường Bắc vực. Chẳng lẽ Đao Thập Nhị không sợ Thiên Tâm nữa à? Trong trận chiến lần trước, bên ngoài đồn rằng Thiên Tâm đã đánh nát lòng tin của Đao Thập Nhị, thậm chí tới nội tâm của Đao Thập Nhị cũng bị Thiên Tâm đập vỡ. Thế nên suốt một năm qua Đao Thập Nhị mới không lộ mặt. Có người còn cho rằng Đao Thập Nhị đã bị ám ảnh trong lòng, thế nên hắn đã rời khỏi chiến trường bắc vực cách xa khỏi thành bắc lăng từ lâu vậy mà giờ đao thập nhị lại xuất hiện ở đây đánh vỡ vô số đồn đại trước đó lục trường sinh bước từng bước về phía cửa thành hắn nhìn thảo nguyên mênh mông bên ngoài thành chiến trường bắc vực hắn lại tới rồi đây đao thập nhị ngươi muốn tới chiến trường bắc vực chịu chết sao đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng hắn lục trường sinh không cần quay đầu cũng đã biết là ai tống vô tình lúc này tống vô tình đang bước tới chỗ lục trường sinh từ đằng sau chịu chết lục trường sinh lắc đầu hắn nhìn chiến trường bắc vực bình thản nói ta đi hoàn thành chuyện mà đội trảm lỗ vẫn chưa làm xong vư thế phi dương chân đồng huyền thiết uyên tuy đã chết nhưng đội trảm lỗ thì vẫn còn họ từng nói có ta ở đây thì đội trảm lỗ vẫn còn họ nói rất đúng ta còn thì đội trảm lỗ còn ta chỉ là đi hoàn thành di nguyện mà họ gửi gắm trên người ta thôi tống vô tình nhíu mày di nguyện đúng vậy Tuy họ không nói ra nhưng ta biết gì nguyện của họ là gì. Giết Thiên Tâm. Nói xong Lục Trường Sinh bước ra ngoài mà không hề do dự, trực tiếp tiến vào chiến trường bắc vực. Tống vô tình trợn trừng mắt như thể không tin nổi. Giết Thiên Tâm ư? Tống vô tình thấp giọng thì thào. Ai dám nói câu này ra chứ? Trên toàn bảng thần lực ai dám nói mình giết được Thiên Tâm đây? Ngay cả Thánh Nguyên Nhất và Tống vô tình cũng đều tự nhận mình kém Thiên Tâm rất xa. Thế nhưng giờ đau thập nhị một võ giả còn chẳng có tên trên bảng thần lực lại dám nói ra câu giết thiên tâm. Có điều Tống Vô Tình lại mơ hồ cảm thấy rất mong đợi. Hắn không biết liệu đao thập nhị có phải đã điên rồi không. Ánh mắt đao thập nhị rất bình tĩnh, nhưng trong bình tĩnh lại chứa đựng sự kiên định. Có lẽ đao thập nhị im ắng một năm thật sự có thể tạo ra kỳ tích. Vèo, lục trường sinh lần nữa đặt chân vào chiến trường bắc vực. Hắn hít sâu một hơi. Như thể lại quay về một năm trước, hắn bừng bừng khí thế bước vào chiến trường bắc vực, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi danh tiếng vang khắp chiến trường tới tận ngày gặp phải thiên tâm mà hiện giờ hắn lại quay về chiến trường bắc vực lần nữa lục trường sinh không vội vã đi tìm thiên tâm ngay bởi điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả hắn muốn thiên tâm phải tự tìm đến mình người bắc lỗ cứ thu chút lãi trước đã trong mắt lục trường sinh lóe lên lệ mang giờ hắn đã không còn như ngày trước nữa rồi hắn chẳng còn phải e ngại bất cứ kẻ nào nữa u một cơn gió nhẹ thổi qua cảm chi chi phong ý cảnh của lục trường sinh nhanh chóng lan ra. Hắn cảm ứng được khoảng 8 dặm về hướng bắc có một đội ngũ người bắc lỗ đang hoạt động. Khóe miệng lục trường sinh khẽ nhếch lên. Chính là các ngươi. Ngay sau đó thân ánh lục trường sinh lóe một cái, đột ngột biến mất giữa thảo nguyên mênh mông. Bên phía đội ngũ bắc lỗ có tên tiểu đội Thanh Huyền. Tiểu đội Thanh Huyền rất nổi tiếng trong chiến trường bắc vực. Năm võ giả cảnh giới thần lực trong đội ngũ đều là cường giả trên bảng thần lực cả. Tuy xếp hạng chỉ khoảng 8-90 thôi nhưng đội hình như vậy cũng không thể coi thường được. Theo tình hình của các đội ngũ bên phía Vương Triều Đại Ngư hiện giờ mà nói, nếu gặp phải tiểu đội Thanh Huyền thì họ chỉ có một con đường chết mà thôi. Mọi người cẩn thận một chút, nếu gặp Tống Vô Tình thì phải chạy ngay. Dù tiểu đội Thanh Huyền rất nổi tiếng nhưng vẫn hết sức cẩn thận. Giờ kẻ chúng để ý nhất chính là Tống Vô Tình. Suốt một năm qua Tống Vô Tình có vẻ rất điên cuồng. Gần như hắn đã trở thành trụ cột tinh thần của võ giả bên phía Vương Triều Đại Ngư một mình hắn điên cuồng săn giết khắp chiến trường bắc vực hắn còn từng hủy diệt 10 đội ngũ bắc lỗ chỉ trong một ngày cũng may là thánh nguyên nhất tự mình ra ta đánh với tống vô tình mấy lần sau đó làm giảm đi phần nào nhuệ khí của tống vô tình thế nhưng chỉ có thánh nguyên nhất mới làm được điều đó nếu thiên tâm không ra tay thì tống vô tình vẫn là tồn tại hàng đầu dù tiểu đội thanh huyền có tình cờ đụng độ với tống vô tình cũng chỉ có thể chạy trốn mà thôi nhưng ngoài tống vô tình ra chúng lại chẳng e ngại bất cứ kẻ nào khác ừ đột nhiên võ giả có năng lực cảm ứng cực mạnh trong tiểu đội thanh huyền lại nhướng mày thốt lên một tiếng cảm giác nhạy bén giúp hắn nhận ra phía trước hình như có người đang lại gần cảnh giới có người đang tới gần tốc độ rất nhanh nhưng chỉ có một người chẳng lẽ là tống vô tình không không phải tống vô tình trong lúc các thành viên của tiểu đội thanh huyền nói chuyện thì cũng cảm thấy hoàn cảnh xung quanh dần trở lên vặn vẹo từ thảo nguyên mênh mông biến thành một khoảng sao trời tối đen đây là ý cảnh hi hi đúng là to gan không phải tống vô tình mà dám một mình đối đầu với chúng ta tưởng tiểu đội thanh huyền chúng ta giống các đội ngũ bình thường đấy à chỉ cần không phải tống vô tình là được giết hắn các thành viên tiểu đội thanh huyền cũng nhanh chóng phản ứng lại chúng biết đây là ý cảnh đối phương vừa thi triển nhưng ngoài tống vô tình ra thì chúng còn sợ ai nữa chứ hơn nữa đối phương lại chỉ có một mình lúc này chúng cũng đã nhìn rõ người tới là ai một bóng đen đang bước từng bước về phía chúng theo mỗi bước chân trên đỉnh đầu đối phương như thể hiện ra một thác nước. Thác nước cuồn cuộn chảy, ước chừng tới 3.000 thước. Thác nước 3.000 thước bay thẳng xuống từ trời cao, xuyên qua sao trời, nhìn cực kỳ rung động. Có điều lúc nhìn thấy thác nước này cùng bóng đen đang đi tới, một võ giả thần lực trong tiểu đội thanh huyền lại trợn trừng mắt. Hắn đã nhận ra kẻ ấy. Đao thập nhị, hắn là đao thập nhị, là đao thập nhị một năm trước bắc lỗ quốc treo thưởng mức cao nhất. Nhìn thấy đao thập nhị xuất hiện, tên võ giả của tiểu đội thanh huyền không thấy sợ hãi mà ngược lại còn cực kỳ hưng phấn là đao thập nhị đấy chúng đúng là may mắn thế mà lại gặp được đao thập nhị giờ bảng treo thưởng của bác lỗ quốc vẫn còn chỉ cần giết được đao thập nhị thì tiểu đội thanh huyền bọn chúng sẽ nhận được phần thưởng cao nhất của bác lỗ khác với các thành viên tiểu đội thanh huyền đang có rất nhiều suy tính trong đầu lục trường sinh lại chẳng có mấy ý tưởng hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất chính là phải tiêu diệt đội ngũ trước mắt thậm chí không chỉ riêng đội ngũ này chỉ cần là đội ngũ bắc lỗ để hắn gặp phải thì đều sẽ bị tiêu diệt keng lục trường sinh rút đao khỏi vỏ dòng dã một năm trời hắn chưa từng rút đao mà lần này rút đao ra hắn cũng không cảm thấy lạ lẫm như thể mọi thứ vẫn rất trôi chảy ánh đao màu máu xuyên qua đất trời thần long tam biến trong cơ thể gần như đã trở thành bản năng sức mạnh lên tới 700 đỉnh lúc này có thần long tam biến và vũ kỹ ra chỉ vậy mà lại vượt qua 4.000 đỉnh đây là con số vô cùng khủng bố sức mạnh lên tới 4.000 đỉnh giáng xuống người một thành viên tiểu đội thanh huyền. cc thân thể đối phương nháy mắt bị cắt thành hai nửa. Võ giả xếp hạng thứ 93 trên bảng thần lực của tiểu đội thanh huyền vậy mà lại bị một đao của lục trường sinh chém thành hai nửa. Nhìn từ xa, đối phương có vẻ còn chẳng thể chống đỡ được. Sao có thể chứ? Bốn gã võ giả còn lại dù tốc độ nhanh tới mấy vẫn không kịp cứu đồng đội của mình. Thậm chí sau khi lục trường sinh dùng một đao chém giết một võ giả thần lực thì ánh đao nháy mắt lại chia tách thành bốn đao. Hơn nữa có thể thấy giữa không trung ngoài thác nước ra còn thấp thoáng có một cơn sóng biển đang chậm rãi thổi quét về phía bốn người. Hải lãng ý cảnh, giết, lúc này Lục Trường Sinh gần như không hề nương tay. Hải lãng ý cảnh đã được thi triển, đồng nghĩa với việc mỗi đao của Lục Trường Sinh đều sẽ kéo dài liên miên, đao sau còn mạnh hơn đao trước. Dù có tách thành bốn đao thì uy thế vẫn kinh thiên động địa. 50 người đầu tiên trên bảng thần lực đều là võ giả thiên đỉnh, như vậy may ra còn có thể ngăn lại một chút nhưng các võ giả của tiểu đội Thanh Huyền cũng chỉ xếp hạng khoảng 80 90 gì đó, thế nên chúng chẳng thể ngăn được đao của Lục Trường Sinh. Xì xì, bốn ánh đao của Lục Trường Sinh hạ xuống, bốn võ giả thần lực cũng thi triển thế phòng thủ để ngăn cản, nhưng nháy mắt khi khí huyết của chúng tràn ra thì thân thể chúng cũng bị ánh đao xuyên thủng, chết chỉ với một đao. Thậm chí còn chưa tới nửa hơi thở. Chỉ trong một khoảnh khắc toàn bộ tiểu đội Thanh Huyền đã bị tiêu diệt. Thực lực của tiểu đội Thanh Huyền cũng không kém, thậm chí còn khá mạnh là đẳng khác mà thật ra Lục Trường Sinh cũng chẳng mạnh hơn trước kia là bao. Trong một năm qua thân thể Lục Trường Sinh chỉ tăng lên 40 đỉnh, ý cảnh thì gần như không tăng tiến. Thế nhưng tâm linh của hắn đã tăng lên. Đây là lột xác to lớn nhất. Giờ hắn đã chắc chắn rằng mình chẳng e ngại bất cứ kẻ nào nữa. Chém giết tiểu đội Thanh Huyền xong Lục Trường Sinh đạt được 5.000 tiểu công. Chỉ cần thêm 5.000 tiểu công nữa là Lục Trường Sinh có thể tích lũy đủ một vạn tiểu công, sau đó đổi lấy một viên đan dược của cảnh giới thần lực. Tiếp tục thôi, Lục Trường Sinh chọn chọn ra mục tiêu mới. Cho năm cái đầu vào bao tải cỡ lớn hắn đã chuẩn bị sẵn, bóng Lục Trường Sinh lóe lên, hướng về phía mục tiêu kế tiếp. Cả một ngày Lục Trường Sinh đi khắp chiến trường Bắc vực, nghênh ngang đuổi giết các tiểu đội Bắc Lỗ. Hơn nữa mỗi lần hắn đều giải quyết đối phương với tốc độ cực nhanh. Thế nhưng ngoài tiểu đội Thanh Huyền ra thì cả ngày Lục Trường Sinh cũng không gặp được đội ngũ nào có tên trên bảng thần lực cả. Thế nhưng không sao. Trong một ngày Lục Trường Sinh đã săn giết được 7 đội ngũ, chém giết 33 tên võ giả cảnh giới thần lực. Đây là con số nghe mà giận người. Dù sao giờ mới chỉ qua một ngày thôi, cũng được khoảng một vạn tiểu công rồi. Lục Trường Sinh nhìn sắc trời dần tối, hắn không đi tiếp nữa. Lục Trường Sinh cũng chẳng hề nôn nóng. Hắn tin là vài ngày nữa thôi thiên tâm chắc chắn sẽ biết chuyện hắn xuất hiện ở chiến trường Bắc Vực. Trước đó Lục Trường Sinh cứ thu chút lãi của người Bắc Lỗ đã. Vèo, Lục Trường Sinh xách theo cái bao lớn quay về thành Bắc Lăng. Bước trên đường, rất nhiều võ giả nhìn thấy lục trường sinh. Hơn nữa cái bao lớn trên lưng hắn đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Đây là đao thập nhị à. Buổi sáng hắn vừa đi tới chiến trường Bắc Vực, giờ mới trở về, suốt một ngày hắn đều ở chiến trường Bắc Vực, xem ra thu hoạch cũng không ít. Cái bao cũng bị nhuộm đẫm máu, còn có cả máu tươi nhỏ giọt nữa kìa, trong bao không phải đầu người bắc lỗ đầy chứ. Cái bao lớn vậy mà còn bị nhét đầy, rốt cuộc bên trong có bao nhiêu cái đầu đây. Ít nhất cũng phải hai ba mươi cái, có khi còn nhiều hơn vô số võ giả cảm thấy hết sức kinh ngạc mấy chục cái đầu liền sao có thể chứ dù sao thì ở đây có rất nhiều võ giả mới tới chiến trường bắc vực thế nên không biết tới danh tiếng lẫy lừng của đao thập nhị lúc trước nhưng có rất nhiều người thấy tò mò nên đi theo sau lục trường sinh hướng về phía diễn võ lâu họ cũng muốn xem thử đao thập nhị sau một năm mới quay lại chiến trường bắc vực sẽ đạt được chiến tích thế nào lục trường sinh không để ý tới tiếng bàn tán của các võ giả hắn chỉ im lặng sách cái bao lớn bước từng bước về phía diễn võ lâu bên ngoài diễn võ lâu có rất nhiều võ giả tụ tập trông thấy đao thập nhị bước tới hơn nữa còn xách cái bao lớn như vậy mà ngoài bao còn đang không ngừng nhỏ máu mọi người lập tức đoán ra bên trong là thứ gì vì thế đám người nhanh chóng tránh đường cho hắn lục trường sinh đi thẳng vào trong diễn võ lâu trong diễn võ lâu có võ giả chuyên phụ trách tiếp đón trông thấy đao thập nhị đi tới mắt võ giả của diễn võ lâu sáng rực lên thật ra chỉ có các võ giả của diễn võ lâu mới biết sự khủng bố của đao thập nhị Số võ giả thần lực mà đao thập nhị giết trong một tháng e là rất nhiều võ giả bình thường có giết cả 10 năm cũng không sánh bằng được. Thế nên thái độ của võ giả diễn võ lâu đối với đao thập nhị vẫn luôn rất cung kính. Đao tiên sinh. Võ giả tiếp đón vội đứng lên, nhận lấy cái bao trong tay lục trường sinh. Hắn chỉ hơi nhắc lên ước lượng đã cảm thấy thứ này rất nặng. Lục trường sinh giao cái bao cho võ giả của diễn võ lâu. Nhanh kiểm kê đi. Xin đao tiên sinh chờ một lát. Võ giả của diễn võ lâu cẩn thận mở bao ra xem. Ồ, nhìn thấy những chiếc đầu lâu trong bao, rất nhiều võ giả trong diễn võ lâu đều ồ lên vì kinh ngạc. À. Hơn nữa có rất nhiều người chú ý tới đao thập nhị sau đó đi theo hắn tới diễn võ lâu. Nhiều đầu thế cơ à. Trong đó có kẻ nhìn quen lắm, đó là Giang Võ, xếp hạng thứ 93 trên bảng thần lực. Không phải Giang Võ gây dựng một đội ngũ tên là tiểu đội Thanh Huyền à. Giỏi thật, đầu của năm người thuộc tiểu đội Thanh Huyền đều ở trong bao cả, thế là bị đao thập nhị một lưới bắt sạch rồi. Gì cơ, tới cả tiểu đội thanh huyền cũng bị đao thập nhị diệt đây là đội ngũ do các võ giả có tên trên bảng thần lực hợp thành đấy sao đao thập nhị có thể giết được chúng chứ không phải có lời đồn đao thập nhị chỉ có thể cảm giác được các đội ngũ thôi sao trong đội chảm lỗ lúc ấy đao thập nhị gần như không hề ra tay thực lực cũng yếu nhất sao giờ hắn có thể một mình tiêu diệt cả tiểu đội thanh huyền được nhất thời toàn bộ đại sảnh của diễn võ lâu như đã dậy sóng rất nhiều võ giả cũng thấy kinh sợ từ bao giờ vương triều đại ngư lại có võ giả cảnh giới thần lực mạnh tới mức này vậy mà hắn lại chẳng hề có tên trên bảng thần lực phải biết là trong vương triều đại ngư người có thể dựa vào sức mình làm được điều này chỉ có một kẻ đó chính là tống vô tình nhưng tống vô tình cũng chưa từng chém giết đội ngũ nào giống như kiểu tiểu đội thanh huyền lúc này võ giả của diễn võ lâu đã tính xong số lượng đầu lâu trong bao đao thập nhị đưa tổng cộng 33 đầu đạt được một vạn lẻ ba tiểu công Võ giả của diễn võ lâu hít sâu một hơi rồi trầm giọng nói. Trong giọng hắn còn pha lẫn chút kích động. Chỉ có một ngày mà đã chém giết được 33 võ giả cảnh giới thần lực của Bắc Lỗ, thậm chí còn đạt được hơn một vạn tiểu công. Đây đúng là chuyện không thể tin nổi. Ngay cả Tống Vô Tình cũng chưa từng làm được chuyện gì vĩ đại tới vậy. Nhưng đau thập nhị lại làm được. Hắn đã trở lại, cuối cùng đau thập nhị cũng trở lại rồi. Ha ha ha, không phải các ngươi không biết những chuyện vĩ đại mà đau thập nhị từng làm sao. Đội trảm lỗ của Đao Thập Nhị khi trước mỗi ngày đều có thể chém giết bao nhiêu tên võ giả cảnh giới thần lực, chẳng lẽ các ngươi quên hết rồi sao? Các ngươi chỉ biết tới Tống Vô Tình, thế nhưng các ngươi không biết nếu so về số lượng võ giả thần lực bên phía Bắc Lỗ bị chém giết thì Tống Vô Tình còn kém Đao Thập Nhị nhiều lắm. Một trận chiến thu được một vạn tiểu công, đúng là điều kỳ diệu. Sao Đao Thập Nhị lại làm được như thế? Cảm giác kinh sợ, nghi hoặc, ngưỡng mộ dần xuất hiện trên gương mặt vô số võ giả đang ở đây, nhưng nhiều hơn là hưng phấn. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Đao Thập Nhị đã trở lại. Người từng khiến Bắc Lỗ phải sợ hãi trở lại rồi. Thậm chí giờ bên phía Bắc Lỗ phần treo thưởng của Đao Thập Nhị vẫn cao nhất. Đổi cho ta một viên đan dược cảnh giới thần lực." Lục Trường Sinh nhìn lướt qua danh sách. Đan dược lần trước đã dùng giờ hắn không dùng lại được nữa. Thế nên hắn chọn một viên Thần Huyết Đại Đan. Loại đan dược này có yêu cầu rất cao với thân thể người sử dụng, ít nhất phải đạt trên 500 đỉnh mới dùng được. Đương nhiên Lục Trường Sinh đáp ứng được điều kiện này. Vì thế một vạn tiểu công bị xóa đi, nhưng đổi lại trong tay Lục Trường Sinh có thêm một viên Thần Huyết Đại Đan. Lục Trường Sinh cầm theo Thần Huyết Đại Đan quay về tiểu viện của mình. Chuyện ầm ĩ bên ngoài chẳng hề ảnh hưởng tới hắn. Bắt đầu thôi. Lục Trường Sinh nuốt thẳng Thần Huyết Đại Đan. Một khi luyện hóa xong viên Thần Huyết Đại Đan này thì thân thể Lục Trường Sinh sẽ tăng lên tới 800 đỉnh. Khoảng cách cấp độ Thiên đỉnh càng lúc càng gần. Bên phía Bắc Lỗ, một người áo đen đi tới nơi ở của Thiên Tâm. Thiên Tâm đao thập nhị lại xuất hiện rồi hắn chỉ có một mình mà diệt được cả tiểu đội thanh huyền võ giả áo đen trầm giọng nói thế nhưng thiên tâm như thể chẳng nghe thấy hắn không buồn ứ ừ hữu gì cả võ giả áo đen sầm mặt lạnh giọng nói thiên tâm đao thập nhị vẫn chưa chết nhiệm vụ lần trước ngươi cũng không hoàn thành thiên tâm chậm rãi mở mắt đúng ta không hoàn thành nhiệm vụ thế nên ta cũng không lấy được ngộ đạo đan có điều giờ có viên ngộ đạo đan đó hay không cũng chẳng quan trọng nữa ta cảm giác sát lục ý cảnh của mình sắp viên mãn rồi thế nên đao thập nhị sống hay chết cũng chẳng can hệ gì tới ta cả lời thiên tâm nói khiến võ giả áo đen cũng phải biến sắc thật ra võ giả áo đen không thể đại diện cho cả bác lỗ quốc được huống chi thân phận của thiên tâm còn rất đặc biệt thiên tâm thực ra đã được bác vực thiên tông chọn tuy vẫn chưa chính thức nhập tông nhưng cũng coi như đệ tử của bác vực thiên tông rồi mà bác vực thiên tông lại là tồn tại cao cao tại thượng vượt lên tất thảy đừng nói tới võ giả áo đen ngay cả hoàng thất bắc lỗ cũng không dám gây chuyện với đệ tử của bắc vực thiên tông chỉ cần thiên tâm không muốn ra tay thì chẳng ai có thể ép hắn được hừ võ giả áo đen hừ lạnh thiên tâm ngươi không ra tay thì thôi thánh nguyên nhất ra tay cũng sẽ giết được đao thập nhị rõ ràng là võ giả áo đen đang rất bất mãn nói xong lập tức xoay người rời đi hắn muốn đi tìm thánh nguyên nhất hoàng thất bắc lỗ không thể ra lệnh cho thiên tâm được nhưng thánh nguyên nhất không phải đệ tử của bắc vực thiên tông thế nên vẫn phải nghe lệnh của hoàng thất bắc lỗ như những kẻ khác Tuy đao thập nhị rất mạnh nhưng chắc chắn không phải là đối thủ của Thánh Nguyên Nhất. Có điều rắc rối duy nhất chính là việc Linh Cơ Tiên Sư đã rời đi, nếu muốn tìm Linh Cơ Tiên Sư lần nữa thì sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Nhưng hiện giờ đao thập nhị hành động rất ngang tàng. Hắn cũng không cố tình tránh né ai. Có lẽ lần này không cần Linh Cơ Tiên Sư tỏa định thì Thánh Nguyên Nhất cũng sẽ tìm được đao thập nhị thôi. Sau khi võ giả áo đen hậm hực rời đi, trong đầu thiên tâm lại lóe lên vài hình ảnh. Đó là hình ảnh của Vưu Thế Phi, Dương chân Đồng Huyền và Thiết Uyên. Cuối cùng, hình ảnh dừng lại ở Đao Thập Nhị. Thế nhưng lúc đó Đao Thập Nhị cũng không khiến Thiên Tâm phải khắc sâu ấn tượng. Từ đầu khi ta tới chiến trường Bắc vực đã không phải vì Bắc Lỗ Quốc, ta chỉ muốn tìm được đối thủ, hoàn thiện sát lục ý cảnh, tiếc là cuối cùng vẫn không được như ý nguyện. Thôi, thêm một thời gian nữa, đợi sát lục ý cảnh viên mãn ta sẽ rời khỏi chiến trường Bắc vực, tới Bắc vực Thiên Tông. Thiên Tâm lắc đầu, lần nữa nhắm hai mắt lại, xong, thân thể đã lên tới 800 đỉnh. Lục Trường Sinh cảm nhận nguồn sức mạnh đang tăng nhanh trong người mình. Một viên thần huyết đại đan giúp thân thể Lục Trường Sinh tăng lên tới 800 đỉnh. Cách cấp độ thiên đỉnh càng lúc càng gần. Lục Trường Sinh đứng dậy, đã sang ngày mới, lại đến lúc tới chiến trường Bắc vực săn giết rồi, cạch, Lục Trường Sinh đẩy cửa ra. Bên ngoài có một bóng người quen thuộc. Đao Thập Nhị, thánh nguyên nhất của Bắc Lỗ quốc đang tìm ngươi đấy. Tuy thánh nguyên nhất không phải thiên tâm, cũng không mạnh bằng thiên tâm, thế nhưng một khi thánh nguyên nhất tìm được ngươi thì e rằng ngươi cũng sẽ phải chết có điều nếu ngươi tổ đội với ta thì dù có gặp phải thánh nguyên nhất hắn cũng chẳng làm gì được ngươi người đang nói là tống vô tình hắn vẫn luôn muốn tổ đội cùng đao thập nhị thánh nguyên nhất đang tìm ta lục trường sinh như có điều suy nghĩ thiên tâm không xuất hiện vì có chuyện gì ngoài ý muốn ư hay bởi thiên tâm chẳng coi trọng hắn thế nên thiên tâm không muốn ra tay mà chỉ có thánh nguyên nhất xuất hiện thôi tống vô tình cảm ơn tin tức của ngươi nhưng ta sẽ không tổ đội cùng ngươi lục trường sinh nói xong thì lao thẳng tới chiến trường bắc vực tống vô tình vẫn cau mày đao thập nhị không muốn tổ đội cùng hắn chẳng lẽ vì đã chắc chắn mình có thể đối phó với thánh nguyên nhất ư thế nhưng kẻ đó là thánh nguyên nhất đấy dù đao thập nhị có thể tiêu diệt toàn bộ tiểu đội thanh huyền nhưng sao hắn có thể là đối thủ của thánh nguyên nhất được thánh nguyên nhất cũng như tống vô tình tuy không đạt tới sức mạnh vạn đỉnh khủng bố nhưng vẫn có thể bộc phát sức mạnh hơn sáu đỉnh cả hai đều là võ giả hàng đầu trong cấp độ thiên đỉnh còn thiên tâm thì sao đó là trường hợp đặc biệt trăm năm mới có một không thể nào so sánh được vèo lục trường sinh đi tới chiến trường bắc vực nơi này vẫn là một mảnh thảo nguyên mênh mông vô bờ như cũ thế nhưng trong đầu lục trường sinh đang nhớ lại những lời tống vô tình vừa nói thánh nguyên nhất đang tìm hắn hiện giờ thánh nguyên nhất là người đứng thứ hai trên bảng thần lực cũng có thể về sau hắn sẽ bị tống vô tình kéo xuống nhưng dù đứng thứ hai hay thứ ba thì thực lực của hắn vẫn rất mạnh theo lục trường sinh đoán đại khai hắn có thể bộc phát ra sức mạnh cỡ 6 7 nghìn đỉnh. Hiện giờ Lục Trường Sinh bộc phát toàn bộ sức mạnh cũng mới chỉ được trên 5 nghìn đỉnh. Thật ra vẫn có chút chênh lệch nếu so với Thánh Nguyên nhất. Bí pháp và vũ kỹ của cảnh giới thần lực hầu như đều đã bị khai quật tới cực hạn. Ta có thần long tam biến và vũ kỹ tam trọng lãng có thể giúp sức mạnh của bản thân tăng gấp mấy lần, vậy là ổn rồi, nếu muốn tăng nhiều hơn thì chỉ có cách dựa vào ý cảnh. Thiên tâm cũng dựa vào sát lục ý cảnh sắp viên mãn để bộc phát sức mạnh vạn đỉnh, do đó chiếm cứ ngôi vị đầu bảng thần lực. Hiểu biết của Lục Trường Sinh đối với cảnh giới thần lực đã hoàn toàn đầy đủ. Bí pháp, vũ kỹ và ý cảnh đều có thể ảnh hưởng tới chiến lực thực tế. Trong đó bí pháp và vũ kỹ thật ra chênh lệch không nhiều. Võ giả hàng đầu đều có thể luyện thành công bí pháp và vũ kỹ, mà ý cảnh mới là thứ khiến kéo dài khoảng cách thật sự. Ngay cả Lục Trường Sinh bây giờ cũng chỉ có Hải Lãng ý cảnh có tiến độ cao nhất, đạt tới 25%, còn kém Thiên Tâm rất xa. Đương nhiên tuổi của Thiên Tâm lớn hơn hắn nhiều. Lục Trường Sinh cho rằng tới tuổi như thiên tâm hắn cũng có thể tăng hải lãng ý cảnh lên trên 90%, thậm chí là viên mãn. Thế nhưng giờ ý cảnh của hắn vẫn còn kém đối phương rất xa. Hơn nữa chiến trường Bắc vực cũng không phải giữa biển lớn, hải lãng ý cảnh chẳng có chỗ nào để gia tăng cả. Dù ngộ tính của Lục Trường Sinh có cao tới đâu thì cũng không thể nhắm mắt lại rồi tự tưởng tượng giúp ý cảnh tăng lên được. Ý cảnh vẫn nên học tự nhiên thì mới gia tăng nhanh chóng được. Học theo tự nhiên. Ta có cảm chi chi phong ý cảnh có thể học theo tự nhiên ngay tại chiến trường Bắc Vực. Nhưng điểm mấu chốt của cảm chi chi phong ý cảnh là cảm giác không thể ra chỉ trên đao pháp để tăng chiến lực được. Lục Trường Sinh hiểu rất rõ, dù hắn có tăng cảm chi chi phong ý cảnh tới viên mãn thì cũng không có cách nào tăng chiến lực lên cả. Cảm chi chi phong ý cảnh là loại ý cảnh lấy cảm giác làm trọng điểm. Sức mạnh của gió thật ra cũng không kém gì sóng biển, lại càng không kém sao trời và thác nước. Trời đất mà hình thành phong bạo, lốc xoáy, thì có thể tạo thành sức mạnh quét ngang vạn vật, phá hủy hết thảy. Ta có cảm chi chi phong ý cảnh, nếu lại cảm ngộ thêm phong bạo ý cảnh hẳn là cũng không khó. Lục Trường Sinh nghĩ tới chuyện cảm ngộ phong bạo ý cảnh. Nếu muốn học theo tự nhiên nhưng thảo nguyên lại không có lốc xoáy thì phải lĩnh ngộ kiểu gì đây? Lục Trường Sinh nhắm hai mắt lại. Hắn thi triển cảm chi chi phong ý cảnh. Thế nhưng lúc này hắn không hề cảm nhận tình hình trên thảo nguyên. Mà hắn mượn cảm chi chi phong ý cảnh, khiến ý thức của mình dung nhập vào trong gió, sau đó nương theo gió cùng gió thổi đi khắp nơi thậm chí còn cảm nhận gió phất qua vạn vật đúng chính là phất qua vạn vật gió nhẹ thổi qua vạn vật cũng lay động theo gió đây là sức mạnh to lớn nhường nào dù không phải cùng phong hay lốc xoáy dù chỉ là một cơn gió nhẹ thì cũng có sức mạnh khiến vạn vật lay động bản chất của cùng phong hay lốc xoáy thật ra đều là gió bình thường mà thôi gió tới từ đất trời dù chỉ là một cơn gió nhẹ thì cũng có thể lay động vạn vật đó chính là sức mạnh to lớn của đất trời lục trường sinh thoáng như nắm được điều gì đó đầu hắn chợt bừng sáng vô vàn linh cảm không ngừng va chạm cuối cùng thành hình ngay trong đầu cảm giác này vô cùng tuyệt diệu thậm chí rất lâu rồi lục trường sinh không cảm nhận được cảm giác tuyệt diệu tới vậy thế nhưng hắn biết rõ cảm giác tuyệt diệu này có ý nghĩa thế nào đó là ý cảnh là một loại ý cảnh hoàn toàn mới thiên địa chi phong ý cảnh tiến độ một khi Lục Trường Sinh trông thấy bảng thuộc tính quen thuộc có thêm một loại ý cảnh này thì hắn biết, hắn lại lĩnh ngộ được một ý cảnh mới rồi. Mà ý cảnh hoàn toàn mới này là một loại ý cảnh vô cùng đáng sợ, vô cùng mạnh mẽ, nó có tên thiên địa chi phong. Giữa đất trời khắp nơi đều có gió. Thậm chí bất cứ giây phút nào cũng có gió hiện diện. Về bản chất, gió là sự lưu chuyển của các luồng không khí nóng và không khí lạnh, hai luồng không khí lưu chuyển đan xen tạo thành gió. Thế nhưng khi số lượng của những luồng không khí này đủ lớn thì sẽ hình thành cuồng phong, hình thành lốc xoáy có sức phá hoại cực mạnh tạo thành thiên tai thật sự lốc xoáy cũng là một loại thiên tai hơn nữa lục trường sinh vẫn còn nhớ cuồng phong và sóng biển thật ra có thể hỗ trợ lẫn nhau khi hai loại ý cảnh này cùng được triển khai thì lúc đó sẽ sinh ra một số biến hóa không tưởng được lục trường sinh hãy còn đắm chìm trong loại cảm giác kỳ diệu này hắn hoàn toàn có thể nhờ cảm chi chi phong ý cảnh không ngừng lĩnh ngộ thiên địa chi phong ý cảnh Thế nên thiên địa chi phong ý cảnh của Lục Trường Sinh đang nhanh chóng gia tăng với tốc độ mắt thường có thể nhận ra. 1%, 2%, 3%, 4%, 5%. Theo thời gian trôi, sự lĩnh ngộ của Lục Trường Sinh với thiên địa chi phong ý cảnh càng không ngừng tăng lên. U, một cơn gió to thổi qua. Thảo nguyên rộng lớn, vô số cỏ xanh đang đung đưa theo gió. Thậm chí có một số cây cỏ bị cắt đứt vì gió quá lớn. Thấy cảnh ấy, tiến độ thiên địa chi phong ý cảnh của Lục Trường Sinh trực tiếp tăng vọt. Chỉ cần có thể tận mắt trông thấy thì với ngộ tính cao hơn 2.000 điểm của lục trường sinh chắc chắn sẽ lĩnh ngộ được gì đó. Lục trường sinh bước chậm giữa thảo nguyên rộng lớn, trong làn gió nhẹ thổi, hắn cảm thấy dường như bản thân có được sức mạnh vô hạn. Như thể ở trong gió, sức mạnh của hắn có thể phát huy một cách cực kỳ nhuần nhuyễn. Nếu dung nhập thiên địa chi phong vào đao pháp thì đao pháp của ta sẽ càng nhanh, cũng sẽ có thêm sức mạnh của gió. Lục trường sinh thấp giọng thì thảo. Về lý thuyết gió có thể khiến tốc độ của đao trở lên nhanh hơn khi một vật thể được gia tốc đến mức độ nhất định cũng chính là đạt đến tốc độ nhất định thì khi va chạm với vật thể khác sức mạnh tương ứng và lực phá hoại cũng sẽ càng thêm mạnh vèo ngay sau đó thân ảnh lục trường sinh lóe lên rồi biến mất không thấy đâu nữa không những hắn có thể dung hợp thiên địa chi phong để gia tăng tốc độ của đao mà còn có thể gia tốc cho thân pháp của mình trước kia thân pháp của lục trường sinh không thể nói là chậm nhưng cũng không phải quá nhanh ít nhất lúc trước tốc độ của lục trường sinh không bằng thiên tâm thế nhưng giờ thì khác có thiên địa chi phong gia trì, tốc độ thân pháp của Lục Trường Sinh sẽ đạt tới một mức độ cực kỳ khủng bố. Mười dặm về phía đông nam có một đội ngũ người Bắc Lỗ. Mọi người cẩn thận một chút, gần đây đao thập nhị có thể sẽ xuất hiện quanh chiến trường Bắc vực. Một khi phát hiện đao thập nhị phải lập tức bỏ chạy hoặc cầu cứu. Có thể Thánh Nguyên Nhất cũng ở gần đây và đuổi tới kịp thời. Đám người Bắc Lỗ nhắc nhở nhau. Chúng đều biết chuyện Thánh Nguyên Nhất đang tìm đao thập nhị khắp nơi. Hắn đang di chuyển khắp chiến trường Bắc vực nếu gặp phải đao thập nhị mà may mắn thì thánh nguyên nhất có thể đuổi tới kịp đương nhiên xác suất này rất nhỏ dù sao thì thảo nguyên quá rộng lớn vèo một cơn gió nhẹ thoảng qua người bắc lỗ chẳng để ý tới cơn gió này bởi trên thảo nguyên lúc nào cũng có gió thổi ai lại để ý tới gió làm gì khoan đã đó là đột nhiên đội ngũ bắc lỗ cảm thấy có gì đó không bình thường sao trong gió lại có quang mang huyết sắc thế kia xì xì quang mang huyết sắc vượt qua khoảng cách xa xôi hơn cả 10 trượng. Thế nhưng dù xa hơn 10 trượng mà vẫn dung nhập vào trong gió. Gần như trong nháy mắt đã rơi xuống người các thành viên tiểu đội Bắc Lỗ. Ánh đao màu máu ẩn chứa sức mạnh khủng bố. Với tốc độ cực nhanh, đánh mạnh vào thân thể người Bắc Lỗ. Sao chúng cản nổi đây? Dù là cảnh giới thần lực nhưng cũng không thể cản nổi ánh đao khủng khiếp nhường ấy. Gần như chỉ trong giây lát đám người Bắc Lỗ đều đã mất mạng. Đầu chúng đều bị cắt xuống, vèo, lục trường sinh cũng đã chạy tới nơi. Vừa rồi, hắn ở nơi rất xa thi triển huyết đao, tương đương với việc phóng khí huyết ra bên ngoài. Bất kể là dùng phương pháp nào thì võ giả thần lực phóng khí huyết ra ngoài đều sẽ có hao tổn nhất định. Khoảng cách càng xa hao tổn lại càng lớn. Thế nhưng Lục Trường Sinh dung nhập huyết đao vào gió, với tốc độ của gió, đao sẽ tới nơi trong giây lát, thế nên khí huyết hao tổn cũng ít hơn nhiều. Bởi vậy dù cách rất xa nhưng huyết đao của Lục Trường Sinh vẫn có tới 7-8 phần uy lực. Quan trọng nhất là tốc độ phải nhanh. Khi đối phương nhận ra thì huyết đao đã hạ xuống. Đây là loại ý cảnh rất đáng sợ. Hơn nữa còn có thiên địa chi phong gia trì, đao pháp của Lục Trường Sinh cũng sẽ gia tăng tương ứng. Mà tiến độ của thiên địa chi phong mới chỉ có 5%, tiếp tục, Lục Trường Sinh tiếp tục săn giết. Hắn phát hiện, chỉ cần không ngừng thi triển thiên địa chi phong ý cảnh trong lúc săn giết thì ý cảnh của hắn cũng sẽ tăng lên tương ứng. Hơn nữa còn tăng rất nhiều, ầm, săn giết mấy đội ngũ song thiên địa chi phong của Lục Trường Sinh đã tăng lên tới 10%. Thiên địa chi phong ý cảnh đạt tới 10%, gia trì trên đao pháp của Lục Trường Sinh sẽ khiến tốc độ của đao càng nhanh, uy lực cũng càng lớn. Hiện giờ Lục Trường Sinh có 4 loại ý cảnh. Cảm chi chi phong ý cảnh không có sức chiến đấu. Ba loại ý cảnh còn lại đều có thể gia trì cho sức chiến đấu nhưng trọng điểm lại khác biệt. Hải Lãng ý cảnh chủ yếu là giúp duy trì chiến đấu lâu dài, sức chịu đựng cũng tràn đầy. Tinh Không bộc bố ý cảnh chủ yếu về sức bật, nháy mắt bùng nổ sẽ vô cùng khủng bố. Thiên địa chi phong ý cảnh chủ yếu là gia tốc khiến tốc độ của đao pháp trở lên nhanh hơn. Ba loại ý cảnh này thật ra có thể hỗ trợ lẫn nhau. Ví dụ như đao pháp thi triển tinh không bộc bố ý cảnh vốn sẽ có sức bật khủng bố, sau đó gia trì thêm thiên địa chi phong ý cảnh lại khiến đao pháp được gia tốc, vậy thì uy lực sẽ kinh khủng tới mức nào đây? Đã bùng nổ tới vậy nhưng hãy còn hải lãng ý cảnh có thể giúp lục trường sinh không ngừng bùng nổ. Ba loại ý cảnh hỗ trợ lẫn nhau, không thể thiếu thứ nào được một khi cả ba loại ý cảnh cùng gia trì thì chiến lược thực tế của ta chưa chắc đã không đủ để đánh một trận với thiên tâm đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải gia tăng tiến độ của ba loại ý cảnh này nữa rắc rối nhất là tinh không bộc bố ý cảnh đây là ý cảnh hắn lĩnh ngộ ra sau khi tìm được linh cảm từ thơ tử hoàn toàn dựa vào tượng tượng nên rất khó gia tăng có lẽ đợi đến tối nhìn lên trời sao thử xem có giúp gia tăng tiến độ của tinh không bộc bố ý cảnh được không lục trường sinh chỉ nghĩ ra được cách này có điều trước mắt trọng điểm vẫn là tăng lên thiên địa chi phong ý cảnh đã. Dù sao thì khắp chiến trường Bắc vực đều có gió. Ở nơi này thiên địa chi phong của Lục Trường Sinh chắc chắn sẽ tăng lên rất nhanh. Vì thế Lục Trường Sinh không ngừng thi triển thiên địa chi phong ý cảnh, không ngừng săn giết các đội ngũ bên phía Bắc Lỗ. Trong vòng một ngày Lục Trường Sinh đã săn giết ít nhất 7, 8 đội ngũ, tính ra khoảng trên dưới 40 tên võ giả thần lực. Dù không có tên trong 100 võ giả trên bảng thần lực nhưng Lục Trường Sinh cũng có thể đổi được hơn 7000 tiểu công. Tuy chưa tới một vạn tiểu công nhưng thế này cũng đủ với lục trường sinh rồi. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Trong ba ngày dòng dã lục trường sinh đã săn giết 127 võ giả cảnh giới thần lực của Bắc Lỗ. Cộng với 33 tên bị giết trước đó nữa. Vừa tròn 160 võ giả thần lực. Con số này cực kỳ chấn động. Mỗi ngày đều có thể thấy lục trường sinh sách theo một cái bao lớn. Trong đó đều là đầu của các võ giả thần lực. Bất cứ người nào thấy cảnh này đều không khỏi rung động. Dường như trước mặt đao thập nhị, đám người này không phải võ giả cảnh giới thần lực nữa mà chỉ là cỏ dại, tiện tay là ngắt xuống được. Hai vại hai nghìn tiểu công. Đổi cho ta hai viên đan dược cảnh giới thần lực khác nhau. Lục trường sinh đổi luôn lấy hai viên đan dược cảnh giới thần lực. Hiện giờ thân thể hắn đã đạt tới 800 đỉnh sức mạnh. Chỉ cần hai viên đan dược nữa là có thể lên tới cấp độ thiên đỉnh. Lục trường sinh cầm đan dược rời khỏi diễn võ lâu. Xôn xao. Đột nhiên phía trước truyền tới tiếng ồn ào. Nhìn kìa, đó không phải tống vô tình ư. Tống Vô Tình sao thế, hình như hắn bị thương rất nặng. Nghe nói Tống Vô Tình gặp Thánh Nguyên Nhất trên chiến trường Bắc vực, đôi bên đánh một trận ác liệt, sau đó Thánh Nguyên Nhất khiến Tống Vô Tình trọng thương. Hai, Tống Vô Tình lại thua rồi, gần một năm nay ngoài lần đầu tiên ra thì gần như mỗi lần Tống Vô Tình đụng độ với Thánh Nguyên Nhất là lại bị đối phương đánh bại. Tuy không bị giết nhưng quả thật Tống Vô Tình không mạnh bằng Thánh Nguyên Nhất. Lục Trường Sinh cũng đứng lẫn trong đám người. Hắn trông thấy Tống Vô Tình. Tuy nhìn qua trên người Tống Vô Tình chỉ dính ít máu, không có vết thương nặng nào. Nhưng khả năng khôi phục thân thể của võ giả cảnh giới thần lực rất mạnh. Căn bản sẽ không lưu lại bất cứ vết thương nào. Tống vô tình bị tổn thương về mặt tinh thần nhiều hơn. Lại bị thánh nguyên nhất đánh bại lần nữa chính là tổn thương nặng nề đối với tống vô tình. Tống vô tình ngẩng đầu, hắn cũng đã nhìn thấy đao thập nhị đứng trong đám người vây xem. Lúc trước tống vô tình còn mạnh miệng muốn lục trường sinh tổ đội cùng hắn, hắn sẽ đảm bảo lục trường sinh được an toàn. Nhưng giờ hắn lại bị thánh nguyên nhất đánh bại, Tống Vô Tình nhìn Lục Trường Sinh, chậm rãi mở miệng, đau thập nhị, đúng là Thánh Nguyên nhất đang tìm ngươi, hơn nữa thực lực của hắn lại tăng lên rồi, nếu ngươi gặp hắn hẳn là sẽ giữ nhiều lành ít. Trong khoảng thời gian này ngươi cố gắng đừng tới chiến trường Bắc vực nữa." Nói xong Tống Vô Tình rời đi luôn. Nhất thời, đám võ giả bên ngoài diễn võ lâu đều gục đầu ủ rũ. Tới cả Tống Vô Tình cũng thua, thậm chí chưa cần thiên tâm ra tay, mới chỉ là Thánh Nguyên nhất mà Tống Vô Tình đã liên tục bại lui trong tay đối phương rồi. Thánh Nguyên nhất nếu gặp hắn thật thì chính tay ta sẽ giết hắn lục trường sinh bình thản đáp không bận tâm đám võ giả khác nghe thấy thế sẽ kinh ngạc ra sao nói xong hắn cũng quay về tiểu viện của mình trong tiểu viện lục trường sinh lẳng lặng khoanh chân ngồi xuống vừa rồi ở diễn võ lâu hắn nói vậy không phải chỉ là mạnh miệng mà thôi đúng là hắn muốn giết thánh nguyên nhất thật mấy ngày qua lục trường sinh đã chắc chắn thiên tâm sẽ không ra tay không cần biết là nguyên nhân gì thiên tâm không ra tay thì lục trường sinh cũng không có cách để giết được đối phương Thế nhưng điều này không có nghĩa là Lục Trường Sinh không có cách đối phó với thiên tâm. Đương nhiên là hắn vẫn có cách khác. Nếu hắn giết Thánh Nguyên Nhất, hắn không tin thiên tâm lại ngồi im được. Nhưng nếu muốn giết Thánh Nguyên Nhất thì thực lực như hiện giờ còn chưa đủ. Nhất định phải đạt tới cấp độ thiên đỉnh. Ít nhất về mặt tu vi không thể kém hơn Thánh Nguyên Nhất được. Cũng vừa hai Lục Trường Sinh đã có được hai viên đan dược cảnh giới thần lực đủ để giúp hắn tăng lên cấp độ thiên đỉnh. Lục Trường Sinh cũng không dây dưa nữa. Hắn trực tiếp nuốt luôn hai viên đan dược. Với tố chất thân thể 800 đỉnh sức mạnh của hắn hiện giờ có thể thừa nhận cả hai viên đan dược thần lực cùng lúc. Ầm, khi đan dược vào miệng, thân thể Lục Trường Sinh bắt đầu tăng lên nhanh chóng. Lần này hắn trực tiếp nuốt hai viên đan dược một lúc, thế nên thân thể tăng lên rất nhanh. Cũng may thân thể Lục Trường Sinh đã đạt tới 800 đỉnh sức mạnh, thế nên hắn không hề sợ hãi, cứ để mặc thân thể mạnh mẽ lột xác. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Trường Sinh cảm giác thân thể mình như một cái chai các phương diện của thân thể đều tăng lên, giống như muốn lấp đầy cái chai. Rốt cuộc cái chai cũng bị rót đầy. Giây phút khi cái chai đầy, trong đầu lục trường sinh bừng sáng. Hắn có điều hiểu ra. Nếu thân thể hắn không có gì ngoài ý muốn thì không có khả năng tăng lên nữa. Đây là điểm cực hạn rồi. Mà cực hạn của cảnh giới thần lực thật ra chính là cấp độ thiên đỉnh. Giờ phút này lục trường sinh rốt cuộc đã đạt tới cấp độ thiên đỉnh, thật sự bước vào đỉnh cao của cảnh giới thần lực, tách, lục trường sinh mở bừng mắt. Thân thể hắn đã đạt tới cực hạn. Về mặt tu vi cảnh giới, Lục Trường Sinh rốt cuộc cũng đi tới hàng đầu của bảng thần lực. Bất kể là Thiên Tâm, Thánh Nguyên nhất hay Tống Vô Tình đi nữa, thật ra cảnh giới của họ đều là cấp độ thiên đỉnh. Về mặt cảnh giới, Lục Trường Sinh đã ngang hàng với ba người đứng đầu bảng thần lực. Nếu tính thời gian thì từ khi Lục Trường Sinh luyện võ tới giờ cũng chỉ mới 4 năm, còn mấy tháng nữa mới được 5 năm. Hơn 4 năm, từ một người bình thường đạt tới đỉnh cao của cảnh giới thần lực. Tốc độ tu hành như vậy quả thực là không tin nổi. Lục Trường Sinh cảm ngộ thân thể một cách kỹ càng. Thật ra hắn có thể cảm giác trong thân thể hãy còn một chút dược lực còn sót lại. Theo lý thuyết thì thân thể vẫn có thể tăng lên nữa. Thế nhưng hắn vừa thử nghiệm, phát hiện thân thể như đã đạt tới bình cảnh, rất khó tăng cường tiếp. Bất kể có dùng bao nhiêu đan dược đi nữa, lúc này cũng chẳng có chút tác dụng nào. Dược lực còn sót lại cũng sẽ chậm rãi tiêu tán. Thân thể con người có giới hạn, một khi tới giới hạn thì rất khó tăng lên nữa. Nếu muốn tăng lên trừ khi đột phá cảnh giới kế tiếp, tương đương với một lần lột xác sinh mệnh, mà cảnh giới sau thần lực là thần cương. Thần cương không phải là thứ đạt được sau khi thân thể lột xác đấy ư? Lục Trường Sinh nghĩ tới thần cương mà võ giả cảnh giới thần cương thi triển ra. Cái loại thần cương này có thể ngăn cản bất cứ công kích nào. Chỉ cần thần cương không phá thì võ giả sẽ không phải chịu bất cứ thương tổn nào. Tới cảnh giới thần cương có thể hoàn toàn không sợ chiến trận cũng không sợ số lượng thế nhưng muốn đột phá thần cương dường như cũng chẳng phải việc dễ dàng nghe nói đột phá thần cương vô cùng khó khăn nhất định phải có võ công tương ứng phối hợp mới được rồi dùng cách thức đặc biệt nào đó trong võ công để đột phá lên thần cương hơn nữa nghe nói đột phá cảnh giới thần cương còn có liên quan tới cả ý cảnh võ giả không lĩnh ngộ được ý cảnh thì gần như không thể đột phá tới cảnh giới thần cương được có điều lúc này lục trường sinh cũng chưa nghĩ tới việc đột phá thần cương tới võ công tương ứng hắn còn chẳng có nữa là. Diễn võ lâu đúng là có võ công của cảnh giới thần cương thật đấy. Nhưng giá để đổi võ công đã cho thấy sẽ chẳng ai có thể lấy được nó từ chỗ diễn võ lâu cả. Nó chỉ là vật trưng bày cho đẹp thôi. Thân thể đạt tới cấp độ thiên đỉnh, giờ ta có thể bộc phát ra sức mạnh nhường nào đây? Hiện giờ điều lục trường sinh quan tâm nhất là chiến lực. Rốt cuộc chiến lực của hắn giờ đã mạnh tới mức nào? Thật ra chính lục trường sinh cũng không rõ lắm. Nếu hắn thi triển thần long tam biến thì thân thể sẽ bộc phát ra 3.000 đỉnh sức mạnh. Sau đó tới vũ kỹ tam trọng lãng dung nhập vào đao pháp, quyền pháp, kiếm pháp, mỗi đòn đánh ra đều có thể tăng gấp đôi sức mạnh, cũng chính là có sức mạnh 6.000 đỉnh. Nếu không vận dụng ý cảnh mà chỉ dùng bí pháp, vũ kỹ tăng phúc thì lục trường sinh sẽ đạt được sức mạnh 6.000 đỉnh. Đây đã coi như nguồn sức mạnh cực kỳ khủng bố rồi. Tống vô tình và thánh nguyên nhất đại khái cũng như vậy. Dù có vẻ thực lực của Thánh Nguyên Nhất vừa tăng lên một chút nhưng hẳn là cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Nhiều nhất cũng chỉ tầm 7.000 đỉnh sức mạnh. Thế nhưng Lục Trường Sinh còn có ý cảnh. Nếu Lục Trường Sinh thi triển tinh không bộc bố ý cảnh, hải lãng ý cảnh và thiên địa chi phong ý cảnh cùng một lúc. Dù cả ba loại ý cảnh này đều chưa lĩnh ngộ đến mức sâu sắc lắm. Nhưng cộng thêm ba loại ý cảnh này hẳn là có thể gia tăng sức mạnh lên 50% nữa. Đó chính là 9.000 đỉnh sức mạnh nếu tiến độ của ba loại ý cảnh này có thể tăng lên một chút thì cũng không khó để đạt tới vạn đỉnh thiên tâm cũng dựa vào bí pháp vũ kỹ và ý cảnh nên mới chiếm giữ được ngôi vị hàng đầu trên bảng thần lực như thế lục trường sinh cũng vậy có ba loại ý cảnh này gia trì không khó để lục trường sinh bộc phát ra sức mạnh gần vạn đỉnh nhưng nếu muốn vượt qua vạn đỉnh thì ba loại ý cảnh phải tăng lên nữa mới được hiện giờ gia tăng hải lãng ý cảnh cùng tinh không bộc bố ý cảnh đều rất khó nếu có thể gia tăng tiến độ của thiên địa chi phong ý cảnh lên 30% trở lên thì hẳn có thể bộc phát ra sức mạnh ngang tầm với thiên tâm. Thậm chí, có thể về mặt nào đó lục trường sinh còn mạnh hơn đối phương. Dù sao lục trường sinh cũng lĩnh ngộ tới bốn loại ý cảnh. Huống chi lục trường sinh còn có bí pháp cửu tự chân ngôn và bí pháp đúc kiếm khí huyết nữa. Đó đều là át chủ bài của lục trường sinh. Nếu đã đạt tới cấp độ thiên đỉnh thì không cần chờ thêm nữa. Trước mắt cứ làm thịt thánh nguyên nhất đã, để xem thiên tâm có ngồi yên được nữa không nếu thiên tâm vẫn không ra mặt thì ta lại đại khai sát giới giết đến mức người bắc lỗ phải kinh hãi làm cho thiên tâm không thể không ra tay mới thôi khổ công tu hành 4 năm hôm nay hắn đã lên tới cấp độ thiên đỉnh trong mắt lục trường sinh lóe lên lệ mang trước mắt hiện ra chuyện xảy ra một năm trước cảnh tượng thiên tâm giết mấy người vưu thế phi vẫn như sờ sờ trước mắt lục trường sinh không thể nào quên được hắn đợi ngày ngày đằng đẵng một năm rồi giờ lục trường sinh không muốn đợi thêm nữa hắn muốn chủ động xuất kích vì thế lục trường sinh đứng dậy đi thẳng về phía chiến trường bắc vực giết chiến trường bắc vực tràn ngập sát ý đao thập nhị gần như không cần lựa chọn đội ngũ nữa chỉ cần bị cảm chi chi phong ý cảnh của hắn bắt gặp chỉ cần đối phương là đội ngũ của võ giả cảnh giới thần lực thì lục trường sinh sẽ ra tay ngay lập tức thậm chí lục trường sinh cũng không chủ động đi tìm thánh nguyên nhất dù sao người vội chẳng phải lục trường sinh mà chính là thánh nguyên nhất kìa một ngày hai ngày ba ngày trong thành bắc lăng vô số võ giả trợn mắt há hốc miệng vì kinh ngạc Họ quả thực không tin nổi hai mắt mình nữa. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày Đao Thập Nhị đều điên cuồng giết chóc mấy chục người Bắc Lỗ, mà toàn bộ đều là võ giả cảnh giới thần lực. Hơn nữa không cần biết có phải võ giả trên bảng thần lực hay không, một khi bị Đao Thập Nhị nhắm tới thì chắc chắn kẻ đó sẽ phải chết. Giờ phút này, đám võ giả trong thành Bắc Lăng rốt cuộc cũng biết tới sự điên cuồng của Đao Thập Nhị. Hơn nữa họ cũng đã hiểu vì sao người Bắc Lỗ lại tăng mức treo thưởng cho Đao Thập Nhị lên cao nhất. Rốt cuộc thực lực của Đao Thập Nhị thế nào? hắn quả thực tung hoành ngang dọc khắp chiến trường bắc vực không ai địch lại nổi chỉ cần hắn ra tay thì đội ngũ bắc lỗ sẽ bị diệt sạch tới việc chạy trốn cũng là hy vọng xa vời người bắc lỗ bị giết tới sợ rồi giờ thánh nguyên nhất đang điên cuồng tìm kiếm đao thập nhị khắp nơi nhưng hai người này thế mà chẳng hề chạm mặt nhau lấy một lần thánh nguyên nhất còn công khai ước chiến với đao thập nhị nữa nhưng đao thập nhị không hề đáp lại đáp lại sao phải đáp lại đao thập nhị đúng là giết người khắp chiến trường bắc vực đấy nhưng vội là người bắc lỗ sốt ruột là thánh nguyên nhất cơ mà đao thập nhị chỉ cần tiếp tục săn giết khắp chiến trường bắc vực là được rồi không sai giờ thánh nguyên nhất đang vội muốn chết chứ đao thập nhị có gì đâu mà lo thế nhưng một khi thánh nguyên nhất tìm được đao thập nhị thì đao thập nhị phải làm thế nào đây nếu đao thập nhị đã dám tới chiến trường bắc vực thậm chí trong lúc thánh nguyên nhất công khai ước chiến như thế mà vẫn thường xuyên tới chiến trường bắc vực thì có lẽ đao thập nhị cũng có cách để giữ mạng đấy rất nhiều người xôn xao bàn tán họ đều rất kinh sợ cách đao thập nhị hành động trong khoảng thời gian này Đồng thời cũng cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh. Trước kia không phải người Bắc Lỗ đều rất ngang tàng kiêu ngạo, hung hăng áp chế võ giả Vương Triều Đại Ngư trên khắp chiến trường Bắc vực đấy sao. Thế nhưng giờ xu thế công thủ hoàn toàn đổi chiều rồi. Một mình Đao Thập Nhị đã giết đến mức người Bắc Lỗ kinh hoàng, lòng người run rẩy, thậm chí chúng còn không dám quay lại chiến trường Bắc vực nữa. Còn về chuyện với Thánh Nguyên Nhất, dù Đao Thập Nhị đã thể hiện thực lực không thể khinh thường nhưng không một ai cảm thấy Đao Thập Nhị là đối thủ của Thánh Nguyên Nhất cùng lắm chỉ là có thể giữ mạng nếu đụng độ với thánh nguyên nhất mà thôi. Thời gian nhoáng cái đã qua một tháng. Nguyên một tháng này lục trường sinh điên cuồng giết chóc trên khắp chiến trường bắc vực, vậy mà hắn lại không gặp phải thánh nguyên nhất. Lục trường sinh mở bảng thuộc tính ra xem. Ký chủ, lục trường sinh. Ngộ tính, 2866, bốn phương ca tụng. Bí pháp đúc kiếm khí huyết, đúc kiếm 14 năm 2 tháng. Thiên địa chi phong ý cảnh, tiến độ 45%. Cảm chi chi phong ý cảnh, tiến độ 68%. Tinh không bộc bố ý cảnh, tiến độ 11%. Hải lãng ý cảnh, tiến độ 25%. Lục trường sinh đã đúc kiếm được hơn 14 năm, hiện giờ thanh kiếm khí huyết có thể bộc phát ra sức mạnh một vạn 7 nghìn đỉnh cực kỳ khủng bố. Bất kể là đụng độ với ai lục trường sinh cũng chẳng sợ. Có điều tăng lên mạnh nhất là thiên địa chi phong ý cảnh và cảm chi chi phong ý cảnh. Dù sao thì ở chiến trường Bắc Vực này lúc này lục trường sinh cũng có thể cảm ngộ gió cả. Học theo tự nhiên nên hai loại ý cảnh về gió đều tăng lên rất lớn. Thậm chí Lục Trường Sinh cũng đã nghĩ ra việc cảm ngộ tinh không bộc bố ý cảnh dưới bầu trời sao, cách này cũng có chút hiệu quả. Chỉ là tốc độ tăng lên không thể bằng thiên địa chi phong ý cảnh được. Nhưng thiên địa chi phong ý cảnh tăng lên tới 45% thì tinh không bộc bố ý cảnh cũng đã tăng lên 11%. Cả hai ý cảnh chồng lên nhau, gia tăng cho Lục Trường Sinh không ít. Giúp sức tấn công của Lục Trường Sinh dễ dàng vượt qua vạn đỉnh. Thậm chí không chỉ có một vạn đỉnh có thể còn đạt tới một vạn hai nghìn, thậm chí là một vạn ba nghìn đỉnh nữa kìa. Sức mạnh vạn đỉnh. Lục trường sinh thấp giọng thì thào. Đây là sức mạnh thuộc về hắn, hơn nữa cũng không phải là loại sức mạnh duy nhất. Như vậy bất kể là đối đầu với thánh nguyên nhất hay thiên tâm thì lục trường sinh cũng hoàn toàn tự tin. Lục trường sinh lần nữa đứng dậy, đi về phía chiến trường Bắc Vực. Một tháng qua, mỗi ngày lục trường sinh đều tới chiến trường Bắc Vực, mỗi ngày đều có thể giết mấy chục võ giả cảnh giới thần lực người Bắc Lỗ giết tới mức lòng người bắc lỗ đều kinh hoàng hiện giờ người bắc lỗ đều cảm thấy bất an trong lòng lo ngay ngáy dù thánh nguyên nhất cũng có mặt ở chiến trường bắc vực cũng điên cuồng giết hại võ giả của vương triều đại ngư tương tự nhưng thánh nguyên nhất không có cảm chi chi phong ý cảnh hắn không cảm ứng được đội ngũ của võ giả vương triều đại ngư thế nên chỉ có thể dựa vào vận may năng suất giết chóc của đôi bên rõ ràng là không thể so sánh được chỉ là thánh nguyên nhất cũng chẳng làm thế nào được hắn cũng đã công khai ước chiến với đao thập nhị nhưng đao thập nhị chẳng hề đáp lại hiện giờ thánh nguyên nhất đã tăng tần suất tới chiến trường bắc vực chỉ hy vọng có thể chạm mặt với đao thập nhị sau đó chém giết đao thập nhị giải quyết hết sạch rắc rối tiếc là không biết do thánh nguyên nhất xui xẻo hay do lục trường sinh may mắn suốt một tháng trời hai người không hề chạm mặt nhau lần nào vèo lục trường sinh đi tới chiến trường bắc vực hắn nhắm hai mắt lại cảm chi chi phong ý cảnh hiện giờ đã có thể cảm ứng trên 10 dặm phạm vi bao trùm rõ ràng lớn hơn trước rất nhiều hử Lục Trường Sinh đột ngột mở mắt, trong mắt lóe lên vẻ kỳ lạ. Hắn phát hiện trong phạm vi 10 dặm thế mà lại chỉ có một người duy nhất. Đúng, không hề có bất cứ đội ngũ nào cả. Chỉ có một bóng người cực kỳ nổi bật. Gần như tất cả mọi người đều biết bóng người kia. Dù chưa từng gặp mặt thì cũng có thể nhận ra thân phận của người đó. Thánh Nguyên Nhất. Bóng người kia chính là Thánh Nguyên Nhất. Chuyên môn ở đây chờ ta à. Lục Trường Sinh cũng đã đoán được ý đồ của Thánh Nguyên Nhất. Nơi này rất gần thành Bắc Lăng một khi lục trường sinh tiến vào chiến trường bắc vực thì có khả năng sẽ đụng phải thánh nguyên nhất nói chung là thánh nguyên nhất giã đoán được việc đao thập nhị có thể cảm ứng trong một phạm vi nhất định thật ra điều đó gần như một bí mật công khai rồi nếu không thì rất khó để lý giải việc đao thập nhị có thể chuẩn xác nắm được hành tung của các đội ngũ như thế ngươi đã cất công chờ ta thì sẽ như ngươi mong muốn trước khi đối phó với thiên tâm thì chém thánh nguyên nhất đã coi như thù chút lãi ánh mắt lục trường sinh lạnh như băng sau đó hắn bước lên trước cả người như dung nhập vào gió, thân hình chớp mắt đã biến mất. Lúc này Thánh Nguyên Nhất vẫn đứng lặng một chỗ. Thật ra hắn đã đợi ở đây từ lâu. Lúc này phía Bắc Lỗ đã cho các đội ngũ tạm dừng việc tiến vào chiến trường Bắc vực. Hiện chỉ có một mình Thánh Nguyên Nhất đang ở trong chiến trường Bắc vực. Hắn đang chờ, chờ một người xuất hiện. Đằng xa là thành Bắc Lăng, Thánh Nguyên Nhất tin rằng chỉ cần người kia tới chiến trường Bắc vực thì chắc chắn sẽ tìm tới hắn. Chỉ có một điều Thánh Nguyên Nhất không dám chắc, ấy là liệu đối phương có dám tới không. Thế nhưng dựa vào cách hành động của đối phương dạo gần đây, Thánh Nguyên nhất tin là đối phương sẽ tới. Nếu đối phương muốn né tránh thì sẽ không tới chiến trường Bắc vực thường xuyên, cũng không điên cuồng giết chóc như thế. Đối phương dường như không hề sợ người đứng thứ hai trên bảng thần lực như hắn. Vù, một trận gió nhẹ thổi qua, tách, Thánh Nguyên Nhất ngẩng phát đầu nhìn về phía trước. Người tới rồi. Thánh Nguyên Nhất chậm rãi mở miệng, ánh mắt lại lóe lên một tia sáng kỳ dị. Trước mắt hắn, bên ngoài khoảng cách 10 trượng có một bóng người đang từ từ bước tới một bóng người vừa xa lạ mà cũng vừa quen thuộc. Xa lạ bởi từ lúc tới chiến trường Bắc vực đến nay Thánh Nguyên Nhất chưa từng gặp qua đối phương, mà quen thuộc bởi một tháng qua bên tai Thánh Nguyên Nhất lúc nào cũng vang lên tên của người này. Đao Thập Nhị. Đến nay hắn vẫn là người bị Bắc Lỗ Quốc treo thưởng cao nhất trên chiến trường Bắc vực, thậm chí tới Thiên Tâm tự mình ra tay cũng không thể giết nổi hắn. Đến giờ Thánh Nguyên Nhất cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương, thế nhưng vừa nhìn một cái Thánh Nguyên Nhất đã nhận ra hắn ngay. Đối phương chính là người hắn đang chờ, Đao Thập Nhị. Thánh Nguyên Nhất. Lục Trường Sinh từ từ bước tới, ánh mắt nhìn thẳng bóng người trước mắt. Đối phương mặc áo bào trắng, bên hông đeo một thanh kiếm. Trong đầu Lục Trường Sinh hiện lên vài tin tức về Thánh Nguyên Nhất. Thánh Nguyên Nhất là truyền nhân Tâm Kiếm Tông của Bắc Lỗ Quốc. Tâm Kiếm Tông là một tông môn bí ẩn. Tông môn này có rất ít đệ tử, bởi Tâm Kiếm Tông yêu cầu đệ tử phải có tư chất và ngộ tính cực cao. Dù sao nếu muốn luyện thành Tâm Kiếm mà tư chất và ngộ tính là không đủ chắc chắn là không thể thành công. Đao thập nhị thật ra ta muốn gặp ngươi lâu rồi. Người mà tới thiên tâm cũng không giết được thì đúng là hiếm thấy. Vốn tưởng vương triều đại ngư chỉ có một mình tống vô tình, không ngờ lại có một kẻ như ngươi nữa, thú vị, đúng là thú vị. Thánh nguyên nhất cũng không hề căng thẳng. Ngược lại trong hắn rất thong dong, dường như hắn vô cùng tự tin. Gần đây thực lực của hắn tăng lên khá nhiều, suýt nữa còn giết được cả tống vô tình, nói gì tới đao thập nhị. Theo hắn biết, đao thập nhị chỉ có năng lực cảm ứng là mạnh thôi. Một đao chém chết ngươi lục trường sinh cũng không muốn nói nhiều vù vù ngay sau đó cảnh vật xung quanh bắt đầu vặn vẹo nơi vốn là thảo nguyên lại trở lên xám xịt biến thành một mảnh sao trời ý cảnh thánh nguyên nhất lập tức nhận ra đây là ý cảnh nhưng thánh nguyên nhất cũng không sợ răng rắc ngay sau đó sao trời bốn phía như xuất hiện vô số vết rách tựa như thủy tinh vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ lục trường sinh cảm nhận được phong mang từ trên người thánh nguyên nhất phong mang này vậy mà lại có thể xé rách tinh không bộc bố ý cảnh của hắn keng lục trường sinh rút đao một ánh đao màu máu nháy mắt cắt ngang qua hư không cùng lúc đó từ bầu trời sao đen kịt dù đã vỡ vụn lại vẫn có một thác nước khổng lồ xuyên qua ầm ầm hạ xuống từ ba nghìn thước trong nháy mắt khi thác nước hạ xuống lại có cả tiếng sóng biển vang lên vù một trận cuồng phong thổi qua giữa đất trời không biết từ bao giờ lại có gió nổi hơn nữa gió còn hỗ trợ sóng biển làm nhấc lên cơn sóng ngập trời phát ra tiếng ầm vang chậm rãi thổi quét về phía thánh nguyên nhất ba loại ý cảnh Tới tận lúc này, sắc mặt rốt cuộc thánh nguyên nhất cũng thay đổi. Ở cảnh giới thần lực, có thể lĩnh ngộ một loại ý cảnh đã chứng tỏ ngộ tính không tệ, có thể thành tựu thần cương. Thế nhưng lĩnh ngộ được hai loại ý cảnh thì chính là thiên tài. Mà hiện giờ đao thập nhị thế mà lại lĩnh ngộ tới ba loại ý cảnh. Hơn nữa ba loại ý cảnh này dường như còn hỗ trợ cho nhau. Nếu như chỉ có một loại ý cảnh thì thánh nguyên nhất cũng chẳng e ngại. Nhưng ba loại ý cảnh lại trực tiếp áp chế thánh nguyên nhất mà một khi bị ý cảnh áp chế thì thực lực sẽ chẳng phát huy được mấy. Trước đây khi Thánh Nguyên Nhất và Tống Vô Tình đối mặt với Thiên Tâm cũng thế. Thiên Tâm trực tiếp dùng ý cảnh chấn áp đối thủ. Tống Vô Tình và Thánh Nguyên Nhất chỉ có thể phát huy một phần thực lực, thế nên sao có thể tranh đấu với Thiên Tâm được nữa. Đao thập nhị trước mắt hắn đi theo con đường hoàn toàn khác với Thiên Tâm. Thiên Tâm là dốc lòng với một đạo, thế nên hắn đi rất xa với sát lục ý cảnh. Còn đao thập nhị thì sao, đối phương dựa vào số lượng trồng chất để áp chế Thánh Nguyên Nhất chém đột nhiên thánh nguyên nhất khẽ quát một tiếng nhưng thánh nguyên nhất không hề rút kiếm lục trường sinh cảm giác toàn thân chấn động trong đầu hắn như thể xuất hiện một thanh kiếm một thanh kiếm vô hình tâm kiếm lục trường sinh như bừng tỉnh cái gọi là tâm kiếm thực ra chính là thanh kiếm tinh thần chuyên môn nhắm vào tinh thần của đối thủ nếu tinh thần không đủ mạnh thì sẽ bị tâm kiếm xé rách nháy mắt mất hết sức chiến đấu dù là lục trường sinh thì cũng thấy đầu mình đau nhức như thường chỉ là hắn chịu được ba loại ý cảnh chồng lên nhau chưa bàn tới uy lực nhưng lại tăng phúc tinh thần khiến hắn vượt trội hơn vô số võ giả cảnh giới thần lực khác có điều việc thánh nguyên nhất vận dụng tâm kiếm cũng khiến đầu lục trường sinh ngày một đau đớn hơn tâm kiếm vô hình vô ảnh căn bản không có cách phòng bị mà chỉ có thể cường chống ngay cả thiên tâm cũng chỉ có thể cường chống nhưng tinh thần của thiên tâm cô động tới mức tâm kiếm cũng không thể lay động hắn hừ muốn chém đứt tinh thần của ta à lâm ngay sau đó lục trường sinh thi triển bí pháp cửu tự chân ngôn chỉ là lần này lục trường sinh dùng bí pháp cửu tự chân ngôn trên người mình cùng với tiếng hét lớn của lục trường sinh đầu hắn lập tức xuất hiện một chữ lâm hơn nữa còn tỏa ra kim quang trói lọi khiến tâm kiếm xâm nhập đầu óc hắn vỡ vụn trong nháy mắt bí pháp tinh thần thánh nguyên nhất chấn động rõ ràng là hắn không ngờ tới việc đao thập nhị còn có cả bí pháp tinh thần như thế thế nhưng bí pháp cửu tự chân ngôn không chỉ đơn thuần là bí pháp về tinh thần mà nó còn có tác dụng về mặt khí huyết nữa quá trình giao đấu tinh thần có vẻ rất lâu nhưng thực ra chỉ diễn ra trong một chớp mắt từ lúc thánh nguyên nhất vô thanh vô tức thi triển tâm kiếm tới khi lục trường sinh thi triển bí pháp cửu tự chân ngôn chấn áp tâm kiếm chỉ diễn ra trong vòn vẹn một cái chớp mắt mà ánh đao màu máu của lục trường sinh lại không bị bất cứ thứ gì ảnh hưởng vẫn chậm rãi chém về phía thánh nguyên nhất như cũ lục trường sinh không hề giữ sức với đao này thần long tam biến tam trọng lãng cộng thêm ba ý cảnh chồng lên lúc này uy lực đao kia của lục trường sinh đã vượt qua vạn đỉnh thậm chí đạt tới một vạn ba nghìn đỉnh. Sức mạnh khủng bố như thế dù cách mấy trượng cũng khiến Thánh Nguyên Nhất sờn tóc gáy. Sao có thể? Thánh Nguyên Nhất quả thực không tin nổi hai mắt mình nữa. Sao đao thập nhị lại có được sức mạnh đáng sợ như thế? Thế nhưng sự thật vẫn sờ sờ trước mắt, vèo, rốt cuộc Thánh Nguyên Nhất cũng rút kiếm. Dù là truyền nhân của tâm kiếm tông nhưng kiếm pháp của Thánh Nguyên Nhất cũng rất mạnh. Hàn rút kiếm đã từng khiến tống vô tình bị trọng thương. Lúc này, Thánh Nguyên Nhất rút kiếm ra, Cùng lúc đó cũng có một luồng kiếm quang chói mắt phóng lên cao. Dường như khắp trời đều là kiếm quang dày đặc. Kiếm quang màu trắng và ánh đao màu máu hoàn toàn bao trùm lên phạm vi mấy chục trượng. Một đao một kiếm mang theo ý cảnh khủng bố hung hăng va và mạnh vào nhau, rầm, tiếng vang ẩm trời truyền ra. Rõ ràng Lục Trường Sinh có thể thấy, ánh đao màu máu của hắn tựa như mặt trời hạ xuống, cắt đứt kiếm quang của Thánh Nguyên Nhất với khí thế như chảy tre. Không, Thánh Nguyên Nhất trợn trừng mắt nhìn, trong mắt hắn lần đầu tiên lóe lên vẻ sợ hãi. Hắn sẽ chết. Thánh Nguyên Nhất đã cảm nhận được hơi thở tử vong ở rất gần. Ánh đao này cực kỳ khủng bố, hắn không cách nào ngăn cản được. Thế nhưng không cần biết Thánh Nguyên Nhất sợ hãi thế nào, ánh đao màu máu cuối cùng vẫn chém xuống người hắn, phốc, một tiếng vang nhỏ truyền ra. Cả người Thánh Nguyên Nhất cứng đờ. Ngay sau đó thân thể hắn ầm ầm vỡ vụn. Máu tươi phụt ra. Thân thể Thánh Nguyên Nhất ngay lập tức chia năm xẻ bảy. Chẳng ngờ hắn lại bị một đao của Lục Trường Sinh chém thành muôn mảnh. Đây chính là sức mạnh vạn đỉnh. Ngay cả Thánh Nguyên Nhất cũng không thể chống đỡ được một đao ẩn chứa sức mạnh vạn đỉnh của Lục Trường Sinh. Một đao hạ xuống, Thánh Nguyên Nhất cứ thế mất mạng, yên tĩnh, bốn phía tĩnh lặng như tờ. Thánh Nguyên Nhất đã chết. Cái đầu vẫn còn nguyên vẹn, thế nhưng mắt hắn lại mở to, nét hoảng sợ trên mặt vẫn chưa phai hết. Mãi tới lúc chết dường như Thánh Nguyên Nhất vẫn không thể tin được, hắn vậy mà lại chết trong tay đao thập nhị. Đường Đường là người đứng thứ hai trên bảng thần lực, giờ lại bị đao thập nhị chém thành mảnh vụn, chết không toàn thây. Lục Trường Sinh thì có vẻ rất bình thản. Hắn lặng lặng đứng đó, nhìn thi thể đã biến thành vô số mảnh vụn của Thánh Nguyên Nhất, Lục Trường Sinh rơi vào trầm tư. Xem ra hắn đánh giá thấp sức mạnh vạn đỉnh rồi. Nghe đồn sức mạnh vạn đỉnh có thể phá cương, hẳn là cũng không phải chỉ là nói bừa. Đường Đường là Thánh Nguyên Nhất, người đứng thứ hai trên bảng thần lực, vậy mà tới một đao chứa sức mạnh vạn đỉnh của hắn cũng không đỡ được. Lục Trường Sinh bước tới mò mẫm một lượt khắp mấy mảnh thi thể của Thánh Nguyên Nhất, hừ thế mà lục trường sinh lại lục ra được một cuốn bí tịch. Tâm kiếm quyết. Đây là bí truyền tối cao của tâm kiếm tông, thế mà thánh nguyên nhất lại mang tâm kiếm quyết theo bên người. Lục trường sinh cất kỹ bí tịch tâm kiếm quyết, sau đó mang theo đầu thánh nguyên nhất quay về thành Bắc Lăng. Tí tách, từng giọt máu tươi từ đầu lâu rơi xuống mặt đất. Lục trường sinh đã về tới thành Bắc Lăng. Trong tay hắn cầm theo đầu của thánh nguyên nhất, đang từng bước đi về phía diễn võ lâu. Lại là đao thập nhị kìa, sao hắn chỉ cầm theo có một cái đầu thế kia đúng rồi bình thường không phải mỗi ngày đao thập nhị đều sẽ mang theo mấy chục đầu người bắc lỗ à sao lần này lại chỉ có một cái nhỉ mà sao cái đầu này trông quen vậy rất nhiều người đều đang nghi hoặc sao hôm nay đao thập nhị lại kết thúc công việc sớm thế chỉ mang theo một cái đầu không phải tác phong của đao thập nhị mọi khi nhưng cuối cùng cũng có người nhận ra cái đầu đao thập nhị đang cầm trong tay là của ai đó là thánh nguyên nhất phải không trời ạ à, đúng là thánh nguyên nhất rồi người đứng thứ hai trên bảng thần lực Thực lực vừa mới tăng tiến rất nhiều, thậm chí còn khiến Tống Vô Tình bị thương nặng nữa. Thánh Nguyên Nhất chết rồi sao, lại còn bị Đao Thập Nhị chặt đầu nữa. Đúng là không tin nổi, thật sự không tin nổi. Đao Thập Nhị có thể giết Thánh Nguyên Nhất sao? Nhất thời, vô số người cảm thấy khiếp sợ, cảm thấy chuyện này thật sự khó tin. Thiên Tâm, Thánh Nguyên Nhất, Tống Vô Tình. Đó là tam cường ổn định vững chắc trên bảng thần lực. Từ khi chiến trường Bắc vực mở ra tới nay, Bất kể bảng thần lực biến động thế nào thì ba cái tên này vẫn luôn đứng hàng đầu trên bảng. Cùng lắm chỉ là xếp hạng của Thánh Nguyên Nhất và Tống Vô Tình thay đổi cho nhau mà thôi. Toàn bộ chiến trường Bắc vực đều công nhận, trong cảnh giới thần lực thì thiên tâm, Thánh Nguyên Nhất và Tống Vô Tình là tồn tại duy nhất có thể trấn áp toàn bộ võ giả cùng cảnh giới. Thế nhưng giờ hiện thực ấy đã bị Đao Thập Nhị đánh vỡ. Đầu Thánh Nguyên Nhất còn đang nhỏ máu. Đao Thập Nhị giết chết Thánh Nguyên Nhất rồi. Sự thật đẫm máu ngay trước mắt, mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn theo. Trong lòng không khỏi dậy sóng, sắc mặt Lục Trường Sinh vẫn bình thản như cũ. Hắn chậm rãi đi tới diễn võ lâu, sau đó bước vào trong, ném đầu Thánh Nguyên Nhất xuống đất. Bùm một tiếng, đầu Thánh Nguyên Nhất lăn lông lốc trên sàn, tách, rất nhiều ánh mắt chuyển hướng về phía Lục Trường Sinh. Võ giả của diễn võ lâu rất nhạy tin tức, thấy cái đầu dưới đất sao có thể không nhận ra đây là đầu của Thánh Nguyên Nhất được. Đao, đao tiên sinh, đây là đầu của Thánh Nguyên Nhất phải không? dù võ giả của diễn võ lâu có thể nhận ra thánh nguyên nhất đấy nhưng vẫn không kìm được mà hỏi một câu với chất giọng run rẩy không sai thánh nguyên nhất bị ta giết rồi đầu của hắn trị giá bao nhiêu công trạng thấy lục trường sinh chính miệng thừa nhận như thế toàn bộ diễn võ lâu lập tức náo động vô số võ giả đi theo sau lục trường sinh lúc này cũng trở nên vô cùng kích động thánh nguyên nhất đấy người đứng thứ hai trên bảng thần lực đấy thậm chí còn đè ép cả tống vô tình cuối cùng thì sao chết hiện giờ trên bảng thần lực trong diễn võ lâu vẫn còn khắc tên thánh nguyên nhất ở vị trí thứ hai nhưng đầu của thánh nguyên nhất lúc này lại nằm dưới nền đất của diễn võ lâu đúng là sự châm biếm lớn lao phải đợi đến tháng sau thì tên của thánh nguyên nhất biến mất khỏi bảng thần lực thánh nguyên nhất xếp hạng thứ hai trên bảng thần lực giết hắn có thể lấy được ba vạn tiểu công võ giả của diễn võ lâu lớn tiếng đọc lên ba vạn tiểu công đây chẳng khác nào có thể trực tiếp đổi lấy ba viên đan dược cảnh giới thần lực nhưng hiện giờ Lục Trường Sinh đã là võ giả thiên đỉnh, hắn không cần đan dược cảnh giới thần lực làm gì nữa. Ba vạn tiểu công, diễn võ lâu có cho đổi võ công cảnh giới thần cương không?" Lục Trường Sinh hỏi. "Có, nhưng võ công cảnh giới thần cương yếu nhất cũng cần 10 đại công, tương đương với 10 vạn tiểu công." Lục Trường Sinh gật đầu. 10 vạn tiểu công với phần lớn võ giả cảnh giới thần lực mà nói gần như là con số trên trời. Dựa theo việc một võ giả cảnh giới thần lực thấp nhất đổi được 100 tiểu công, vậy thì phải chém chết một nghìn võ giả cảnh giới thần lực mới đổi được một môn võ công cảnh giới thần cương. Đã thế còn là loại võ công cảnh giới thần cương yếu nhất. Nếu là võ công cảnh giới thần cương thượng thừa có thể sẽ cần một trăm đại công, cũng chính là một trăm vạn tiểu công. Vậy thì phải giết được một vạn võ giả cảnh giới thần lực. Điều này căn bản là không thể. Ngược lại lục trường sinh có thể kiếm được 10 vạn tiểu công. Nhưng một trăm vạn tiểu công đối với lục trường sinh mà nói thực ra cũng rất khó trừ khi hắn không ngừng giết chóc khắp chiến trường bắc vực hơn nữa bắc lỗ quốc phải toàn kẻ đầu đất để mặc lục trường sinh tha hồ giết chóc như thế mới được chỉ là điều đó có thể xảy ra sao tới lúc ấy sợ rằng tới cả võ giả cảnh giới thần cương cũng sẽ ra mặt cùng lắm thì đương đầu với nguy cơ bùng nổ đại chiến thần cương chứ bắc lỗ quốc không thể để lục trường sinh lộng hành như vậy được lục trường sinh tạm giữ lại ba vạn tiểu công đã sau đó hắn ra khỏi diễn võ lâu bên ngoài diễn võ lâu đã kín đặc người từ bao giờ trong thấy đao thập nhị ra ngoài, mọi người lập tức nhốn nháo hết cả lên. Đao tiên sinh đi ra kìa. Diễn Võ lâu đã xác nhận đúng là Thánh Nguyên nhất rồi, không sai được. Không ngờ việc lớn mà Tống vô tình không thể hoàn thành thì Đao tiên sinh lại làm được. Lần trước đám người Vưu Thế Phi Liều Mạng cũng phải ngăn cản Thiên Tâm, bảo vệ đao thập nhị, xem ra họ đã biết đao thập nhị bất phàm. May mà lúc đó họ Liều Mạng bảo vệ Đao tiên sinh đấy, nếu không giờ có ai giết được Thánh Nguyên nhất nữa đây không biết giờ đao tiên sinh với thiên tâm rốt cuộc ai mạnh hơn ai nhỉ nhất thời mọi người đều không khỏi so sánh xem đao thập nhị và thiên tâm ai mạnh ai yếu trong tam cường trên bảng thần lực thì thiên tâm luôn độc chiếm vị trí đầu tiên thực lực của hắn hơn xa thánh nguyên nhất và tống vô tình nhưng giờ đao thập nhị có thể giết được thánh nguyên nhất chứng tỏ thực lực của hắn mạnh hơn thánh nguyên nhất và tống vô tình không chỉ một bậc vậy để biết thiên tâm và đao thập nhị ai mạnh hơn e rằng phải đánh một trận mới rõ lục trường sinh quay về tiểu viện của mình bên ngoài tiểu viện hắn lại trông thấy một bóng người quen thuộc chính là tống vô tình tống vô tình lặng nhìn lục trường sinh lạnh giọng hỏi ngươi giết thánh nguyên nhất rồi phải lục trường sinh đáp tống vô tình lặng im hắn và thánh nguyên nhất đã giao thủ rất nhiều lần hắn biết rõ thực lực của thánh nguyên nhất hơn ai hết thậm chí lần trước thánh nguyên nhất còn đả thương hắn nữa vậy mà đao thập nhị lại chém được đầu thánh nguyên nhất xuống ngươi hẳn là cũng đạt đến mức độ vạn đỉnh lục trường sinh không nói gì coi như ngầm thừa nhận điều hắn nói tống vô tình hiểu rõ nếu không có sức mạnh vạn đỉnh thì không thể giết thánh nguyên nhất được sức mạnh vạn đỉnh là cảnh giới trong truyền thuyết có thể nói là cực hạn của cảnh giới thần lực chỉ có thiên tài hàng đầu mới có thể bộc phát ra sức mạnh vạn đỉnh thiên tâm là một giờ lại có thêm đau thập nhị dù chuyện này dường như không thể tin nổi thế nhưng đây lại là sự thật thiên tâm rất mạnh sát lục ý cảnh của hắn bất cứ lúc nào cũng có thể lên tới viên mãn ngươi định bao giờ tìm thiên tâm tống vô tình biết sau một năm trời đao thập nhị mới lại xuất hiện ở chiến trường bắc vực chỉ vì một mục đích chính là giết thiên tâm đúng vậy một năm rồi cũng đã tới lúc tống vô tình ngươi giúp ta truyền tin đi ta muốn ước chiến với thiên tâm thời gian là ba ngày sau địa điểm thì là nơi một năm trước hắn đuổi giết đội chẳng lỗ hẳn là hắn vẫn nhớ tống vô tình không khỏi bàng hoàng ước chiến với thiên tâm cuối cùng đao thập nhị vẫn đi tới bước này chưa từng có một ai nghĩ tới chuyện khiêu chiến với thiên tâm ngay cả tống vô tình hay thánh nguyên nhất là tồn tại gần với thiên tâm nhất thế nhưng hai người trước nay cũng chưa từng nghĩ tới chuyện khiêu chiến với thiên tâm thiên tâm tựa như rãnh trời khiến người khác phải dừng chân ngóng nhìn vậy mà giờ đây lại có người khiêu chiến thiên tâm hơn nữa không phải chỉ là lời sàng bậy đao thập nhị vừa chém giết thánh nguyên nhất trèo lên vị trí thứ hai trên bảng thần lực đao thập nhị có tư cách lẫn thực lực để khiêu chiến với thiên tâm mai là ngày bảng thần lực đổi mới mà ngươi lại muốn hẹn ba ngày sau ước chiến với thiên tâm Tống vô tình cũng không nói gì nữa. Hắn biết, người như đao thập nhị một khi đã quyết định thì sẽ không dao động bởi bất cứ ai. Ta sẽ truyền tin giúp ngươi. Thời gian ba ngày đủ để truyền tin tới Bắc Lỗ Quốc, thiên tâm chắc chắn cũng sẽ nhận được tin. Ta không biết rốt cuộc ngươi và thiên tâm ai mạnh hơn, nhưng ta hy vọng ngươi có thể sống sót, bất kể ra sao thì còn sống mới còn cơ hội. Nói xong tống vô tình quay người rời đi. Sống sót, ta sẽ sống sót, kẻ chết sẽ là thiên tâm. Lục trường sinh lần thứ hai nhắm mắt lại ngày hôm sau diễn võ lâu chật kín người hôm nay là ngày bảng thần lực đổi mới rất nhiều người hâm hở tới bên ngoài diễn võ lâu họ muốn trông thấy bảng thần lực mới sớm nhất có thể nguyên nhân rất đơn giản đao thập nhị họ muốn tận mắt trông thấy đao thập nhị đi lên vị trí thứ hai trên bảng thần lực hơn một năm qua người bắc lỗ chiếm ưu thế đè ép võ giả của vương triều đại ngư nhìn xếp hạng trên bảng thần lực lại càng thấy rõ điều ấy gần như bảy phần là võ giả người bắc lỗ võ giả vương triều đại ngư có thể nói là chẳng còn mong đợi gì nữa rồi dù có rất nhiều võ giả gửi gắm hy vọng ở tống vô tình thế nhưng tống vô tình cũng bị thánh nguyên nhất đánh bại hơn nữa việc đó còn xảy ra không chỉ một lần khiến võ giả vương triều đại ngư đều cảm thấy mất hết niềm tin may mà đao thập nhị xuất hiện sau một năm đao thập nhị lần thứ hai xuất hiện trên chiến trường bắc vực chẳng khác nào gió thu cuốn lá vàng việc hắn làm không còn là săn giết mà phải gọi là quét ngang đao thập nhị quét ngang toàn bộ chiến trường bắc vực không ai địch lại nổi. Ngay cả Thánh Nguyên Nhất gặp phải đao thập nhị cũng bị một đao cắt dụng đầu. Đao thập nhị mạnh tới mức đuổi sát thiên tâm, thậm chí còn có cơ hội lên tới vị trí số một trên bảng thần lực, thử hỏi sao võ giả vương triều đại ngư không hưng phấn cho được. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cuối cùng cũng tới lúc bảng thần lực đổi mới. Xôn xao, tấm vải che bảng thần lực bị rút đi. Bảng thần lực lại thay đổi một lần nữa. Tầm mắt mọi người đều hướng về ba cái tên đầu tiên. Đứng đầu bảng thần lực vẫn là thiên tâm như cũ. Vị trí thứ hai đã không còn là Thánh Nguyên nhất mà đổi thành Đao Thập Nhị. Vị trí thứ ba thì vẫn là Tống Vô Tình. Mọi người lập tức hò reo mừng rỡ. Ha ha ha, quả nhiên là vị trí thứ hai trên bảng thần lực, Đao Thập Nhị đúng là có chí át nổi danh. Không sai, đây mới thật sự là có chí át nổi danh, không ai lay động được vị trí thứ hai trên bảng thần lực của hắn được. Tiếc là Thiên Tâm vẫn đứng thứ nhất, nhưng thực lực của Đao Thập Nhị hiện giờ có phải cũng có thể xếp ngang với Thiên Tâm rồi không? đương nhiên rồi đao thập nhị chắc chắn có thể cạnh tranh với thiên tâm tiếc là một năm qua thiên tâm cũng không hề tiến vào chiến trường bắc vực lần nào không biết đợi tới khi nào đao thập nhị và thiên tâm mới giao thủ được chuyện này thì chưa chắc đao thập nhị và thiên tâm chắc chắn sẽ đánh một trận các ngươi quên đội chảm lỗ chứ đao thập nhị sợ rằng không quên đâu đúng rồi giữa đao thập nhị và thiên tâm hãy còn một món nợ màu đấy mọi người đều suy đoán xem đao thập nhị và thiên tâm hiện giờ ai mạnh hơn ai thế nhưng trong lòng họ vẫn không khỏi lo lắng dù sao thì thiên tâm đã chiếm vị trí đầu tiên trên bảng thần lực quá lâu ảnh hưởng của hắn đã rất lớn cộp 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 lúc này tống vô tình rảo bước tới trước bảng thần lực hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua bảng xếp hạng tên của hắn vẫn đứng ở vị trí thứ ba như cũ mà cái tên phía trên tên hắn đã biến thành đao thập nhị tên của thánh nguyên nhất đã hoàn toàn biến mất bị bảng thần lực xóa bỏ dù sao thì thánh nguyên nhất cũng chết rồi nhất thời tống vô tình cũng hơi ngẩn ngơ không còn ai nói về thánh nguyên nhất nữa thậm chí không cần tới một tháng mà chỉ sau vài ngày thì mọi người sẽ quên sạch chuyện về thánh nguyên nhất. Ai còn nhớ rõ Tam Cường từng xưng bá bảng thần lực ngày nào? Đây là giang hồ. Kẻ thắng làm vua kẻ thua là giặc. Không ai nhớ rõ kẻ thất bại bỏ mình hết. Tống vô tình và thánh nguyên nhất đã đánh vài trận, hai bên là kẻ địch chứ không phải bằng hữu. Hắn cũng không thương cảm gì thánh nguyên nhất hết, chỉ là hắn đang nghĩ tới chính mình. Có lẽ rồi cũng sẽ có một ngày hắn giống như thánh nguyên nhất, chết trận giữa chiến trường bắc vực rồi bị mọi người quên đi. Đến lúc đó trên bảng thần lực cũng sẽ không còn tên hắn. Tống vô tình chỉ sầu não chốc lát, sau đó hắn xoay người. Hắn không quên chuyện hôm nay mình cần làm. Tống vô tình đã hứa sẽ truyền lời giúp đao thập nhị, thế nên hắn tới để làm việc đó. Lúc này, rất nhiều ánh mắt tập trung về phía tống vô tình. Dù uy vọng của tống vô tình đã không bằng trước kia nhưng hắn vẫn là tam cường trên bảng thần lực, không có ai thật sự coi thường hắn cả. Các vị, đao thập nhị nhờ ta chuyển cho thiên tâm một câu ba ngày sau đao thập nhị muốn ước chiến với thiên tâm địa điểm là nơi một năm trước thiên tâm đuổi giết đội chảm lỗ mọi người có thể truyền tin khắp nơi để người bắc lỗ và thiên tâm biết nói xong tống vô tình lập tức rời đi dù sao thì hắn cũng chỉ chuyển lời giúp đao thập nhị mà thôi giờ nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành nhưng lời tống vô tình nói lại gây ra sóng gió ngập trời nháy mắt khiến tất cả mọi người vô cùng khiếp hãi gì cơ đao thập nhị muốn ước chiến với thiên tâm ư thật đấy à tống vô tình tự mình truyền lời quá nửa là thật rồi. Chỉ có ba ngày thôi, vốn ta còn nghĩ đao thập nhị sẽ im lặng một thời gian rồi mới ra tay với thiên tâm, không ngờ chỉ có ba ngày, đao thập nhị chỉ cho thiên tâm đúng ba ngày. Đây là lần đầu tiên thiên tâm bị khiêu chiến phải không? Trước đây ngay cả Tống Vô Tình và Thánh Nguyên Nhất cũng không dám khiêu chiến với thiên tâm, thậm chí còn chấp nhận địa vị số một của thiên tâm trên bảng thần lực. Đội chảm lỗ, quả nhiên đao thập nhị vẫn còn nhớ đội chảm lỗ, nhớ rõ món nợ máu kia. Vư Thế Phi, Dương Trân, Đồng Huyền, Thiết Uyên, Trước đây họ đều là cường giả cấp độ thiên đỉnh xếp hạng trước 50 trên bảng. Đây đúng là sóng to gió lớn. Không ai có thể ngờ Đao Thập Nhị sẽ vội vàng khiêu chiến Thiên Tâm như thế. Đao Thập Nhị vừa chém giết Thánh Nguyên nhất xong, uy thế đang rất mạnh. Thế nhưng Đao Thập Nhị thật sự địch nổi Thiên Tâm ư? Nhất thời đủ lời đồn đoán xôn xao. Chỉ là dù mọi người bàn tán thế nào thì tin tức này cũng rất nhanh được truyền tới tai người Bắc Lỗ. Trong thành Bắc Lăng có rất nhiều thám tử của người Bắc Lỗ chuyện này cả Bắc Lỗ Quốc và vương triều Đại Ngư đều biết rõ. ngược lại ở Bắc Lỗ quốc cũng có rất nhiều thám tử của vương triều Đại Ngư. thế nên chuyện Đao Thập nhị ước chiến Thiên Tâm không thể giữ kín được. chẳng mấy chốc tin này đã truyền tới tai người Bắc Lỗ. bùm lúc này một võ giả áo đen người Bắc Lỗ vung tay đập vỡ chiếc bàn trước mặt. tên phế vật Thánh Nguyên Nhất truyền nhân tâm kiếm tông gì chứ thế mà lại bị Đao Thập nhị một đao chém chết. giờ Đao Thập nhị đã dẫm lên xác Thánh Nguyên Nhất để tiến vào vị trí thứ hai trên bảng thần lực. phế vật đúng là phế vật võ giả áo đen cực kỳ tức giận lúc trước hắn tự mình tới tìm thánh nguyên nhất để thánh nguyên nhất ra tay giết đao thập nhị kết quả thì sao thánh nguyên nhất lại bị đối phương giết ngược điều này khiến võ giả áo đen cảm thấy không thể tưởng nổi dạo gần đây thực lực của thánh nguyên nhất đã tăng lên còn có thể khiến tống vô tình bị thương nặng sao có thể bị đao thập nhị một đao chém chết như thế chứ thế nhưng chuyện này đúng là sự thật đao thập nhị rõ ràng còn khó giải quyết hơn cả tống vô tình Giờ Thánh Nguyên nhất cũng đã bị giết, trên chiến trường Bắc vực này đao thập nhị có thể tung hoành ngang dọc rồi. Nhưng đao thập nhị lại muốn ước chiến với Thiên Tâm. Cái tên kiêu ngạo kia không phải vẫn luôn lấy cớ không có đối thủ nên không muốn ra tay đấy ư? Giờ đối thủ tới cửa rồi, Thiên Tâm cũng không còn lý do gì để không ra tay nữa. Trong mắt võ giả áo đen lóe lên ánh sáng lạnh băng. Tuy hắn rất ghét Thiên Tâm, ghét cái vẻ kiêu căng ngạo mạn như người bề trên của đối phương. Thế nhưng hắn cũng rất tin tưởng vào thực lực của Thiên Tâm. Chỉ cần Thiên Tâm chịu ra tay thì mọi chuyện chẳng đáng lo nữa. Nghĩ tới đây võ giả áo đen không do dự nhiều, hắn lập tức đứng dậy đi về phía nơi ở của Thiên Tâm. Trong viện tử của Thiên Tâm, hắn vẫn khoanh chân nhắm mắt, lặng lặng cảm ngộ như trước. Sát lục ý cảnh của hắn chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể hoàn toàn viên mãn. Hắn đã đợi ngày này rất lâu rồi. Sát lục ý cảnh càng gần tới lúc viên mãn thì hắn lại càng không cần giết chóc, ngược lại cần phải để cõi lòng tĩnh lại bởi thế nên mấy năm qua thật ra thiên tâm rất ít khi ra tay cũng rất ít khi giết người ai mà ngờ được thiên tâm tu luyện sát lục ý cảnh đã sắp viên mãn lại không phải tên cuồng sát thậm chí còn không tôn thờ việc giết chóc cơ chứ cái hắn tu chính là tâm đã tới lúc này rồi mà thiên tâm ngươi vẫn còn ngồi yên được à võ giả áo đen đi tới thế nhưng thiên tâm vẫn chẳng nói lời nào võ giả áo đen hít sâu một hơi kiềm chế sao động trong lòng trầm giọng nói thiên tâm ngươi biết chuyện thánh nguyên nhất che chưa hử thánh nguyên nhất chết rồi thiên tâm mở mắt đúng vậy thánh nguyên nhất bị đao thập nhị chém chết giờ đao thập nhị đã leo lên vị trí thứ hai trên bảng thần lực hơn nữa hắn còn truyền tin ba ngày sau muốn ước chiến với ngươi địa điểm là nơi một năm trước ngươi đuổi giết đội trầm lỗ thiên tâm không phải ngươi luôn muốn tìm một đối thủ sao giờ đối thủ tới rồi đấy có thể giết thánh nguyên nhất chứng tỏ thực lực của đao thập nhị không tệ đâu lần này ngươi có định đi không võ giả áo đen nhìn chằm chằm thiên tâm hắn biết thiên tâm rất ít khi ra tay thậm chí còn không cần nghe theo mệnh lệnh của bác lỗ quốc lần trước ra tay cũng vì có ngộ đạo đan làm phần thưởng lần này lại chẳng có thưởng gì cả thiên tâm có muốn ra tay hay không đều phải xem ý của hắn thế nào thánh nguyên nhất thiên tâm thấp giọng thì thầm đi sao lại không đi chứ đao thập nhị là đối thủ rất thú vị có thể giết thánh nguyên nhất thì hẳn thực lực của hắn cũng không tầm thường nếu hắn đã ước chiến thì ta ngại gì không đi gặp hắn một chút thiên tâm cười nói vừa rồi lúc thiên tâm đang lặng yên tĩnh tọa đột nhiên có cảm giác như số mệnh giáng lâm có lẽ chuyến đi này sẽ giúp sát lục ý cảnh của hắn hoàn toàn viên mãn sát lục ý cảnh của hắn muốn viên mãn thì cần phải có một đối thủ xứng tầm đao thập nhị lần trước thiên tâm tự mình ra tay cũng không giết được đối phương hiện giờ đối phương lại công khai ước chiến với thiên tâm đối với thiên tâm mà nói đao thập nhị thật sự có rất đáng chú ý được ngươi chịu đi thì ổn rồi đao thập nhị hẳn là có năng lực cảm ứng trong phạm vi lớn hắn là rắc rối lớn trên chiến trường bắc vực nếu có thể giết hắn thì đừng nương tay võ giả áo đen trầm giọng nói sẽ không có lần sau nữa lần trước hắn đã thoát khỏi tay ta không có lần thứ hai đâu ba ngày sau ta sẽ giết đao thập nhị thiên tâm lần thứ hai nhắm mắt lại sắc mặt võ giả áo đen cũng thoải mái hẳn không cần biết hắn bất mãn với thiên tâm ra sao nhưng hắn luôn rất tin tưởng thực lực của thiên tâm thiên tâm ra tay thì đao thập nhị ắt phải chết thành bắc lăng viện tử của lục trường sinh Lục Trường Sinh đang lật xem tâm kiếm quyết lục được trên người thánh nguyên nhất. Nếu nói đây là một môn kiếm pháp thì chẳng bằng gọi nó là bí pháp tinh thần. Cần phải chuyển hóa tinh thần của võ giả thành một thanh tâm kiếm. Loại chuyển hóa này rất khó khăn. Hơn nữa tinh thần là thứ hư vô mờ ảo. Thật ra rất nhiều võ giả dù đã lên tới cảnh giới thần lực cũng chưa chắc đã có thể cảm ứng được tinh thần chứ đừng nói là chuyển hóa tinh thần thành tâm kiếm. Đây là thiên phú mà tâm kiếm tông yêu cầu. Nhất định phải cảm ứng được tinh thần. Đối với Lục Trường Sinh mà nói thì chẳng có vấn đề gì. Tinh thần và ý cảnh thật ra có mối liên quan chặt chẽ, ý cảnh càng mạnh thì tinh thần cũng càng mạnh. Lục Trường Sinh lĩnh ngộ bốn loại ý cảnh, hắn đã cảm ứng rõ ràng tinh thần từ lâu rồi. Thế nên giờ chỉ có việc chuyển hóa nữa là xong. Chuyển hóa tinh thần thành tâm kiếm là một quá trình lâu dài, nhưng ngộ tính của Lục Trường Sinh rất cao, nhìn qua là đã lĩnh ngộ được bản chất của tâm kiếm rồi. Thế nên tốc độ chuyển hóa cũng trở nên nhanh hơn rất nhiều. Một ngày, hai ngày Ba ngày, u, một trận gió nhẹ thổi qua. Trong lòng lục trường sinh hết sức bình tĩnh. Thế nhưng lúc này tinh thần của hắn đã trở nên vô cùng sắc bén, tựa như một thanh kiếm. Thành, lục trường sinh mở mắt, trong mắt lóe lên một tia lệ mang. Ba ngày, lục trường sinh mở mắt. Hôm nay là ngày ước chiến với thiên tâm. Mà hắn cũng đã thuận lợi chuyển hoán tinh thần thành tâm kiếm. Lục trường sinh mở bảng thuộc tính ra. Ký chủ, lục trường sinh. Ngộ tính, 2866, bốn phương ca tụng. Bí pháp đúc kiếm khí huyết, đúc kiếm 14 năm 3 tháng. Tâm kiếm quyết, tiến độ 1%, tâm kiếm. Thiên địa chi phong ý cảnh, tiến độ 53%. Cảm chi chi phong ý cảnh, tiến độ 72%. Tinh không bộc bố ý cảnh, tiến độ 11%. Hải lãng ý cảnh, tiến độ 25%. Tâm kiếm quyết vừa nhập môn, tiến độ chỉ có 1%. Hơn nữa, theo những gì ghi lại trong tâm kiếm quyết thì tâm kiếm còn được chia làm vài loại. Cơ bản nhất là tâm kiếm màu trắng chỉ khi nào nuôi dưỡng tâm kiếm tới viên mãn thì mới có thể lột xác lên giai đoạn tiếp theo mỗi lần lột xác uy lực của tâm kiếm đều sẽ tăng lên rất nhiều tiềm lực của tâm kiếm quyết không nhỏ cảnh giới thần lực mới chỉ là bước đầu mà thôi theo lục trường sinh đoán hắn phải đẩy tiến độ của tâm kiếm quyết lên 100% thì mới bắt đầu lột xác được trên bảng thuộc tính ngoại trừ có thêm tâm kiếm quyết ra thì về cơ bản không có thay đổi gì mấy dù sao cũng chỉ có 3 ngày thanh kiếm khí huyết cũng chỉ gia tăng thêm một tháng thay đổi lớn nhất là thiên địa chi phong ý cảnh, tiến độ đã lên tới 53%. Thiên địa chi phong ý cảnh vượt qua 50% cũng thấp thoáng như muốn lột xác rồi. Thế nhưng Lục Trường Sinh không vội thử nghiệm. Hắn biết, nếu ra chỉ thiên địa chi phong ý cảnh lên đao pháp thì với tiến độ 53% hiện nay chắc chắn sẽ khiến tốc độ đao pháp lên tới cường độ không thể tưởng được. Nếu trồng thêm hải lãng ý cảnh thì khi ấy một đao lục trường sinh chém ra sẽ đáng sợ tới cùng cực. Huống chi hắn còn có cả bí pháp đúc kiếm khí huyết nữa không cần biết thiên tâm có thủ đoạn gì hôm nay thiên tâm ắt sẽ phải chết lục trường sinh đứng dậy trong mắt lóe vẻ bình tĩnh xen lẫn kiên định hắn đẩy cửa ra ngoài cửa thế mà lại có rất nhiều người đang đứng chờ sẵn họ là những võ giả giang hồ đặc biệt chạy tới thành bắc lang này trong thời gian ba ngày tin tức đao thập nhị ước chiến với thiên tâm đã chuyển đi khắp thành vô số võ giả giang hồ tìm tới đao tiên sinh sắc mặt mọi người hết sức cung kính lục trường sinh gật đầu hắn không nói gì cứ thế đi thẳng ra bên ngoài thành Bắc Lăng. Hai bên đường lại có vô số võ giả chắp tay hành lễ với Lục Trường Sinh. Không cần biết trước đó họ có biết đao thập nhị hay không, lúc này họ đều nhận ra hắn. Hắn chính là đao thập nhị. Chiến trường Bắc Vực nổ ra lâu vậy rồi nhưng làm gì có ai dám ước chiến với thiên tâm, chỉ có một mình đao thập nhị thôi. Trận chiến giữa đao thập nhị và thiên tâm có thể nói là trận chiến của đinh phong thần lực, không thể bỏ qua được. Rất nhiều người nhỏ giọng bàn tán. Không ai muốn để lỡ trận chiến này cả. Lục Trường Sinh đi tới cửa thành. Nơi này cũng kín đặc người, trông thấy đao thập nhị tới, mọi người tự động tách ra thành một con đường. Lục Trường Sinh không hề do dự, lập tức ra khỏi thành Bắc Lăng. Ngoài thành là thảo nguyên rộng lớn, là chiến trường bắc vực khiến vô số võ giả thay vùi trong cát. Lục Trường Sinh bước từng bước tới nơi hẹn. Không lâu sau Lục Trường Sinh cũng tới nơi đó. Lục Trường Sinh sẽ không bao giờ quên nơi này. Một năm trước Vư Thế Phi, Dương Trân, Đồng Huyền và Thiết Uyên vì bảo vệ đao thập nhị nên đã ngã xuống nơi này đội chảm lỗ từ ngày đó cũng đã mai danh ẩn tích suốt một năm dòng chỉ là thiên tâm hình như vẫn chưa tới lục trường sinh không vội hắn đứng im đó nhắm hai mắt lại lẳng lặng đợi đối phương thời gian chậm rãi trôi qua lục trường sinh cảm giác được xung quanh có rất nhiều người chỉ là họ đứng rất xa quá cả 10 dặm thậm chí là quá 20 dặm võ giả thành bắc lăng thì đứng rất gần thậm chí có người đứng trong vòng 10 dặm đổ lại họ muốn quan sát trận chiến của đao thập nhị và thiên tâm ở khoảng cách thật gần Ngược lại thì người Bắc Lỗ đều đứng rất xa, ít nhất cũng là ngoài 10 dặm. Rõ ràng người bên phía Bắc Lỗ đều rất e ngại Đao Thập Nhị. Một tháng qua Đao Thập Nhị không ngừng càn quét chiến trường Bắc vực, giết đến mức người Bắc Lỗ cũng phải sợ hãi. Dù biết hôm nay Đao Thập Nhị ước chiến với Thiên Tâm nên sẽ không ra tay với người khác, nhưng người Bắc Lỗ vẫn đứng cách hắn rất xa. Đột nhiên Lục Trường Sinh ngẩng đầu, tách, hắn mở bừng mắt. Vừa rồi hắn cảm ứng được một bóng người mặc áo bào trắng đang đi tới sau một năm dòng bóng người trong ký ức lại trở nên vô cùng rõ ràng. Lục Trường Sinh chỉ có thể cảm giác chứ chưa nhìn thấy đối phương. Nhưng tốc độ của bóng người áo trắng rất nhanh, Lục Trường Sinh không cần chờ lâu đã thấy bóng người kia lại gần. Toàn thân thiên tâm mặc áo bào trắng. Thân pháp không phải quá cao minh nhưng lại rất đơn giản nhẹ nhàng. Cứ như đang đạp không mà đi. Đương nhiên thiên tâm không phải đạp không thật sự. Chân hắn vẫn dẫm trên cỏ xanh như cũ. Đây là đạp cỏ mà đi, Thân pháp cao minh trong mắt vô số người, nhưng khi Thiên Tâm thi triển ra lại có cảm giác thoải mái như tản bộ trong sân vắng vậy. Rốt cuộc ngươi cũng tới rồi, Thiên Tâm. Lục Trường Sinh chậm rãi mở miệng. Hắn chưa từng đứng gần Thiên Tâm tới vậy. Một năm trước lúc Lục Trường Sinh bị Thiên Tâm truy sát, thật ra cả hai vẫn cách nhau rất xa. Nhưng giờ hai người rằng co cũng chỉ cách nhau khoảng 10 trượng. Đao thập nhị, là ngươi giết thánh nguyên nhất phải không? Thiên Tâm hỏi, "Phải." Lục Trường Sinh bình tĩnh đáp. "Xem ra ngươi cũng tới cấp độ đó rồi." sức mạnh vạn đỉnh trên mặt thiên tâm vẫn treo nụ cười mỉm như cũ dù là lúc giết người hắn dường như cũng đang cười ai mà ngờ được người luôn cười như hắn lại lĩnh ngộ sát lục ý cảnh khủng bố nhường ấy thậm chí còn sắp viên mãn nữa ta có một câu hỏi lần trước ngươi làm sao tỏa định được vị trí của ta sát lục ý cảnh của ngươi đúng là rất đáng sợ nhưng hẳn là ý cảnh không thể tỏa định vị trí của ta được đúng không lục trường sinh đột nhiên lên tiếng câu hỏi này hắn đã giữ trong lòng suốt một năm trời hắn muốn biết đáp án là gì triều đình mời linh cơ tiên sư tới họ để linh cơ tiên sư dùng thần thức tỏa định vị trí của ngươi sau đó ta mới ra tay thiên tâm kể lại rõ ràng hắn không giấu giếm gì hết dù sao thì chuyện này cũng chẳng cần phải che giấu có lẽ trong mắt thiên tâm thì đao thập nhị đã là người chết rồi linh cơ tiên sư thì ra là thế lục trường sinh giật mình tiên sư đám tiên sư đó có được thần thức phạm vi bao trùm của thần thức rộng hơn cảm chi chi phong ý cảnh của hắn nhiều có thần thức của linh cơ tiên sư tỏa định vị trí chẳng trách lần đó dù hắn trốn thế nào cũng không thoát khỏi thiên tâm được thế nhưng nay đã khác xưa hiện giờ lục trường sinh sẽ không chạy trốn nữa hỏi xong chưa không còn tiếc nuối gì nữa chứ dường như thiên tâm còn đang mong chờ đao thập nhị lên tới trạng thái đỉnh cao nhất đối thủ mà hắn muốn chính là đối thủ mọi mặt đều đạt tới trạng thái đỉnh cao chỉ có đối thủ như vậy mới có thể giúp thiên tâm thành công bước ra bước cuối cùng giúp sát lục ý cảnh của hắn lên đến viên mãn mắt lục trường sinh nhìn thẳng thiên tâm hắn hiểu rõ ý đồ của thiên tâm ngươi muốn dùng ta như đá mài dao nhưng ta lại chỉ muốn giết ngươi lục trường sinh nói xong lập tức thôi động ý cảnh vù vù hoàn cảnh xung quanh thay đổi vốn là thảo nguyên mênh mông nhưng giờ lại biến thành một mảnh sao trời tối đen trong sao trời còn có một thác nước cao ba nghìn thước thác nước khổng lồ hạ xuống như bay thoáng như còn có cả tiếng sóng biển vang lên nhìn từ xa như thể có một trận sóng lớn thổi quét tới vù có cả cùng phong tàn phá nhấc lên thủy chiều cao trăm trượng ba loại ý cảnh mắt thiên tâm sáng rực lên ba loại ý cảnh đấy lần này hắn tới đúng rồi võ giả có thể lĩnh ngộ ba loại ý cảnh quả thực quá ít ỏi phần lớn võ giả đều dốc lòng lĩnh ngộ một loại ý cảnh dù sao thì cả đời cũng rất khó lĩnh ngộ một loại ý cảnh tới viên mãn lĩnh ngộ thêm vài loại ý cảnh thì độ khó sẽ càng cao hơn trước đây lục trường sinh thi triển ba loại ý cảnh này ra đều có thể áp chế đối thủ ngay lập tức ngay cả Thánh Nguyên nhất cũng vậy. Ba loại ý cảnh của Lục Trường Sinh chồng lên nhau là có thể áp chế đối phương. Thế nhưng Thiên Tâm đối diện dường như chẳng hề lo lắng. Ba loại ý cảnh chồng lên nhau, hỗ trợ lẫn nhau, khiến uy thế tăng vọt. Tiếc là ngươi lại gặp ta, ba loại ý cảnh này quá yếu. Thiên Tâm vẫn đứng im không nhúc nhích, chỉ là sao trời vốn tối đen như thể đã bị nhuộm thành màu đỏ như máu. Bốn phía tràn ngập sát ý khôn cùng, giống như còn có thể ngửi được mùi máu tươi nồng nặc có điều tất cả đều là ảo giác. Không có sao trời, không có sóng biển. Tới cùng phong dường như cũng lập tức ngừng lại. Trong mắt lục trường sinh như chỉ có đầy trời huyết sắc. Sát ý khôn cùng khiến toàn thân hắn lạnh run. Sát lục ý cảnh. Lần này lục trường sinh rốt cuộc cũng đã tự mình thể nghiệm sát lục ý cảnh. Hơn nữa còn là sát lục ý cảnh có thể đã hơn 90%, thậm chí tiến độ có thể đã đạt 99% nữa kìa. Khi một loại ý cảnh đạt tới 99% thì dường như cũng xảy ra thay đổi nào đó. Lúc này trong lòng lục trường sinh như bừng tỉnh. Ba loại ý cảnh cũng được mà bốn loại ý cảnh cũng thế. Thậm chí năm loại, sáu loại, bảy loại hay là mười loại ý cảnh, trước mặt sát lục ý cảnh tiến độ 99% đều chẳng có bất cứ ý nghĩa gì. Hết thảy đều sẽ bị đánh tan, bị trấn áp. Rốt cuộc lục trường sinh cũng đã hiểu vì sao khi đó mấy người vưu thế phi rõ ràng thực lực cũng không kém nhưng bốn người liên thủ mà vẫn không ngăn được một kích của thiên tâm. Không đối đầu trực diện với sát lục ý cảnh của thiên tâm thì vĩnh viễn cũng không hiểu được sát lục ý cảnh sắp viên mãn rốt cuộc khủng bố tới nhường nào keng ngay sau đó lục trường sinh rút đao mà không hề do dự một tia quang mang huyết sắc nháy mắt cắt qua hư không lục trường sinh rút đao khỏi vỏ thần long tam biến lập tức tăng phúc cho thân thể lục trường sinh một đao kia chém ra áng chừng có sức mạnh lên tới sáu nghìn đỉnh ngoài ra ba loại ý cảnh của lục trường sinh rõ ràng đã trồng lên nhau rồi ra chỉ lên đao pháp nhưng lục trường sinh vẫn không cảm nhận được bất cứ tăng phúc nào bị chấn áp rồi sát lục ý cảnh của thiên tâm trực tiếp chấn áp ba loại ý cảnh của lục trường sinh khiến ba loại ý cảnh này không thể gia trì cho hắn được thế nên một đao này chỉ có sức mạnh sáu nghìn đỉnh ầm ánh đao màu máu hạ xuống nhưng thiên tâm chỉ tung nhẹ một quyền ra cản huyết sắc đầy trời cuộn lên nháy mắt bao phủ ánh đao màu máu của lục trường sinh biến mát ánh đao của lục trường sinh hoàn toàn biến mất đồng tử trong mắt lục trường sinh khẽ co lại đây là lần đầu tiên hắn rút đao khỏi vỏ nhưng không có tác dụng gì thậm chí thiên tâm vẫn đứng nguyên tại chỗ chẳng hề nhúc nhích mảy may ta vẫn coi thường ngươi quá rồi lục trường sinh chậm rãi mở miệng thiên tâm không hổ là thiên tâm người đứng đầu trên bảng thần lực thiên tâm không có nhiều thủ đoạn hoa hòe hoa sói hắn chỉ có sát lục ý cảnh có thể nói là tu luyện thuần túy tới cực hạn lục trường sinh thừa nhận hắn đã quá coi thường sát lục ý cảnh của thiên tâm không ngờ sát lục ý cảnh của thiên tâm có thể chấn áp tới mức ba loại ý cảnh của hắn đều không ra trì cho đao pháp được nữa càng không thể phát huy ra uy lực của ba loại ý cảnh chồng lên nhau. Nhưng sao lục trường sinh lại không có chuẩn bị trước được? Tới ta rồi. Khóe miệng thiên tâm nhếch lên thành một nụ cười. Hắn chỉ một ngón tay ra. Ngón tay này lập tức hướng về phía lục trường sinh. Lục trường sinh còn nhớ rõ một ngón tay này, lần trước một ngón tay của thiên tâm cũng đã đâm chết vưu thế phi. Hiện giờ lục trường sinh cũng đối đầu trực diện với ngón tay này của thiên tâm. Sát lục ý cảnh khủng bố nháy mắt chấn áp lục trường sinh khiến lục trường sinh không thể nhúc nhích gì được lâm đột nhiên lục trường sinh thi triển bí pháp cửu tự chân ngôn áp lực xung quanh dường như lập tức trở thành hư không cùng lúc đó tinh thần của thiên tâm cũng chấn động ngón tay giơ ra thế mà hơi khựng lại có điều cũng chỉ có vậy mà thôi tinh thần của thiên tâm cực kỳ cô động bí pháp cửu tự chân ngôn chỉ có thể chấn trụ đối phương trong một chớp mắt mà một chớp mắt dường như không thể thay đổi gì cả chảm lục trường sinh khẽ quát một tiếng cùng với tiếng quát của hắn tâm kiếm lục trường sinh vừa chuyển hóa thành công nháy mắt chém vào trong tinh thần của thiên tâm dầm tâm kiếm nhập thể tựa như một tiếng sấm đùng đoàng trong nháy mắt đã khiến đầu thiên tâm đau nhói tinh thần của thiên tâm cô động tới mức nào lúc trước ngay cả thánh nguyên nhất liên tục dùng tâm kiếm chém vào tinh thần của thiên tâm cũng không thể khiến tinh thần hắn dung chuyển mảy may vậy mà lúc này thiên tâm cảm giác được tinh thần mình như thể bị xé rách tâm kiếm sắc mặt thiên tâm rốt cục cũng thay đổi hắn biết rõ sự khủng bố của tâm kiếm tâm kiếm của thánh nguyên nhất không chém được tinh thần thiên tâm không có nghĩa là tâm kiếm yếu ngược lại tâm kiếm thật ra rất mạnh là bí chuyển tối cao của tâm kiếm tông thử hỏi sao tâm kiếm lại yếu được chứ chỉ có thánh nguyên nhất mới yếu thôi tâm kiếm của thánh nguyên nhất dung chuyển không được tinh thần thiên tâm không có nghĩa là tâm kiếm của lục trường sinh cũng không dung chuyển được thiên tâm giờ phút này tâm kiếm của lục trường sinh dường như đã chém rách tinh thần thiên tâm thế nhưng điều đó xảy ra cũng không phải là tâm kiếm của lục trường sinh mạnh hơn thánh nguyên nhất mà là bởi vì bí pháp cửu tự chân ngôn. Lục Trường Sinh thi triển ra bí pháp cửu tự chân ngôn, chấn động tinh thần của Thiên Tâm, sau đó lại tiếp tục thi triển ra Tâm Kiếm. Tương đương với việc phối hợp bí pháp cửu tự chân ngôn cùng Tâm Kiếm, hai loại thủ đoạn này hỗ trợ lẫn nhau, bộc phát ra uy năng vô cùng khủng bố. Tới cả tinh thần của Thiên Tâm cũng đã bị dung chuyển. Tinh thần bị dung chuyển khiến sát lục ý cảnh của Thiên Tâm cũng lập tức tán loạn, vù vù. Ba loại ý cảnh bị chấn áp của Lục Trường Sinh thừa dịp này bộc phát, trong nháy mắt ra chỉ lên đao pháp, bầu trời lập tức lại trở tối, như thể huyết sắc vừa rồi đều là phù dung sớm nở tối tàn, nhưng trong hư không vẫn có một vệt quang mang huyết sắc như cũ, chớp mắt lao tới. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thiên tâm lại lần nữa bộc phát ra sát lục ý cảnh. Tâm ý ta cô đọng như một, muốn dung chuyển tinh thần của ta là chuyện không có khả năng. Giọng thiên tâm như tiếng sấm, nổ vang bên tai Lục Trường Sinh. Cùng lúc đó, ba loại ý cảnh gia trì trên đao pháp của lục trường sinh lại bị chấn áp lần nữa. Một đao của hắn lúc này tương đương với 6.000 đỉnh. Tuy rất khủng bố nhưng vẫn bị thiên tâm điểm một cái là tan như cũ. Hai người rơi vào thế rằng co. ưu thế của thiên tâm là sát lục ý cảnh đã sắp viên mãn, có thể chấn áp ba loại ý cảnh lục trường sinh. ưu thế của lục trường sinh thì là bí pháp cửu tự chân ngôn phối hợp với tâm kiếm, có thể dung chuyển tinh thần thiên tâm, khiến tinh thần thiên tâm xuất hiện một tích tắc lơi lỏng và vết rách thế nhưng không ai trong hai người ai có thể hoàn toàn nắm lấy cơ hội. Dầm dầm rầm hai người đều là đánh bừa. Từng chiêu từng chiêu, ý cảnh của cả hai hoặc không thể thi triển ra, hoặc là không cách nào thuận lợi thi triển. Thuần túy là so đấu sức mạnh thân thể cùng bí pháp. Lục trường sinh có thần long tam biến và tam trọng lãng, mà thiên tâm có vẻ cũng không thua gì, hắn cũng có bí pháp khủng bố nào đó. Chỉ là trong quá trình không ngừng liều mạng, lục trường sinh phát hiện tinh thần thiên tâm càng ngày càng cô động dù là hắn liên tục vận dụng bí pháp cửu tự chân ngôn liên tục dùng tâm kiếm chém vào bên trong tinh thần thiên tâm thế nhưng vẫn không có cách nào ngăn cản tinh thần thiên tâm dần trở lên cô động. ngược lại còn giống như đang trợ giúp thiên tâm vậy từ nơi sâu xa lục trường sinh mơ hồ cảm thấy một tia nguy cơ thiên tâm coi hắn làm đá mài đao muốn tiện đà kéo tinh thần lên một cảnh giới cực cao sau đó làm cho sát lục ý cảnh triệt để viên mãn vèo, lục trường sinh trong nháy mắt lui lại kéo ra một khoảng cách với thiên tâm hắn không tiếp tục động thủ. Bởi dù có tiếp tục thi triển bí pháp cửu tự chân ngôn và tâm kiếm thì cũng không có bất cứ ý nghĩa gì nữa. Sẽ chỉ dung dưỡng sát lục ý cảnh của thiên tâm thêm mà thôi. Nhận ra rồi à? Thiên tâm cười nói. Nhưng không sao, giờ có nhận ra cũng muộn rồi. Sát lục ý cảnh của ta cuối cùng cũng lên tới viên mãn. Tâm kiếm của ngươi không tệ, còn có bí pháp chấn động tinh thần cũng không tệ. Nếu không sẽ không thể dung chuyển tinh thần của ta, cũng không thể giúp ta có lĩnh ngộ mới, nhờ đó khiến cho sát lục ý cảnh lên đến viên mãn thế nên ta phải cảm tạ ngươi thiên tâm vừa nói vừa không tự chủ được phóng xuất ra sát lục ý cảnh rõ ràng lục trường sinh có thể cảm nhận được sát lục ý cảnh trên người thiên tâm đang lột xác một cách dữ dội viên mãn sát lục ý cảnh của thiên tâm thế mà thật sự bắt đầu lột xác theo hướng viên mãn hơn nữa quá trình này không cách nào ngăn cản nó tương đương với ngộ đạo hiện giờ thiên tâm đang rơi vào trạng thái ngộ đạo hắn đã hoàn toàn hiểu rõ sát lục ý cảnh một khi viên mãn đối phương trong lúc giơ tay nhấc chân thi triển ra một chiêu một thức đều sẽ mang theo uy áp kinh khủng của sát lục ý cảnh mặt khác bất kể ý cảnh nào chỉ cần không viên mãn cũng sẽ triệt triệt để để bị áp chế trước mặt ý cảnh viên mãn đến lúc đó bí pháp cửu tự chân ngôn của lục trường sinh thậm chí cả tâm kiếm cũng sẽ không cách nào dung chuyển tinh thần thiên tâm được nữa lấy ta làm đá mài dao ánh mắt lục trường sinh dần trở lên sắc bén lúc trước hắn dự định trồng chất ba loại ý cảnh của mình lên nhau bộc phát ra sức mạnh một vạn ba nghìn đỉnh nhờ đó cứng đối cứng với thiên tâm thế nhưng thiên tâm căn bản chẳng hề cho hắn cơ hội ba loại ý cảnh của hắn từ đầu đến cuối thật ra đều không có bộc phát ra uy lực quá mạnh bởi chúng đã bị áp chế thế nhưng lục trường sinh còn có một chiêu cuối cùng hắn hít một hơi thật sâu từng bước một đi về phía thiên tâm ừm thiên tâm không khỏi nghi hoặc đao thập nhị dựa vào cái gì mà còn dám đi về phía hắn như vậy lúc này trong hư không đều là sát lục ý cảnh đỏ lòm như máu. Giây phút này, sát lục ý cảnh thậm chí còn hiển hóa ra bên ngoài, phô thiên cái địa, tạo thành một cái lĩnh vực. Đây là sát lục lĩnh vực. Phạm là thứ ở bên trong sát lục lĩnh vực thì đều sẽ bị áp chế. Ngoài ra tinh thần cũng sẽ bị sát lục ý cảnh ảnh hưởng. Có lẽ chỉ có thể phát huy ra 7, 8 phần thực lực, thậm chí chỉ có 5 hoặc 6 phần 10 gì đó. Đây chính là điểm đáng sợ của sát lục lĩnh vực. Hoặc là nói tất cả ý cảnh viên mãn rồi diễn hóa ra lĩnh vực đều sẽ đang sợ như thế dầm sát lục ý cảnh giáng lâm lục trường sinh cảm giác được chính mình như thể bị sát ý vô biên vô tận bao phủ chính mình trong lúc giơ tay nhấc chân phảng phất đều có sát ý chấn áp thực lực của hắn đã suy yếu tới cực điểm thế nhưng lục trường sinh lại chẳng hề e ngại hắn vẫn bước từng bước một về phía thiên tâm như cũ ta có một thanh kiếm đúc kiếm mười mấy năm đến nay chưa từng gặp người hôm nay ta sẽ dùng thanh kiếm này chém ngươi giọng điệu của lục trường sinh hết sức bình tĩnh thế nhưng là trong giọng nói bình tĩnh lại lộ vẻ kiên định như chém đinh chặt sắt không thể nghi ngờ kiếm sắc mặt thiên tâm không vui không buồn đao thập nhị luôn dùng đao chuyện này mọi người đều biết giờ hắn lại nhắc đến kiếm và lại kiếm gì lại cần đúc tới mười mấy năm thế nhưng dù đao thập nhị có thủ đoạn không thể tưởng nào thì trước sát lục ý cảnh của hắn cũng chẳng có mảy may tác dụng phải biết là sát lục ý cảnh có tác dụng trên phương diện tinh thần tinh thần bị áp chế thì thực lực cũng sẽ bị áp chế. Đừng nói cảnh giới thần lực, tới cả cảnh giới thần cương cũng sẽ bị sát lục lĩnh vực áp chế phần nào. Sát lục ý cảnh viên mãn, lột xác thành sát lục lĩnh vực, lại dùng cái này ngưng tụ thần cương. Như vậy một khi thiên tâm bước vào thần cương, trong cảnh giới này, hắn dựa vào sát lục lĩnh vực vẫn có thể độc bộ thiên hạ, ngạo thị võ giả cùng dai như cũ. Nói gì tới một đao thập nhị nhỏ nhoi, thanh kiếm khí huyết, lục trường sinh không hề do dự, một khi hắn đưa ra quyết định thì sẽ không có chút do dự nào. Vù vù, hắn phóng thanh kiếm khí huyết ra. Đúc kiếm rõng rã 14 năm, một khi phóng thích thanh kiếm khí huyết sẽ bộc phát ra uy năng khoảng chừng một vạn bảy nghìn đỉnh. Hơn nữa lục trường sinh không phải chỉ phóng ra một mình thanh kiếm khí huyết. Hắn còn dùng phương thức kiếm pháp để thi triển ra thanh kiếm khí huyết, keng, như thể hắn đang rút kiếm vậy. Lục trường sinh đột nhiên rút trong cơ thể ra một thanh kiếm đúc từ khí huyết. Khí huyết được áp xúc đến cực hạn. Một kiếm này, thực lực của lục trường sinh bị sát lục lĩnh vực áp chế sức mạnh sáu nghìn đỉnh có lẽ chỉ có thể bộc phát ra khoảng bốn nghìn đỉnh sức mạnh thế nhưng thanh kiếm khí huyết lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng dù sao thanh kiếm khí huyết là vật chết không có tinh thần cũng không bị tinh thần của lục trường sinh ảnh hưởng thanh kiếm khí huyết có một vạn bảy đỉnh sức mạnh tăng thêm thân thể bộc phát bốn nghìn đỉnh sức mạnh nữa một kiếm này khoảng chừng đạt tới hai vạn một đỉnh vạn đỉnh có thể phá cương mà hai vạn đỉnh thì sao thế nên nháy mắt khi lục trường sinh rút thanh kiếm khí huyết rồi chém ra thì trong lòng thiên tâm cũng chấn động nguy hiểm thiên tâm đã nhận ra nguy hiểm thậm chí là cực kỳ nguy hiểm sao có thể sát lục ý cảnh của ta đã viên mãn hơn nữa đã diễn hóa ra sát lục lĩnh vực trong cảnh giới thần lực còn có ai là đối thủ của ta chứ không thể nào tuyệt đối không thể nào sát lục lĩnh vực chấn áp cho ta sắc mặt thiên tâm đại biến cùng lúc đó sát lục lĩnh vực cũng bắt đầu quay cuồng điên cuồng chấn áp lục trường sinh nhưng dù chấn áp thế nào thì sát lục lĩnh vực cũng không thể hoàn toàn áp chế Lục Trường Sinh, càng không thể áp chế thanh kiếm khí huyết. Vèo, không biết Thiên Tâm cũng đã rút kiếm từ bao giờ. Lúc Thiên Tâm đối đầu với người khác gần như chưa từng sử dụng kiếm pháp, nhưng giờ hắn nhất định phải rút kiếm. Thiên Tâm đã cảm nhận được uy hiếp chí mạng từ thanh kiếm khí huyết của đối phương. Một đạo huyết sắc kiếm quang phóng lên tận trời, mang theo sát ý nồng nặc, hung hăng va chạm với thanh kiếm khí huyết của Lục Trường Sinh sau khi lục trường sinh thi triển ra thanh kiếm khí huyết thì gần như lập tức lui lại phía sau dầm rốt cục thanh kiếm khí huyết đã va chạm với kiếm quang của thiên tâm trong nháy mắt nổ tung đúng chính là nổ tung điểm đáng sợ của thanh kiếm khí huyết không phải là sắc bén mà là nổ tung thanh kiếm khí huyết vốn là do vô số khí huyết áp xúc lại mà thành trong nháy mắt phóng thích sẽ sinh ra sức nổ kinh khủng như nào thiên tâm mở to hai mắt nhìn cõi lòng yên tĩnh không gì dao động nổi của hắn rốt cuộc sụp đổ không sắc mặt thiên tâm trở lên vặn vẹo sát lục lĩnh vực rõ ràng đã rất cường đại thế nhưng là sát lục lĩnh vực rốt cuộc vẫn là sức mạnh về mặt tinh thần không thể can thiệp vào hiện thực được sát lục lĩnh vực dù có mạnh hơn nữa thì đối mặt với sức nổ của khí huyết thuần túy cũng không cách nào chống đỡ được thế nên sức mạnh hơn hai vạn đỉnh khủng bố bộc phát trong nháy mắt nghiền ép kiếm quang thiên tâm thi triển đồng thời che trời lấp đất uy thế không gì cản nổi phút chốc che kín bóng dáng thiên tâm trong tình cảnh này đừng nói tới võ giả cảnh giới thần lực mà ngay cả võ giả cảnh giới thần cương cũng sẽ phải chết nổ mạnh kéo dài một đoạn thời gian lục trường sinh cũng bị dư âm bùng nổ của thanh kiếm khí huyết ảnh hưởng thanh kiếm khí huyết chính là như vậy một khi nổ tung là không phân địch ta nhưng trong nháy mắt thi triển thanh kiếm khí huyết lục trường sinh đã lùi lại ngay rồi chỉ cần lui ra một khoảng cách nhất định với thủ đoạn của lục trường sinh là có thể ngăn cản được dư âm nổ mạnh từ thanh kiếm khí huyết hiện giờ lục trường sinh cũng đang làm như thế dù có bị dư âm nổ mạnh của thanh kiếm khí huyết ảnh hưởng nhưng lục trường sinh vẫn ngăn cản được thế nên hắn không bị tổn thương gì chỉ là trận chiến giữa lục trường sinh và thiên tâm thật sự quá kinh khủng trong phạm vi trăm trượng gần như đều bị san thành đất bằng tối thiểu có mấy trăm người quan sát trận chiến này thậm chí người xem có lẽ còn vượt qua nghìn người họ đều là võ giả và rất có thể đều là võ giả cảnh giới thần lực thấy cách hai người chiến đấu tâm thần họ không khỏi rung lên rất lâu không thể hồi thần đây là võ giả cảnh giới thần lực thật ư sức phá hoại này thật sự là thứ cảnh giới thần lực có thể đạt tới ư đều nói cấp độ thiên đỉnh là đỉnh phong trong cảnh giới thần lực thế nhưng bất kể thiên tâm hay đao thập nhị sức mạnh họ bộc phát đâu chỉ có nghìn đỉnh cuối cùng đao thập nhị thi triển một kiếm kinh thiên động địa dù thiên tâm có sát lục lĩnh vực nhưng chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít rốt cuộc đó là thủ đoạn gì rốt cuộc thiên tâm có chống đỡ được không tất cả mọi người nhìn về chỗ thiên tâm từng đứng Trận nổ mạnh tới mức dù cách rất xa nhưng đám võ giả cảnh giới thần lực kia cũng không khỏi kinh hãi bọn họ đặt tay lên ngực tự hỏi, nếu như mình đối mặt vụ nổ kinh khủng thế này sợ rằng tới cả cho xương cũng không còn, nhưng Thiên Tâm thì khác, Thiên Tâm là người đứng đầu bảng thần lực, hùng bá bảng thần lực đã lâu, ngạo thị toàn bộ võ giả cảnh giới thần lực, ai có thể giết chết Thiên Tâm được. Rốt cuộc trận nổ mạnh do thanh kiếm khí huyết tạo ra cuối cùng cũng kết thúc, khói bụi cũng dần tản đi. Lục Trường Sinh nhìn qua là thấy mặt đất vốn bằng phẳng đã trở thành một cái hố to. Thanh kiếm khí huyết thật sự nổ mạnh áp xúc nhiều khí huyết như vậy một khi nổ tung sẽ tạo ra sức mạnh khủng khiếp như nào. Huống chi, Lục Trường Sinh đã đúc kiếm những 14 năm. Trên mặt đất chỉ có một cái hố to. Trong hố đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Như thể toàn bộ hố to đều đã bị nhuộm đẫm bằng máu. Thế nhưng thiên tâm đâu rồi? Không thấy bóng dáng thiên tâm đâu cả. Lục Trường Sinh đi tới. Một bước, hai bước, ba bước. Khi Lục Trường Sinh dừng lại và cẩn thận quan sát hố to thì cũng là lúc hắn lặng đi. Thiên tâm ở ngay trong hố hoặc là phải nói, máu thịt lẫn thi thể thiên tâm đều đã không còn. Chỉ còn lại cái hố to bị máu tươi nhiễm đỏ. Hai cốt của thiên tâm đã không còn lại gì, bị thanh kiếm khí huyết nổ tới mức cả thân thể hóa thành bột mịn. Máu thịt dung nhập vào bùn đất trong hố. Hai cốt không còn. Đây mới thực là hai cốt không còn. Lục trường sinh biết thanh kiếm khí huyết của mình rất mạnh. Thế nhưng sau 14 năm đúc kiếm uy năng của nó lại mạnh tới mức vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn thiên tâm đã diễn hóa sát lục ý cảnh thành sát lục lĩnh vực nhưng cuối cùng vẫn bị thanh kiếm khí huyết nổ tới mức hài cốt không còn xa xa rất nhiều võ giả ngóng nhìn theo lập tức tiếng ồn ào vang lên không thấy không thấy thiên tâm đâu nữa tìm thế nào cũng không thấy một số người thật ra đã đoán được một loại khả năng nào đó hài cốt không còn thậm chí có vài người to gan tới gần xem xét họ trông thấy tình cảnh cái hố to từ xa trong hố đều là bùn đất bị máu tươi nhuộm đỏ thậm chí còn có thể trông thấy một ít thịt nát lẫn lộn trong bùn đất cả đám người không khỏi giật mình thiên tâm chết thật sự chết rồi hơn nữa còn là hài cốt không còn chấn động khó có thể tin ai mà ngờ tới sẽ có kết cục như vậy chứ đường đường là người đứng đầu bảng thần lực không nói áp đảo một đời nhưng hắn cũng đã áp chế chiến trường bắc vực trong thời gian hơn một năm không một ai dám khiêu chiến thiên tâm đủ thấy thiên tâm đáng sợ thế nào thế nhưng giờ thiên tâm đã chết hơn nữa tới hải cốt cũng không còn do đánh một trận với đao thập nhị rồi trực tiếp bị đối phương oanh sát rốt cuộc đao thập nhị mạnh tới mức nào rồi có lẽ cảnh giới thần cương cũng chỉ vậy mà thôi đều nói vạn đỉnh có thể phá cương ngươi cảm thấy một kiếm vừa rồi của đao thập nhị chỉ có sức mạnh vạn đỉnh sao kiếm kia của đao thập nhị kia thuần túy là khí huyết nổ tung nhưng sức mạnh khí huyết thuần túy cũng có thể khủng bố đến mức này ư thiên tâm đã lĩnh ngộ sát lục ý cảnh tới viên mãn thậm chí còn diễn hóa ra sát lục lĩnh vực Thế mà khi đối mặt với sức mạnh khí huyết thuần túy vẫn gần như không thể đánh trả, thì ra khí huyết cũng có thể cứng cỏi đến mức này, có thể miểu sát cả võ giả hàng đầu trong cảnh giới thần lực. Rất nhiều võ giả đều chú ý tới thanh kiếm khí huyết. Đương nhiên họ có thể cảm ứng ra thanh kiếm khí huyết hoàn toàn là sức mạnh khí huyết thuần túy, nhưng về cơ bản đến cảnh giới thần lực sẽ không có ai chú ý tới khí huyết nữa, cũng không có ai lại tận lực tu luyện khí huyết. Võ giả cảnh giới thần lực gần như dốc toàn bộ tinh lực vào việc nâng cao tố chất thân thể và lĩnh ngộ ý cảnh ai lại dốc sức đi tu luyện khí huyết làm gì chứ? Khí huyết không phải là loại sức mạnh mà đám võ giả luyện thể kia mới có thể tu luyện sao? Thế nhưng hiện giờ đao thập nhị lại cho tất cả mọi người thấy chỗ kinh khủng của sức mạnh khí huyết. Có thể hoàn toàn không bận tâm tới ý cảnh, thậm chí không bận tâm cả lĩnh vực. Một khi khí huyết tích lũy đến mức độ nào đó cũng sẽ rất kinh thiên động địa, võ giả cảnh giới thần lực đỉnh tiêm, thậm chí là võ giả cảnh giới thần cương cũng chưa chắc có thể chống đỡ nổi. Có lẽ chúng ta đều sai rồi, tới cảnh giới thần lực mà muốn gia tăng chiến lực thì chưa chắc cứ phải điên cuồng lĩnh ngộ ý cảnh, có lẽ khí huyết cũng là một phương hướng hay đấy. Nhất thời rất nhiều võ giả đều như có điều suy nghĩ. Chỉ là chính Lục Trường Sinh cũng rất rõ ràng. Ý cảnh chắc chắn vô cùng trọng yếu, chỉ đơn thuần tu luyện khí huyết không có khả năng thay đổi gì hết. Hắn cũng chỉ là từ từ tích lũy khí huyết dư thừa, sau đó phóng ra một lần duy nhất nên mới có uy lực như vậy. Hiện giờ thanh kiếm khí huyết của hắn cũng biến mất rồi. Nếu gặp lại Thiên Tâm sợ rằng người chết sẽ là lục trường sinh. Thế nhưng ở chiến trường Bắc Vực chỉ có một thiên tâm. Vưu Thế Phi, Dương chân Đồng Huyền, Thiết Uyên. Một năm rồi, hôm nay ta dùng thiên tâm tế điện các người. Lục trường sinh nghĩ tới mấy người Vưu Thế Phi. Lúc này, chấp niệm sâu trong lòng hắn rốt cuộc đã hoàn toàn biến mất. Suy nghĩ thông suốt, tâm tình thoải mái. Lục trường sinh nhìn thoáng qua hố to. Trong hố to chỉ còn lại duy nhất một tấm lệnh bài tinh xảo. Không phải vàng không phải ngọc, không biết nó được làm bằng vật liệu gì. Lục Trường Sinh dương tay chụp một cái, nắm lệnh bài lên. Trên lệnh bài có khắc mấy chữ nhỏ. Bắc vực Thiên Tông. Lục Trường Sinh chưa từng nghe về Bắc vực Thiên Tông bao giờ. Nghe tên thì đây hẳn là một tông môn, chẳng lẽ Thiên Tâm là đệ tử của Bắc vực Thiên Tông? Chỉ là tấm lệnh bài hãy còn nguyên vẹn sau trận nổ mạnh của thanh kiếm khí huyết thì hẳn là vật bất phàm. Thế là Lục Trường Sinh cất lệnh bài đi, hắn không quay đầu lại mà trực tiếp quay về thành Bắc Lăng. Bắc Lăng thành, diễn võ lâu. Khi Lục Trường Sinh bước vào diễn võ lâu, phía sau và hai bên hắn có rất nhiều người đi theo. Chúc mừng Đao Tiên Sinh chém giết Thiên Tâm, đoạt lấy vị trí thứ nhất trên bảng thần lực, uy áp toàn bộ chiến trường Bắc vực. Đột nhiên, một thanh âm vang lên trong đám người đông đúc. Ngay sau đó, các võ giả khác cũng như thể mới hồi thần, cả đám trăm miệng một lời hô lên thật to. Chém giết Thiên Tâm, đoạt lấy vị trí thứ nhất trên bảng thần lực. Đây là vinh quang nhường nào? Dù hiện giờ bảng thần lực vẫn chưa đổi mới, thế nhưng đợi lần sau khi bảng thần lực đổi mới thì chắc chắn đao thập nhị sẽ leo lên vị trí đầu tiên ngay lập tức võ giả trong thành bắc lăng đều vô cùng kích động thậm chí có người còn đỏ bừng cả mặt bởi quá hưng phấn ai mà ngờ được sẽ có một ngày võ giả của vương triều đại ngư có thể chém giết thiên tâm cướp đoạt vị trí thứ nhất trên bảng thần lực chứ ngay cả nghĩ họ cũng không dám nghĩ nữa là thế nhưng giờ chuyện đó lại xảy ra trước mắt họ lục trường sinh đi vào diễn võ lâu ta không có đầu của thiên tâm không biết như vậy ta có được tính là đã chém thiên tâm không? Lục trường sinh chậm rãi mở miệng, tính, đao tiên sinh, ngài chém giết thiên tâm ngay trước mắt bao người, đương nhiên tính. Chém giết thiên tâm, ngài thu được 5 vạn tiểu công. 5 vạn tiểu công, cộng thêm trước đó chém giết thánh nguyên nhất được 3 vạn tiểu công, tổng là 8 vạn tiểu công cả thầy. Còn cần 2 vạn tiểu công nữa mới đổi được một môn võ công cảnh giới thần cương yếu nhất. Đương nhiên, tích góp 2 vạn tiểu công đối với lục trường sinh mà nói cũng không phải việc gì khó tối đa cũng chỉ là tới chiến trường bắc vực săn giết thêm mấy lần thôi đúng rồi các ngươi có biết gì về tấm lệnh bài này không lục trường sinh vừa hỏi vừa lấy ra lệnh bài lục soát được trên người thiên tâm bắc vực thiên tông võ giả của diễn võ lâu nhìn qua ánh mắt đột nhiên co lại đây là lệnh bài đệ tử của bắc vực thiên tông nếu như cái này được lấy trên người thiên tâm thì chứng tỏ thiên tâm đã được bắc vực thiên tông thu làm đệ tử võ giả của diễn võ lâu cung kính đáp đệ tử của bắc vực thiên tông lục trường sinh nhìn thoáng qua võ giả của diễn võ lâu đối phương có vẻ rất cung kính khi nhắc tới bắc vực thiên tông thì phải thiên tâm chết rồi liệu bắc vực thiên tông có nhúng tay vào chiến trường bắc vực không lục trường sinh lại hỏi không không tới mức ấy bắc vực thiên tông không để ý thế sự xưa nay đều không tham gia phân tranh giữa các vương triều và quốc gia có điều nếu muốn trở thành đệ tử của bắc vực thiên tông cũng rất khó khăn trước đó đã có người suy đoán Thiên Tâm có lẽ sẽ trở thành đệ tử của Bắc vực Thiên Tông, nhưng cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Hiện giờ có tấm lệnh bài này thì xem ra là thật rồi, Thiên Tâm quả nhiên đã gia nhập Bắc vực Thiên Tông. Nếu như hắn không chết thì ngày sau chỉ sợ Bắc Lỗ Quốc sẽ sinh ra một vị cường giả cực kỳ khủng bố. Lục Trường Sinh nghe thế thì khẽ gật đầu. Thật ra dù không gia nhập Bắc vực Thiên Tông thì với thiên phú và tài hoa của Thiên Tâm, ngày sau tất cũng sẽ vô cùng khủng bố. Cảnh giới thần cương chắc chắn không phải điểm dừng cuối cùng của Thiên Tâm. Tiếc là dù kinh tài tuyệt diễm ra sao thì cuối cùng thiên tâm cũng chết rồi. Lục trường sinh quay về tiểu viện của mình. Hắn còn thiếu hai vạn tiểu công nữa mới có thể gom góp đủ 10 vạn tiểu công, sau đó đổi lấy một môn võ công cảnh giới thần cương. Thế nên ngày hôm sau lục trường sinh lại lần nữa xâm nhập chiến trường Bắc Vực. Chỉ là không thu hoạch được mấy. Số lượng người Bắc lỗ như thể chớp mắt một cái đã giảm đi rất nhiều. Dường như không có mấy người tiếp tục tiến vào chiến trường Bắc Vực nữa. Mấy ngày liền đều như vậy. Thậm chí, theo thời gian trôi qua, người Bắc Lỗ hoạt động trong chiến trường Bắc vực càng ngày càng ít. Lục Trường Sinh bỏ ra hơn 10 ngày dòng dã mới gom góp được hai vạn tiểu công. Có chuyện gì xảy ra thế, người Bắc Lỗ chuẩn bị từ bỏ chiến trường Bắc vực à? Lục Trường Sinh như thể đã đoán ra gì đó. Cái chết của Thiên Tâm khiến người Bắc Lỗ không tìm ra kẻ nào đủ sức chống lại đao thập nhị nữa. Mà Lục Trường Sinh dựa vào cảm chi chi phong ý cảnh nên có thể tung hoành khắp chiến trường Bắc vực. Đối với người Bắc Lỗ mà nói, đi chiến trường Bắc vực chính là đi chịu chết thế thì còn ai muốn tới chiến trường Bắc Vực nữa? Rất có thể người Bắc Lỗ sẽ nhận thua. Thừa nhận thất bại trên chiến trường Bắc Vực cũng có nghĩa là người Bắc Lỗ sẽ bỏ ý định dẫn quân xuôi Nam. Vương Triều Đại Ngư cũng sẽ thắng trận đánh trên chiến trường Bắc Vực này. Đương nhiên đó chỉ là suy đoán của Lục Trường Sinh mà thôi. Ngày nào người Bắc Lỗ còn chưa rút quân thì ngày ấy vẫn chưa thể nói tới thắng bại được. Mười vạn tiểu công có thể tới diễn võ lâu đổi võ công cảnh giới thần cương rồi. Rốt cục Lục Trường Sinh cũng đã tích lũy đủ mười vạn tiểu công. Thế là hắn đứng dậy đi về phía diễn võ lâu. Đào tiên sinh. Gặp qua đào tiên sinh. Trên đường đi, rất nhiều người đều chủ động chào hỏi lục trường sinh. Qua cái nhìn nóng bỏng của họ, lục trường sinh có thể cảm giác được họ thật sự kính trọng mình. Người thứ nhất trên bảng thần lực. Hiện giờ gần như tất cả mọi người đều cho rằng như vậy. Cũng chỉ thiếu mỗi chuyện bảng thần lực đổi mới nữa thôi là danh chính ngôn thuận. Sau nửa tháng nữa bảng thần lực sẽ đổi mới. Đến lúc đó, Lục Trường Sinh chính là người xếp thứ nhất trên bảng thần lực thật sự, uy áp toàn bộ chiến trường Bắc vực. Tên của Đao Thập Nhị sẽ truyền đi khắp bốn phương. Lục Trường Sinh đi tới Diễn Võ Lâu. Ta có 10 vạn tiểu công, có thể đổi một môn võ công cảnh giới thần cương chứ? Lục Trường Sinh hỏi. Võ giả của Diễn Võ Lâu cung kính đáp, ngài đương nhiên có thể đổi một môn võ công cảnh giới thần cương. Nhưng ngài là võ giả đầu tiên đạt tới 10 vạn tiểu công ở Diễn Võ Lâu, thế nên phó lâu chủ của chúng ta muốn gặp ngài một lần. Đợi gặp phó lâu chủ xong nếu ngài còn muốn đổi võ công cảnh giới thần cương thì chúng ta đương nhiên sẽ đổi cho ngài. Lục trường sinh hơi nhớ mày. Phó lâu chủ. Hắn biết diễn võ lâu ở thành Bắc Lăng thực ra là do một vị phó lâu chủ điều hành. Nghe nói đó là một vị cường giả cảnh giới thần cương. Tốt, dẫn ta đi gặp phó lâu chủ của các ngươi. Lục trường sinh khẽ gật đầu, sau đó đi theo sau võ giả của diễn võ lâu lên lầu 2. Lầu 2 yên tĩnh hơn bên dưới nhiều. Về cơ bản trên này đều là người của diễn võ lâu lục trường sinh được đưa tới một gian phòng đợi yên tĩnh sau thời gian khoảng một chén trà nhỏ thì bên ngoài có một bóng người đi vào đó là một nam tử trung niên với khuôn mặt tươi cười thân thiện bỉ nhân là phó lâu chủ diễn võ lâu tiêu thiên hoán tiêu thiên hoán tỏ vẻ hết sức khách khí không biết tiêu lâu chủ muốn gặp đao mỗ vì chuyện gì lục trường sinh hỏi đao tiên sinh khách khí rồi thật ra ta tìm đao tiên sinh đến đây là có một chuyện tốt đao tiên sinh xem cái này trước đi đã tiêu thiên hoán đưa một tờ giấy qua cho hắn bên trên ghi chép rất nhiều tin tức ừm con ngươi lục trường sinh khẽ co rụt lại tất cả tin tức trên giấy thế mà đều là tin liên quan tới hắn trang thập tam lục trường sinh thậm chí cả đao thập nhị từng chuyện từng việc đều được ghi chép rõ ràng tỉ mỉ có thể thấy diễn võ lâu đã biết thân phận thật sự của lục trường sinh từ lâu rồi đao thập nhị cũng tốt trang thập tam cũng được hoặc là lục thập tam cũng thế thực ra tất cả đều là một người lục trường sinh ngẩng phát đầu ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng tiêu thiên hoán hắn cũng không cảm thấy bất ngờ cho lắm có lẽ những người khác không điều tra ra nội tình của hắn nhưng diễn võ lâu chắc chắn có thể dù sao thì đứng sau lưng diễn võ lâu rất có khả năng chính là vương triều đại ngư tiêu phó lâu chủ ta là đao thập nhị cũng là lục trường sinh và còn là trang thập tam vậy thì sao lục trường sinh chậm rãi mở miệng giọng điệu rất bình tĩnh với thực lực của hắn bây giờ thật ra cũng không cần ẩn giấu thân phận nữa rồi bởi đó là việc không cần thiết đao tiên sinh không phải là lục tiên sinh mới đúng lục tiên sinh đừng tức giận diễn võ lâu điều tra lục tiên sinh thật ra cũng không phải vì có ác ý gì với lục tiên sinh hết ngược lại chúng ta còn muốn đưa tới cho lục tiên sinh một cơ duyên to lớn nữa kìa lục tiên sinh thiên phú tuyệt đỉnh thế nhưng lại chỉ muốn đổi lấy võ công cảnh giới thần cương tầm thường thôi ư ngươi cam tâm sao nên biết võ công là trụ cột của người học võ một môn võ công thượng thừa thậm chí võ công đỉnh tiêm có thể tạo thành vô thượng căn cơ căn cơ càng thâm hậu tương lai sẽ tiến càng xa nếu như lục tiên sinh đồng ý chúng ta có thể đưa lục tiên sinh gia nhập bắc vực thiên tông trở thành đệ tử của thiên tông đến lúc đó bất kể là thần công hay bí pháp lục tiên sinh cũng không thiếu lục trường sinh mở to mắt bắc vực thiên tông thật ra lục trường sinh cũng đã tìm hiểu qua về bắc vực thiên tông hắn mới luyện võ một thời gian ngắn cũng chưa hành tẩu giang hồ bao lâu thế nên không hiểu rõ về các thế lực đỉnh tiêm là chuyện bình thường sau khi lấy được tấm lệnh bài trên người Thiên Tâm, hắn cũng đã nghe ngóng tin tức về Bắc vực Thiên Tông. Đó là tông môn đứng đầu toàn bộ Bắc vực, không có nơi nào sánh được. Có thể nói đó là thánh địa trong lòng vô số võ giả. Bắc vực Thiên Tông 10 năm mới tuyển đồ đệ một lần, lần tuyển đồ đệ gần nhất là 3 năm trước đây. Thiên Tâm hẳn là lúc đó cũng được Bắc vực Thiên Tông nhận làm đệ tử. Nhưng không rõ vì sao Thiên Tâm mãi không tiến vào Bắc vực Thiên Tông, ngược lại còn tìm tới chiến trường Bắc vực. Đoán chừng là muốn ma luyện sát lục ý cảnh. Lục Trường Sinh đã từng hỏi thăm Tống Vô Tình. Tống Vô Tình cũng từng tham gia khảo hạch của Bắc vực Thiên Tông, thậm chí cả Thánh Nguyên Nhất cũng từng tham gia khảo hạch. Thế nhưng không có gì bất ngờ, cả hai người họ đều thất bại. Thứ nhất vì tuổi của họ đã khá lớn. Thứ hai, thật ra chính là bởi họ không đủ xuất sắc. Nhất định phải là thiên tài hàng đầu mới có hy vọng tiến vào Bắc vực Thiên Tông. Tiêu phó lâu chủ, theo lục mỗ biết thì Bắc vực Thiên Tông 10 năm mới tuyển nhận đệ tử một lần, mà khoảng cách lần trước chiêu thu đệ tử vẹn vẹn mới có 3 năm, còn rất lâu mới đến thời hạn 10 năm, chẳng lẽ Diễn Võ lâu muốn để Lục Mỗ đợi thêm 7 năm ư? Đợi thêm 7 năm là chuyện không có khả năng. Lục Trường Sinh dù phải nghĩ hết mọi cách thu thập võ công cảnh giới thần cương thì cũng tuyệt đối không thể đợi thêm 7 năm. Đương nhiên, nếu như đột phá tới cảnh giới thần cương thì sẽ đánh mất cơ hội tiến vào Bắc vực Thiên Tông. Bắc vực Thiên Tông chiêu mộ đệ tử nhưng chỉ nhận cảnh giới thần cương trở xuống. Hơn nữa còn có yêu cầu về tuổi tác. Nếu tuổi tác quá lớn, Bắc vực Thiên Tông cũng sẽ không nhận. Tiêu Thiên Hoán cười thần bí, cho nên mới nói diễn võ lâu chúng ta chuẩn bị đưa cho Lục Tiên Sinh một cơ duyên to lớn. Đằng sau diễn võ lâu chính là hoàng thất của vương triều Đại Ngư, mà hoàng thất của mấy đại vương triều dưới trướng Bắc vực Thiên Tông đều có danh ngạch miễn khảo hạch, có thể trực tiếp nhập tông. Danh ngạch này, hoàng thất vương triều Đại Ngư chúng ta nguyện ý đưa cho Lục Tiên Sinh. Ngoài 10 vạn tiểu công gia cũng chỉ cần một lời hứa của Lục Tiên Sinh. Lục Trường Sinh hỏi, lời hứa gì? tương lai nếu như lục tiên sinh có thể tấn thăng đệ tử chân truyền của bắc vực thiên tông thì nhất định phải trở thành cung phụng của hoàng thất vương triều đại ngư cung phụng đúng hoàng thất cung phụng mỗi vị đều vô cùng tôn quý bình thường hoàng thất sẽ không làm phiền tới cung phụng chỉ khi nào vương triều gặp đại nạn hoàng thất đứng trước tai họa ngập đầu mới có thể mời cung phụng ra tay lục trường sinh đã hiểu vương triều đại ngư nhìn chúng tiềm lực của hắn hắn ra cảnh trong sạch xuất thân từ an mày sau lưng không liên quan tới bất cứ thế lực nào họ bỏ ra một danh ngạch tuy danh ngạch này có lẽ rất chân quý thế nhưng với thiên phú của lục trường sinh hắn rất có khả năng sẽ trở thành đệ tử chân truyền của bắc vực thiên tông đến lúc đó lục trường sinh lấy thân phận đệ tử chân truyền của bắc vực thiên tông trở thành cung phụng của hoàng thất vương triều đại ngư riêng thân phận này cũng đã đủ để cam đoan sự an toàn của hoàng thất rồi đây thật ra là một loại đầu tư cho tương lai chỉ có điều thành ý của hoàng thất rất đầy đủ mặc dù có điều kiện nhưng đó cũng là điều kiện sau khi lục trường sinh tu hành đạt được thành tựu mới tính đến điều kiện tốt như vậy lục trường sinh có lý do gì từ chối đây ta đồng ý nếu có một ngày ta tấn thăng đệ tử chân truyền của bắc vực thiên tông thì nhất định sẽ trở thành cung phụng của hoàng thất vương triều đại ngư lục trường sinh chậm rãi mở miệng thấy lục trường sinh đồng ý tiêu thiên hoán rốt cuộc cũng thở phào một hơi ha 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 lục tiên sinh ngươi đưa ra một lựa chọn chính xác đấy bắc vực thiên tông là thánh địa vô số võ giả đều tha thiết hướng về có điều chỉ sợ còn cần lục tiên sinh ở lại thành Bắc Lăng một thời gian nữa, cũng coi như là tọa trấn chiến trường Bắc Vực. Cùng lắm là hai ba tháng nữa người Bắc Lỗ sẽ rút quân, đến lúc đó diễn võ lâu tự nhiên sẽ phái người đưa lục tiên sinh đến Bắc Vực Thiên Tông. Trước đó, lục tiên sinh tuyệt đối đừng thử tìm cách đột phá thần cương. Cái này liên lụy tới con đường võ đạo ngày sau thế nên nhất định phải cực kỳ thận trọng, đợi tới Bắc Vực Thiên Tông, xác định con đường võ đạo rồi hãy lựa chọn đột phá. Tiêu Thiên Hoán nhắc nhở, con đường võ đạo, Lục Trường Sinh gật đầu, ý cảnh thì sao? Ý cảnh đương nhiên có thể lĩnh ngộ, thậm chí nếu có thể thúc đẩy ý cảnh đã lĩnh ngộ tới viên mãn trước khi đột phá cảnh giới thần cương, sau đó diễn hóa ý cảnh thành lĩnh vực thì càng tốt. Lục Trường Sinh không khỏi nghĩ đến Thiên Tâm. Thiên Tâm không phải đã diễn hóa ra sát lục lĩnh vực đấy sao? Thậm chí Lục Trường Sinh còn cảm thấy, Thiên Tâm tới chiến trường Bắc vực có lẽ chính là vì để diễn hóa sát lục lĩnh vực. Kết quả Thiên Tâm đúng là đã thành công, đáng tiếc hắn lại gặp Lục Trường Sinh, rồi bị Lục Trường Sinh giết chết thất bại trong gang tấc. Lục Trường Sinh cùng Tiêu Thiên Hoán bàn bạc thỏa đáng, sau đó rời khỏi diễn võ lâu. Hắn còn phải ở lại thành Bắc Lăng hai tới 3 tháng nữa. Trong khoảng thời gian này, về cơ bản trên chiến trường Bắc vực sẽ không có người bắc lỗ nào xuất hiện. Thế nhưng như vậy cũng rất thích hợp để Lục Trường Sinh cảm ngộ ý cảnh, đặc biệt là thiên địa chi phong ý cảnh và cảm chi chi phong ý cảnh. Nhân lúc 2, 3 tháng này phải lĩnh ngộ thiên địa chi phong ý cảnh tới viên mãn, hoặc gần viên mãn mới được nếu không đến lúc gặp đối thủ đã lĩnh ngộ ý cảnh tới viên mãn giống như thiên tâm thì cả ba loại ý cảnh của ta đều sẽ mất hết tác dụng lục trường sinh đã vạch ra con đường tu hành cho mình không thể đột phá thần cương vậy thì chỉ có thể lĩnh ngộ ý cảnh mà ý cảnh của hắn đúng là tương đối yếu giờ đúng lúc đang cần thời gian để gia tăng ý cảnh thế nên ngày nào lục trường sinh cũng tới chiến trường bắc vực để lĩnh ngộ thiên địa chi phong ý cảnh có ngộ tính chắc tuyệt của hắn hỗ trợ dù không rơi vào trạng thái đốn ngộ nhưng mỗi ngày hắn học theo tự nhiên cảm nhận gió trong thảo nguyên mênh mông cũng giúp thiên địa chi phong ý cảnh và cảm chi chi phong ý cảnh tăng lên nhanh chóng trong nháy mắt đã qua nửa tháng cách lần bảng thần lực đổi mới trước vừa hay đủ một tháng hôm nay là ngày bảng thần lực đổi mới lần nữa vô số võ giả chen trúc đi tới trước cửa diễn võ lâu bọn họ đều đang mong đợi một cảnh tượng mang tính lịch sử bảng thần lực thiên tâm đã chết vị trí thứ nhất trên bảng thần lực chắc chắn không còn ai khác mà chỉ có thể là của đao tiên sinh đúng rồi dạo này ngay cả người bắc lỗ cũng rất ít tiến vào chiến trường bắc vực chỉ dám đánh mấy trận lẻ tẻ mà thôi có lẽ đám người bắc lỗ ấy quá sợ đao tiên sinh rồi vị trí thứ nhất trên bảng thần lực dành cho đao tiên sinh là danh xứng với thực rất nhiều người đều vững tin vào chuyện vị trí thứ nhất trên bảng thần lực sẽ là của đao thập nhị thế nhưng một ngày bảng thần lực còn chưa đổi mới thì trong lòng mọi người lại thêm một ngày không kiên định trong lòng đông đảo võ giả thành bắc lăng đao thập nhị gần như dựa vào sức một mình phá tan toàn bộ chiến trường bắc vực chuyện này chấn động tới mức nào. Tống vô tình không làm được. Hơn vạn võ giả trong thành Bắc Lăng cũng không làm được. Thế nhưng đao thập nhị lại làm được. Hiện giờ trên chiến trường Bắc Vực có người Bắc Lỗ nào còn dám đi chịu chết nữa đâu. Chỉ cần đao thập nhị còn tại chiến trường Bắc Vực ngày nào thì người Bắc Lỗ chắc chắn sẽ không dám tiến vào chiến trường Bắc Vực ngày ấy. Đây đã là một sự uy hiếp trắng trợn. Lúc trước thiên tâm hùng bá vị trí thứ nhất trên bảng thần lực, trên thực tế cũng có sức uy hiếp tương tự, vụt, rốt cục bảng thần lực cũng đổi mới. Khi miếng vải đen che kín bảng thần lực bị rút xuống, mọi người lập tức nhìn về vị trí thứ nhất trên bảng. Đao Thập Nhị. Quả nhiên, cái tên đầu tiên trên bảng thần lực chính là Đao Thập Nhị. Xôn xao, nhất thời, toàn bộ diễn võ lâu bùng lên đủ loại âm thanh chúc mừng. Chúc mừng Đao tiên sinh lên đỉnh bảng thần lực. Thanh âm trùng trùng điệp điệp truyền khắp thành Bắc Lăng. Từ hôm nay trở đi, Đao Thập Nhị chính thức đi lên đỉnh cao nhất bảng thần lực, uy áp vô số võ giả cảnh giới thần lực. Võ giả Vương Triều Đại Ngư hân hoan reo hò. Trong đó sắc mặt một số người lại buồn thảm như chết cha chết mẹ. Những người kia đều là thám tử của Bắc Lỗ, xong rồi, có lẽ chiến trường Bắc vực chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Chúng ta thua rồi, không ngờ lại thua bởi một võ giả cảnh giới thần lực, đao thập nhị. Dựa vào một người đã khiến vô số võ giả Bắc Lỗ quốc không dám bước vào chiến trường Bắc vực nữa, ngay cả Thiên Tâm khi trước cũng không làm được như vậy, đây mới thật sự là uy áp thiên hạ. Sắc mặt thám tử Bắc Lỗ không khỏi thêm phần ảm đạm. Hôm nay, chỉ thuộc về đao thập nhị thậm chí trong lòng vô số võ giả trên chiến trường bắc vực gần hai năm qua cũng sẽ chỉ lưu lại một cái cái tên đó chính là Đao Thập nhị thời gian nhoáng một cái đã qua hơn hai tháng chiến trường bắc vực trong thảo nguyên minh mông đã không còn bóng dáng võ giả nào nữa bất kể là người bắc lỗ hay là võ giả của vương triều đại ngư đều rất khi ít đi sâu vào trong thảo nguyên vù tiếng cảnh quân hiệu vang lên mấy chục vạn đại quân bắc lỗ vẫn luôn tập trung hỏa lực sát biên cảnh lúc này đã bắt đầu rút lui sau quãng thời gian hai năm người bắc lỗ chém giết cùng vương triều đại ngư trên chiến trường bắc vực hôm nay cuối cùng chúng cũng rút quân hoàn toàn từ bỏ ý đồ xuôi nam ý thức của lục trường sinh dung nhập vào trong gió hắn có thể trông thấy rõ ràng mấy chục vạn đại quân của người bắc lỗ đang rút lui một cách tuần tự khuấy động từng đợt khói bụi mù mịt che khuất cả bầu trời thậm chí theo cơn gió ý thức của lục trường sinh còn tiến vào bên trong đội quân bắc lỗ hắn có thể rõ ràng cảm giác hết thảy 30 dặm áng chừng đây chính là giới hạn rồi. Nếu như cảm chi chi phong muốn phát triển tới trên trăm dặm sợ rằng còn cần cảm chi chi phong ý cảnh hoàn toàn viên mãn sau đó diễn hóa ra lĩnh vực mới được. Lục trường sinh thấp giọng thì thầm. Diễn hóa lĩnh vực. Đây là cảnh giới sau khi ý cảnh viên mãn mới đạt tới được. Trước mắt, trong tất cả ý cảnh của lục trường sinh chỉ có cảm chi chi phong ý cảnh có tư cách diễn hóa lĩnh vực. Bởi tiến độ của cảm chi chi phong ý cảnh đã đạt đến 99% mấy hôm trước nó đã đã đạt đến 99% rồi. Nhưng từ 99% đến 100% cũng chính là đến viên mãn dường như hãy còn thiếu thứ gì đó. Lục Trường Sinh cũng biết đại khái hắn vẫn thiếu thời cơ. Tất cả ý cảnh nếu muốn viên mãn đều cần thời cơ. Ngay cả thiên tâm khi trước cũng bị vây ở tiến độ sát lục ý cảnh 99% rất lâu. Tới tận khi Lục Trường Sinh ước chiến với thiên tâm, Cuối cùng trong lúc đại chiến lục trường sinh dùng bí pháp cửu tự chân ngôn và tâm kiếm dung chuyển tinh thần thiên tâm lúc đó mới khiến thiên tâm tìm được thời cơ đưa sát lục ý cảnh lên tới viên mãn nhờ thế sát lục ý cảnh của thiên tâm hoàn toàn viên mãn diễn hóa ra sát lục lĩnh vực thời cơ tới lúc nào không ai biết chắc được có lẽ trông thấy thứ gì đó sẽ có thể thu hoạch được thời cơ hoặc là tồn mấy chục năm vô ích cũng không thể thu hoạch được thời cơ thời cơ lục trường sinh cười thầm một khi ngộ tính cao tới mức độ nhất định thì cần gì thời cơ nữa khắp nơi đều là thời cơ bất cứ lúc nào cũng có thời cơ hai ba tháng này trừ lĩnh ngộ ý cảnh hắn cũng không để mình rảnh rỗi lục trường sinh gần như đào móc sạch bách các loại vũ kỹ trong diễn võ lâu thế nên ngộ tính của lục trường sinh giờ đã lên tới hơn ba nghìn điểm tương đương với việc ngộ tính cao gấp 30 lần người bình thường đây là một con số cực kỳ khủng bố ngộ tính cao gấp 30 lần nhưng rõ ràng ý cảnh viên mãn vẫn rất khó có điều khó đến mấy cũng không cản bước lục trường sinh được lục trường sinh nhắm mắt lại lần nữa đưa ý thức dung nhập vào trong gió Phạm vi cảm giác của hắn nhanh chóng mở rộng. 10 dặm, 20 dặm, 30 dặm. Phạm vi 30 dặm cũng chính là phạm vi cực hạn của cảm chi chi phong ý cảnh hiện giờ. Lĩnh vực cũng chính là để ý cảnh hóa thành lĩnh vực, một khi cảm chi chi phong ý cảnh hóa thành lĩnh vực cũng là triệt để dung nhập vào trong gió. Phạm là nơi có gió thì sẽ có cảm giác của ta. Những ngày qua ta không ngừng suy nghĩ, đại khái đã biết nên làm thế nào để diễn hóa lĩnh vực. Ngộ tính chắc tuyệt của lục trường sinh không phải chỉ để trưng cho đẹp. Sau một khắc, Lục Trường Sinh tâm niệm vừa động, dầm, cảm chi chi phong ý cảnh hoàn toàn tán loạn. Đúng, chính là hoàn toàn tán loạn. Thế nhưng là, ý cảnh tán loạn lại theo gió bay đi, triệt để dung hợp cùng gió. Chỉ là sau khi tán loạn nó không dung hợp được quá lâu. Nhưng Lục Trường Sinh kiên trì thử đi thử lại. Lúc bắt đầu chỉ có mấy giây. Sau đó thời gian từ từ kéo dài. 10 giây, 30 giây, 1 phút đồng hồ, 3 phút, 5 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ. Lục Trường Sinh không nhớ cảm chi chi phong ý cảnh đã tán loạn bao nhiêu lần nữa. Lúc này tinh thần hắn chấn động. Ngay sau đó, hắn như thể đã biến thành gió, nhanh chóng thổi ra phía ngoài. 30 dặm, 50 dặm, 80 dặm, 100 dặm. Cuối cùng Lục Trường Sinh đã có thể cảm nhận rõ ràng trong phạm vi trăm dặm. Phạm là ở trong phạm vi trăm dặm này, dù chỉ là một con kiến hay một hạt cát đều có thể bị Lục Trường Sinh cảm ứng rõ ràng. Lĩnh vực, đây là cảm chi chi phong ý cảnh diễn hóa ra cảm chi lĩnh vực trong phạm vi trăm dặm tất cả đều hóa thành cảm chi lĩnh vực của ta. Dù là thần thức của tiên sư có lẽ cũng chỉ có vậy thôi nhỉ. Lục trường sinh mở mắt, trong mắt lóe lên một tia sáng trói lọi. Tiên sư có thần thức. Nơi thần thức quét qua thì không một vật gì có thể ẩn giấu dưới thần thức của tiên sư được. So ra võ giả kém hơn rất nhiều. Thế nhưng lục trường sinh lại mở ra một lối đi riêng, hắn lĩnh ngộ cảm chi chi phong ý cảnh, đồng thời thúc đẩy cảm chi chi phong ý cảnh đến viên mãn, diễn hóa ra cảm chi lĩnh vực có thể cảm giác phạm vi trong vòng trăm dặm ngay lập tức. Hiệu quả hoàn toàn có thể sánh với thần thức của tiên sư. Lục trường sinh lập tức mở bảng thuộc tính ra xem xét tình hình. Ký chủ, lục trường sinh. Ngộ tính, 3125, bốn phương ca tụng. Bí pháp đúc kiếm khí huyết, đúc kiếm 4 năm một tháng. Tâm kiếm quyết, tiến độ 15%, tâm kiếm. Thiên địa chi phong ý cảnh, tiến độ 81%. Cảm chi lĩnh vực, tiến độ 1%. Tinh không bộc bố ý cảnh, tiến độ 38%. Hải Lãng ý cảnh, tiến độ 31%. Quả nhiên, Cảm chi chi phong ý cảnh đã biến mất, thay vào đó là Cảm chi lĩnh vực. Trước kia Cảm chi chi phong ý cảnh còn cần phải có gió mới thi triển được, thế nhưng Cảm chi lĩnh vực lại không cần gió làm chất dẫn, chỉ cần nơi có không khí lưu động thì Cảm chi lĩnh vực sẽ thi triển được. Ngoài Cảm chi lĩnh vực ra, các ý cảnh khác của Lục Trường Sinh cũng đều tăng lên một chút. Trong đó tăng lên lớn nhất chính là Thiên Địa chi phong ý cảnh có điều khoảng cách từ giờ tới viên mãn hãy còn một quãng xa tăng lên chậm nhất chính là tâm kiếm quyết ban đầu theo lý mà nói thì tâm kiếm quyết phải là môn võ tăng vọt theo thời gian mới đúng thế nhưng tâm kiếm quyết lại chẳng tăng lên mấy có lẽ có liên quan tới tinh thần tâm kiếm cùng một nhịp thở với tinh thần muốn tốc độ của tâm kiếm quyết tăng lên trừ khi tinh thần của lục trường sinh cũng tăng vọt có điều bất kể ra sao thì hiện giờ lục trường sinh cũng coi như đã có được một loại ý cảnh hóa thành lĩnh vực về mặt cảnh giới hắn chẳng hề thua kém thiên tâm khi trước chút nào khác biệt duy nhất có lẽ chính là cảm chi lĩnh vực chỉ là lĩnh vực phụ trợ không thể giúp chiến lực của lục trường sinh tăng lên được nhưng không sao thiên địa chi phong ý cảnh đã đạt đến 81%. lục trường sinh giờ đã có kinh nghiệm diễn hóa ý cảnh thành lĩnh vực tin rằng không lâu sau thiên địa chi phong ý cảnh cũng có thể diễn hóa thành lĩnh vực thôi người bắc lỗ đã rút quân có ở lại thành bắc lăng lâu hơn cũng không có bất cứ ý nghĩa gờ nữa nên rời đi rồi Lục Trường Sinh đứng dậy, về tới thành Bắc Lăng. Hắn đi thẳng tới Diễn Võ lâu. Tiêu Thiên Hoán của Diễn Võ lâu dường như đã đoán được việc Lục Trường Sinh sẽ đến nên đã chờ trong phòng nghỉ đã lâu. "Lục tiên sinh, căn cứ theo ước định giờ ngài có thể tiến về Bắc vực Thiên Tông, đây là lệnh bài của Hoàng thất Vương triều Đại Ngư chúng ta, cầm nó là có thể trực tiếp tiến vào Bắc vực Thiên Tông mà không cần tham gia khảo hạch." Tiêu Thiên Hoán đưa cho Lục Trường Sinh một tấm lệnh bài, thứ ấy không phải vàng cũng chẳng phải ngọc, khác hoàn toàn với tấm lệnh bài của Thiên Tâm của thiên tâm là lệnh bài đệ tử khi thiên tâm chết đi thì tấm lệnh bài kia cũng không còn tác dụng nhưng bây giờ tấm lệnh bài này lại là thứ nhiều người tha thiết ước mơ bởi nó là lệnh bài giúp họ có thể tiến vào bắc vực thiên tông lục trường sinh cất nó thật kỹ bắc vực thiên tông ở đâu lục trường sinh hỏi bắc vực thiên tông nằm ở thiên lộc sơn mạch chúng ta sẽ phái người đưa ngươi tới bắc vực thiên tông ngươi định bao giờ khởi hành tiêu thiên hoán hỏi ta chẳng có gì để lưu luyến tại thành bắc lăng giờ đi luôn thôi lục trường sinh lãnh đạm đáp dù hắn thu hoạch tương đối khá trên chiến trường bắc vực còn nhảy lên vị trí đầu tiên trên thần lực bảng vang danh thiên hạ thế nhưng hắn chẳng hề có chút tình cảm nào với thành bắc lang hết dù sao thì nơi này từ đầu đến cuối chỉ tràn ngập tranh đấu và giết chóc không có vấn đề gì ta sẽ lập tức đi sắp xếp lục tiên sinh xin chờ một chút tiêu thiên hóa nhanh chân xuống dưới lầu sắp xếp mọi thứ diễn võ lâu rất nhanh đã thu xếp xong một chiếc xe ngựa xe ngựa này rất thoải mái dễ chịu đánh xe chính là một nam tử trung niên cũng là võ giả cảnh giới thần lực ngươi tên là gì lục trường sinh hỏi ở diễn võ lâu ta chỉ có danh hiệu trong nhiệm vụ này danh hiệu của ta là sa phu sa phu cung kính thưa lục trường sinh đã hiểu võ giả cảnh giới thần lực này chỉ sợ là tử sĩ do diễn võ lâu bồi dưỡng sẽ tuyệt đối trung thành với diễn võ lâu được rồi sa phu lên đường đi vâng thưa lục tiên sinh thế là sa phu dương roi ngựa lên xe ngựa lộc cộc chở theo lục trường sinh Chậm rãi chạy ra khỏi thành Bắc Lăng. Lục trường sinh rời khỏi thành Bắc Lăng, một đường hướng về phía nam. Chuyến này họ đi rất lâu. Trong khoảng một tháng họ đều rong ruổi trên đường. Đương nhiên lục trường sinh không vội, bởi vậy cũng không cần gấp gáp đi cả ngày lẫn đêm. Một tháng qua lục trường sinh bởi vì đều đang đi đường thế nên không có thời gian để tu luyện võ công. Chỉ có cảm chi lĩnh vực liên tục được lục trường sinh thi triển, bởi vậy có thể tăng lên một chút. Nhưng tốc độ tăng cũng rất chậm. Cả một tháng mới tăng lên 5% trước mắt cảm chi lĩnh vực đạt đến khoảng 6%. Còn rất lâu nữa cảm chi lĩnh vực mới đạt tới 100% được. Thế nhưng lĩnh vực vốn đã rất khó tu luyện. May mà ngộ tính của lục trường sinh rất cao. Nếu không sợ rằng sau khi diễn hóa ra lĩnh vực sẽ rất khó để lĩnh vực tiếp tục tăng lên nữa. Hiện giờ lĩnh vực có thể tiếp tục tăng lên đều bởi ngộ tính của lục trường sinh quả thực vô cùng khủng bố, có thể chống đỡ để cảm chi lĩnh vực không ngừng tăng lên. Đã tới thiên lộc sơn mạch. Lúc này, Sa Phu lên tiếng sa phu là kẻ kiệm lời nếu lục trường sinh không hỏi thì sa phu cũng rất ít mở miệng thiên lộc sơn mạch lục trường sinh vén rèm xe lên nếu đã tới thiên lộc sơn mạch thì nhiệm vụ của sa phu cũng hoàn thành lục trường sinh xuống xe hắn ngẩng đầu trông thấy một ngọn núi cao vút trong mây đó là núi thiên lộc chủ phong của bắc vực thiên tông giờ họ đang đứng dưới chân núi bắc vực thiên tông phải lên núi thế nào đây lục trường sinh hỏi sa phu đáp lên thang trời nhập thiên tông Thang trời, Lục Trường Sinh nhìn về phía xa. Hắn thấy được từng tầng từng tầng thang đá. Bậc thang bằng đá vô cùng chật hẹp, chỉ vừa đủ để một người đi qua, hơn nữa bậc thang còn dốc đứng, nối thẳng lên đỉnh núi. Hai bên bậc thang đá là vực sâu vạn trượng, trông vô cùng nguy hiểm. Nếu lỡ như rơi xuống thì chắc chắn thịt nát xương tan, không ai cứu được. Đây chính là thang trời. Bên cạnh thang trời hình như có một con đường bình thường, đi qua đó cũng có thể lên đến đỉnh núi. Cảm chi lĩnh vực của Lục Trường Sinh đâu có tầm thường thoáng cái đã cảm giác được một con đường khác. Sa Phu hơi kinh ngạc nhưng vẫn giải thích, người leo thang trời nhập Thiên Tông có thể trở thành đệ tử hạt giống. Tại Bắc vực Thiên Tông, nhất định phải tranh, trở thành đệ tử hạt giống sẽ đạt được rất nhiều lợi ích, điểm xuất phát cũng hơn cao những đệ tử bình thường. Lệnh bài diễn võ lâu đưa cho Lục Tiên Sinh chỉ có thể đảm bảo Lục Tiên Sinh được tiến vào Bắc vực Thiên Tông, nhưng nếu Lục Tiên Sinh muốn có được đãi ngộ tốt nhất ở Bắc vực Thiên Tông thì tốt nhất vẫn nên leo thang trời với thực lực và thiên phú của lục tiên sinh leo thang trời nhập thiên tông hẳn không thành vấn đề lục trường sinh đã hiểu thang trời thật ra cũng là một loại khảo hạch có thể lên thang trời nhập thiên tông đã chứng minh bản thân có thiên phú nào đó có thể phô diễn tài năng trong vô số đệ tử từ lúc nhập môn đương nhiên nếu lục trường sinh nhất quyết không leo lên thang trời thì cũng có thể gia nhập thiên tông thôi nhưng như thế lục trường sinh sẽ phải tranh đoạt tài nguyên với các đệ tử khác của bắc vực thiên tông từ lúc nhập tông có lẽ để lấy được võ công cảnh giới thần cương cũng sẽ mất rất nhiều thời gian. Lục Trường Sinh biết rõ, thường thì hộp quà tân thủ chắc chắn sẽ rất phong phú. Cách leo thang trời này có lẽ là cách dễ nhất để các đệ tử Bắc vực Thiên Tông lấy được chỗ tốt rồi. Đi thôi, lên thang trời. Lục Trường Sinh xuống xe, hướng thẳng đến thang trời mà đi. Lúc Lục Trường Sinh đi vào gần thang trời thì cũng nhìn thấy bên ngoài thang trời đã có rất nhiều võ giả đang đứng. Nhìn quần áo họ mặc hình như đều là người của Bắc vực Thiên Tông những võ giả này về cơ bản đều là võ giả cảnh giới thần lực trông thấy lục trường sinh và sa phu mắt cả đám sáng rực lên vào lúc này mà lại muốn lên thang trời thì hẳn là người do các đại thế lực ở bắc vực đề cử nhập môn muốn lên thang trời phải tiêu tiền một người một vạn lượng bạc không mặc cả lục trường sinh hơi nhướng mày có ý gì một vạn lượng bạc coi hắn là dê béo đấy hả đám người này có đúng là đệ tử của bắc vực thiên tông không đấy bọn họ đều là tạp dịch của đệ tử nội môn trong bắc vực thiên tông Mỗi đệ tử nội môn đều sẽ có tạp dịch đi theo hầu hạ. Sa phu đột nhiên mở miệng giải thích, tạp dịch, Lục Trường Sinh như có điều suy nghĩ. Hắn ngẩng đầu nhìn đám tạp dịch này rồi đột nhiên mở miệng hỏi, có thể giết không? Sa phu ngẩn ra, nhưng nghĩ tới uy danh của Lục Trường Sinh tại chiến trường Bắc vực thì lập tức gật đầu, nói, có thể. Tạp dịch mà thôi, không bằng người nằm trong danh sách của Bắc vực Thiên Tông, giết cũng chẳng sao. Phiền phúc duy nhất có lẽ chính là những đệ tử nội môn sau lưng đám tạp dịch này nhưng hôm nay chúng không gặp may rồi tới cả thiên tâm còn bị lục trường sinh chém thì mấy tên tạp dịch có gì phải ngại các ngươi muốn làm gì chúng ta tuy chỉ là tạp dịch nhưng phía sau đều là đệ tử nội môn một khi đắc tội chúng ta đợi các ngươi nhập tông chắc chắn không sống yên được đâu những tạp dịch này cũng đã nhận thấy nguy hiểm bọn chúng ở dưới chân núi dọa dẫm người khác nhưng thật ra đều đã thăm dò tình hình rõ ràng rồi người nhập tông trong khoảng thời gian này chắc chắn là được các đại thế lực đề cử không phải hoàng thất thì cũng là thế lực đỉnh tiêm, ai ai cũng là dê béo lớn, hầu bao rủng rỉnh. Mỗi một vạn lượng bạc có đáng gì đâu. Phần lớn võ giả đều không muốn trêu chọc thị phi khi chưa gia nhập Bắc vực Thiên Tông thế nên sẽ ngoan ngoãn giao bạc cho yên chuyện. Nhưng thi thoảng cũng sẽ đụng phải mấy kẻ khó chơi. Mà rõ ràng hai người trước mắt chính là kẻ khó chơi như thế, vù vù. Đột nhiên đám tạp dịch dường như cảm giác được hoàn cảnh xung quanh đã thay đổi. Bầu trời đen lại. Trên trời điểm suýt những vì sao lấp lánh thế nhưng giữa trời sao mênh mông lại có một thác nước ba nghìn thước chảy xuống như bay cắt ngang trời sao hùng vĩ không gì sánh được nhưng đám tạp dịch này không có tâm trạng thưởng thức cảnh tượng trắng lệ ấy chúng là người của bắc vực thiên tông đương nhiên cũng hiểu biết chút ít vậy nên chúng lập tức nhận ra không hay rồi đây là ý cảnh sắc mặt đám tạp dịch đột nhiên đại biến en lục trường sinh căn bản không bận tâm tới suy nghĩ của đám tạp dịch này hắn trực tiếp rút đao ra khỏi vỏ một luồng đao quang màu đỏ phá vỡ hư không. Đồng thời, đao quang màu đỏ chia thành 5 phần. Năm luồng đao quang rơi xuống người năm tên tạp dịch, phốc phốc, đám tạp dịch trợn trừng mắt. Chỉ trong chớp mắt đầu chúng đã rơi xuống đất. Đám tạp dịch này thậm chí còn chưa tới cấp độ bách đỉnh nữa kìa. Sao chúng ngăn được đao của Lục Trường Sinh chứ? Chết, năm tên tạp dịch đều đã chết. Có lẽ, sau lưng chúng chính là vài tên đệ tử nội môn thật đấy. Lục Trường Sinh chưa gia nhập Thiên Tông mà đắc tội với mấy tên đệ tử nội môn rồi mà các đệ tử nội môn đều có cảnh giới thần cương. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc, đằng xa còn có mấy tên tạp dịch. Thế nhưng trước đó những người này không cản đường lục trường sinh, thế nên lục trường sinh cũng sẽ không ra tay với đối phương. Đi, đi mau. Đám tạp dịch còn sống lập tức lao lên đỉnh núi từ con đường bình thường bên cạnh. Rõ ràng đám tạp dịch này thấy lục trường sinh vừa tàn nhẫn vừa quả quyết chém giết năm tên tạp dịch kia, sao chúng lại không nhận ra đây là một kẻ hung ác chứ? Cứ dùng rằng ở đó mãi chưa biết chừng chúng sẽ làm ngứa mắt Lục Trường Sinh, rồi bị hắn vung đao làm thịt luôn một thể. Bọn chúng chỉ là tạp dịch. Dù sau lưng chúng là ai đi nữa thì đầu tiên chúng phải sống sót đã. Chỉ có sống sót mới có giá trị. Lục Trường Sinh đi tới thang trời, ngẩng đầu nhìn ngọn núi cao vút trong mây bên trên, hắn không hề do dự, trực tiếp sải bước đi lên. Một bước, hai bước, ba bước. Lục Trường Sinh đi rất vững vàng. Ngoài việc thấy hơi lạnh với gió có chút lớn thì Lục Trường Sinh không cảm thấy gì lạ cả. Tới tận giữa sườn núi, bước lên bậc thang thứ 33, vù, cuồng phong đột ngột gào thét. Bốn phía dường như lập tức đen lại. Mơ hồ có một tầng sương mù dày đặc bao phủ khắp thang trời. Lúc này Lục Trường Sinh cũng không thấy rõ bậc thang tiếp theo ở nơi nào nữa rồi. Lục Trường Sinh không nhúc nhích, nhưng hắn không hề kinh hoàng mà lại vô cùng bình tĩnh. Bốn phía đều là sương mù dày đặc, hắn không nhìn rõ phương hướng, nếu lúc này tùy tiện hành động rất có thể sẽ xảy chân ngã xuống. Mà nếu rơi xuống thì chắc chắn sẽ bỏ mạng. Khảo nghiệm khi trèo lên thang trời đây ư. Trong mắt lục trường sinh lóe lên một tia sáng sắc bén. Trèo lên thang trời chắc chắn có khảo nghiệm. Nếu không làm sao có thể trở thành đệ tử hạt giống, sau đó được bắc vực thiên tông dốc sức bồi dưỡng chứ. Chỉ là, sương mù dày đặc thế này. Lục trường sinh nhắm mắt lại, u, giờ lục trường sinh còn chưa đi tới giữa sườn núi. Thế nhưng dưới chân núi lúc nào cũng có gió nhẹ thổi qua. Lúc này gió nhẹ quét ngang, cảm chi lĩnh vực của Lục Trường Sinh nhanh chóng tản ra bốn phương tám hướng. Lục Trường Sinh có thể cảm ứng tất cả mọi thứ có trong phạm vi của cảm chi lĩnh vực. Đôi khi phạm vi của cảm chi lĩnh vực còn có tác dụng tốt hơn cả mắt thường. Quả nhiên khi Lục Trường Sinh thi triển ra cảm chi lĩnh vực, trong cảm giác của hắn, xung quanh căn bản chẳng có sương mù dày đặc gì hết. Ngược lại thì có một loại sức mạnh như lĩnh vực khiến người khác nhầm lẫn rằng mình đã bị sương mù nồng đậm bao phủ. Trong tình cảnh này, hoặc là phải có ý chí cực kỳ kiên định Tinh thần lực cực cao thì mới có thể nhìn thấu bản chất của sương mù, hoặc là giống như Lục Trường Sinh, có thủ đoạn hoặc ý cảnh về mặt cảm giác. Không, ý cảnh về mặt cảm giác có lẽ cũng chẳng có mấy tác dụng, bởi nó vẫn sẽ bị áp chế. Nhất định phải là cảm chi lĩnh vực mới được. Dù sao thì lúc Lục Trường Sinh thi triển cảm chi lĩnh vực cũng cảm thấy như có luồng sức mạnh nào đó đang đè ép mình. Ban đầu vốn hắn có thể cảm giác trong phạm vi trăm dặm, nhưng giờ lại chỉ có thể cảm giác trong phạm vi trăm trượng xung quanh ngay cả cảm chi lĩnh vực của hắn cũng bị áp xúc đến mức này nếu như hắn vẫn dùng cảm chi chi phong ý cảnh thì sợ rằng sẽ bị áp chế đến mức không thể cảm ứng gì được đây chính là thang trời muốn trèo lên thang trời hiển nhiên không hề dễ dàng lúc này trên đỉnh núi có rất nhiều tạp dịch đang đứng xem còn có cả mấy tên đệ tử ngoại môn nhận lấy nhiệm vụ canh cửa họ đứng trên đỉnh núi nên có thể nhìn thấy tình cảnh dưới chân núi một cách rõ ràng đám tạp dịch này đều là những kẻ chạy trốn từ dưới núi lên trên núi ba nãy các đệ tử ngoại môn đã biết chuyện lục trường sinh chém giết tạp dịch dưới chân núi từ lâu rồi. Thế nên họ mới cảm thấy rất hứng thú. Xem kìa, hắn hẳn là đã xa vào lĩnh vực của thang trời rồi mất phương hướng, thế nên mới đứng im một chỗ không dám động đậy như thế. Muốn trèo lên thang trời đâu có dễ dàng như vậy. Rất nhiều kẻ tự cao tự đại cảm thấy có thể trèo lên thang trời, cuối cùng lại rơi xuống vách núi, tan xương nát thịt. Bắc vực minh mông nhường nào, có lẽ có một số thiên tài ở quốc gia hoặc thế lực của mình đúng là kinh tài tuyệt diễm rồi tự cho bản thân là thiên tài đứng đầu thật sự có thể ngạo thị thiên hạ có lẽ trong mắt họ thang trời của bắc vực thiên tông chúng ta chỉ đơn giản tài nguyên dâng tận miệng họ kẻ nào kẻ nấy tràn đầy tự tin cảm thấy vượt qua thang trời vô cùng dễ dàng nhưng thường thì loại người này mới là những kẻ dễ chết trên thang trời nhất người này ngang ngược bá đạo như vậy còn chưa nhập tông đã chém giết tạp dịch của các vị sư huynh nội môn hi hi hắn tưởng tông môn không biết chuyện tạp dịch ngăn trước thang trời thu bạc sao tự cao tự đại kết quả của việc cố tình trèo lên thang trời chính là bị vây trong thiên thế lĩnh vực chắc không lâu nữa sẽ rơi xuống thôi đám đệ tử ngoại môn này bình thường trông coi sơn môn cũng chẳng kiếm được bao nhiêu công trạng hơn nữa còn rất nhàm chán giờ đột nhiên xuất hiện một kẻ ngang ngược dám chém giết tạp dịch có thể coi như chuyện vui hiếm có khiến cả đám đều hào hứng hẳn thậm chí họ còn hy vọng lục trường sinh có thể lên cao một chút đừng chết nhanh quá như thế họ mới được xem trò vui lâu hơn một chút. Tiếc là rất ít người rơi vào thiên thế lĩnh vực còn có thể thoát ra. Trừ khi bản thân đã diễn hóa ra lĩnh vực hoặc là ý chí và tinh thần phải cực kỳ cường đại, cực kỳ nổi bật, như thế mới có thể thoát khỏi thiên thế lĩnh vực, thật sự trèo lên thang trời, gia nhập tông môn. Nhưng thiên tài cỡ ấy thật sự quá ít. Một khi nhập tông mỗi người đều có thể khiến tông môn dậy sóng, chắc chắn là nhân vật đáng gờm. Lúc này, Lục Trường Sinh vẫn bị vây trong thiên thế lĩnh vực như cũ, nhưng hắn đã quyết định tiếp tục trèo lên thang trời. Bốn phía đều là sương mù dày đặc. Nếu mở mắt ngược lại sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của Lục Trường Sinh. Thế là, hắn dứt khoát nhắm mắt lại, hoàn toàn dựa vào cảm chi lĩnh vực. Khoảnh khắc khi Lục Trường Sinh nhắm mắt lại, sương mù xung quanh như thể lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Phạm vi trăm trượng hiện lên rõ ràng trong cảm giác của Lục Trường Sinh, rõ tới mức không gì sánh được. Sau đó, Lục Trường Sinh trực tiếp duỗi chân bước ra ngoài một bước, hai bước, ba bước. Lục trường sinh đi cực kỳ vững vàng. Dù hắn đang nhắm mắt nhưng bước trên thang trời vẫn như dẫm lên đất bằng, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Trên đỉnh núi, vô số tạp dịch và đệ tử ngoại môn vừa rồi còn cảm thấy lục trường sinh là trò vui, biểu cảm trên mặt đột nhiên đọng lại. Làm sao có thể, hắn, hắn thế mà thoát khỏi thiên thế lĩnh vực rồi. Hắn nhắm mắt lại, một bước, hai bước, ba bước. Hắn như đang dẫm trên đất bằng vậy, nhưng không nhìn bằng mắt cũng có thể trèo lên thang trời ư muốn trèo lên thang trời trừ khi có được ý chí và tinh thần mạnh mẽ, hoặc là đã diễn hóa ra lĩnh vực, cái kiểu nhắm mắt của hắn hẳn là đang dùng một loại cảm giác nào đó dẫn đường, là cảm chi lĩnh vực sao? Lĩnh vực, nhất định là hắn đã diễn hóa ra lĩnh vực, mới có cảnh giới thần lực, hơn nữa trước khi nhập tông đã diễn hóa ra lĩnh vực, thiên phú bậc này ngày sau chắc chắn sẽ trở thành đệ tử nội môn, thậm chí còn là người nổi bật giữa các đệ tử nội môn nữa kìa, tương lai chưa biết chừng có khi còn trở thành đệ tử chân truyền nữa. Đây là đại lão đấy, chúng ta không thể trêu vào. Nhất thời, các đệ tử ngoại môn lại đảo mắt nhìn nhau, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng. Loại đại lão này chắc chắn sẽ là kẻ hô mưa gọi gió rồi đây. Họ biết mình nên làm như thế nào, trong lòng họ cũng đã có quyết định. Lục trường sinh không hề biết chuyện xảy ra trên đỉnh núi. Hắn vẫn duy trì cảm chi lĩnh vực như cũ, từng bước trèo lên thang trời. Thang trời dốc đứng. Tất cả có 1080 bậc. Lục trường sinh đi một canh giờ cuối cùng cũng hết 1080 bậc bậc thang, thuận lợi đi tới đỉnh núi. Lúc này, Sa Phu dưới núi tận mắt thấy Lục Trường Sinh trèo lên thang trời đi tới đỉnh núi xong xuôi mới thu hồi ánh mắt. Lục tiên sinh không hổ là người đứng đầu bảng thần lực, trèo lên thang trời gia nhập Thiên Tông, trở thành đệ tử hạt sống của Bắc vực Thiên Tông, tiềm lực vô tận. Ta cũng nên trở về phục mệnh rồi. Sa Phu đã hoàn thành nhiệm vụ. Hắn quay người điều khiển xe ngựa chậm rãi rời khỏi Thiên Lộc sơn mạch. Trên đỉnh núi, một đám đệ tử ngoại môn tiến lên đón, cách Lục Trường Sinh mở mắt thấy được một đám người mặc trang phục khác các tạp dịch, trên mặt đều nở nụ cười nhiệt tình. Chúc mừng vị sư huynh này thuận lợi thông qua thang trời. Sư huynh trèo lên thang trời gia nhập Thiên Tông, ngày sau tiền đồ hẳn là không thể đong đếm được. Thiên Tông 10 năm tuyển nhận đệ tử một lần, thi thoảng mới xuất hiện vài đệ tử thành công thông qua thang trời, sư huynh chính là một cái trong số đó. Những người này vừa mở miệng là nhao nhao gọi sư huynh, cực kỳ nhiệt tình. Rõ ràng là khác biệt với đám tạp dịch dưới núi. Các ngươi là đệ tử ngoại môn, lục trường sinh đại khái cũng đoán được thân phận của những người này không sai chúng ta là đệ tử ngoại môn đang nhận nhiệm vụ trông coi sơn môn vị sư huynh này có lệnh bài đề cử chứ lục trường sinh khẽ gật đầu trực tiếp lấy ra tấm lệnh bài diễn võ lâu đưa nhìn thấy lệnh bài cả đám đều giật mình thì ra là danh sách đề cử của hoàng thất vương triều đại ngư hoàng thất vương triều đại ngư cũng từng xuất hiện một số thiên tài sư huynh xin mời đi theo ta ta dẫn sư huynh đi làm thủ tục nhập tông lục trường sinh chắp tay nói làm phiền rồi. Sau đó hắn đi theo một tên đệ tử ngoại môn bước vào Bắc vực Thiên Tông. Những đệ tử ngoại môn còn lại ngẩn ngơ nhìn nhau, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đây là một kẻ hung ác đấy. Lúc hắn bước vào đỉnh núi trên thân thỉnh thoảng lại lóe lên một tia sát ý đáng sợ thật. Chỉ sợ ở vương triều Đại Ngư hắn cũng không phải hạng người vô danh gì đâu, nhân vật cỡ này không phải người chúng ta có thể trêu chọc, cứ để cho các sư huynh nội môn kia tự giải quyết đi hi hi đám tạp dịch bị chém giết kia đều là tâm phúc của sư huynh nội môn nhưng người này rõ ràng không phải kẻ dễ bắt nạt có lẽ sắp tới ngoại môn và nội môn sẽ rất náo nhiệt đấy những đệ tử ngoại môn này đều là đệ tử ngoại vi nếu không họ cũng chẳng tới đây trông giữ sơn môn thế này bất kể là sư huynh nội môn hay người có thể trèo lên thang trời nhập tông môn như lục trường sinh thì đều là nhân vật họ không thể trêu vào trên đỉnh núi có rất nhiều đại điện cao lớn người canh giữ sơn môn dẫn lục trường sinh tới trước một đại điện rồi nói nơi này là đại điện ngoại môn tất cả những người nhập môn hầu như đều sẽ đi lên từ đệ tử ngoại môn đệ tử ngoại môn đều có cảnh giới thần cương trở xuống phần lớn trong đó là võ giả cảnh giới thần lực cũng có một số nhỏ có thiên tư chắc tuyệt là võ giả luyện thể lục trường sinh gật đầu hắn đi theo người canh giữ sơn môn tiến vào đại điện ngoại môn bên trong không có quá nhiều người hai người tới chỗ mấy vị lão giả người canh giữ sơn môn cung kính hành lễ rồi nói bái kiến các vị trưởng lão vị này là người được hoàng thất vương triều đại ngư đề cử Hắn vừa trèo lên thang trời đi vào tông môn, giờ đến đây để làm thủ tục nhập tông. Nói xong, người canh giữ sơn môn đứng sang một bên, "Ừm, trèo lên thang trời nhập tông, xem ra ngoại môn lại có thêm một đệ tử hạt giống rồi." "Lấy lệnh bài đề cử ra đây." Lục Trường Sinh đưa lệnh bài cho lão giả. "Tên gọi là gì?" Lão giả hỏi. Lục Trường Sinh do dự một chút, cuối cùng trầm giọng nói, "Lục Trường Sinh." Lần này hắn không tiếp tục dùng tên giả mà sử dụng tên thật của mình. Lục Trường Sinh trưởng lão nhẹ giọng thì thầm vài câu có vẻ không có chút ấn tượng nào dù sao thì bắc vực cũng rất rộng lớn vương triều đại ngư và bắc lỗ quốc đều thuộc về bắc vực hơn nữa không chỉ có hai quốc gia này mà còn có rất nhiều vương triều khác đây là lệnh bài thân phận cất cẩn thận đấy bởi vì ngươi thông qua thang trời nên đã trở thành đệ tử hạt sống tại ngoại môn là đệ tử hạt sống tại ngoại môn nên ngươi có thể tới điện truyền công chọn một môn võ công cảnh giới thần cương thượng thừa để học ngoài ra là đệ tử hạt sống nên ngươi sẽ được tông môn dốc lòng bồi dưỡng bất kể là tài nguyên hay đan dược tu luyện mà các đệ tử cần hoặc điểm cống hiến khi làm nhiệm vụ tông môn giao thì ngươi cũng có thể trực tiếp thu hoạch gấp đôi thế nhưng đệ tử hạt sống sẽ phải tiếp nhận khiêu chiến mỗi tháng ít nhất phải tiếp nhận một lần khiêu chiến trong trường hợp có đệ tử tới khiêu chiến nếu ngươi bị người khiêu chiến đánh bại vậy ngươi sẽ mất thân phận đệ tử hạt sống này ngươi vừa mới nhập tông ba tháng đầu tiên có thể không tiếp nhận khiêu chiến cố gắng tu luyện tăng cường thực lực của mình đi sau ba tháng ngươi nhất định phải đến tiếp nhận khiêu chiến ấy trưởng lão ngoại môn dặn dò mọi việc xong đưa lệnh bài thân phận cho lục trường sinh lục trường sinh nhận lấy lệnh bài lệnh bài thân phận này không khác mấy với lệnh bài thân phận của thiên tâm thế nhưng trên lệnh bài thân phận có ba chữ lục trường sinh nho nhỏ dùng để chứng minh thân phận của lục trường sinh đa tạ trưởng lão được rồi còn một ít thông tin về ngoại môn đều có trong sổ tay ngoại môn này tự ngươi từ từ tìm hiểu đi lục trường sinh khẽ gật đầu nhận lấy sổ tay sau đó quay người rời khỏi đại điện ngoại môn lục sư huynh ba tháng này ngài nhất định phải nắm chắc thời cơ đấy thân phận đệ tử hạt giống rất quan trọng nhưng nếu như thực lực không đủ thì đừng nên cố quá khiêu chiến có thể sẽ chết người đấy nói xong người canh giữ sơn môn cũng cáo từ rời đi đệ tử hạt giống lục trường sinh đại khái cũng đã hiểu ba tháng đầu tiên thật ra là thời gian bảo vệ tân thủ sau ba tháng thì phải dựa vào thực lực của mình để bảo vệ thân phận đệ tử hạt giống đệ tử hạt giống không chỉ được quyền trực tiếp chọn lựa võ công thượng thừa mà quan trọng nhất chính là tài nguyên và điểm cống hiến đều nhận được gấp đôi người khác chỉ riêng điều này sợ rằng cũng đã khiến vô số đệ tử bình thường phát cuồng rồi mỗi tháng chắc chắn sẽ có vô số người tới khiêu chiến muốn bảo vệ thân phận đệ tử hạt giống hẳn không phải việc dễ dàng thế nhưng lục trường sinh không hề sợ hãi dù sao thì vẫn còn 3 tháng hắn có thể từ từ hiểu rõ tình hình ngoại môn bắc vực thiên tông còn khiêu chiến đó là chuyện của 3 tháng sau huống hồ gì thực lực của hắn cũng không kém lúc này lục trường sinh lại nhớ tới thiên tâm hắn lấy ra lệnh bài của thiên tâm xem lại lần nữa hắn phát hiện lệnh bài này khác với cái của mình trên lệnh bài của thiên tâm không có hai chữ thiên tâm có lẽ thiên tâm vẫn chưa thật sự gia nhập bắc vực thiên tông hắn chỉ là có tư cách tiến vào bắc vực thiên tông nhưng vẫn chưa chính thức trở thành đệ tử của bắc vực thiên tông thiên tâm dừng chân ở chiến trường bắc vực lâu như vậy hẳn cũng vì để sát lục ý cảnh viên mãn từ đó diễn hóa ra sát lục lĩnh vực có sát lục lĩnh vực thì thiên tâm có thể trèo lên thang trời thuận lợi trở thành đệ tử hạt giống của ngoại môn bắc vực thiên tông mục đích của thiên tâm là đệ tử hạt giống lục trường sinh như thể bừng tỉnh hắn đại khái đã biết mục đích của thiên tâm rồi chính là đệ tử hạt giống cũng may trước khi lục trường sinh tiến vào bắc vực thiên tông đã diễn hóa ra cảm tri lĩnh vực nếu không chỉ sợ hắn không có cách nào thông qua thang trời như thế cũng không thể trở thành đệ tử hạt giống lục trường sinh mở sổ tay ngoại môn ra xem bên trong giới thiệu rất kỹ tình hình ngoại môn. Hắn chỉ vừa gia nhập Bắc vực Thiên Tông, đầu tiên phải đi tìm chỗ ở. Mà đệ tử hạt sống có tư cách được chia một tiểu viện riêng. Lục Trường Sinh trực tiếp đi tới ngoại môn, tìm một vị chấp sự ngoại môn. Hắn ném lệnh bài ra rồi nói, sắp xếp cho ta một gian tiểu viện. Chấp sự nhìn thấy lệnh bài, ánh mắt run lên. Đệ tử hạt sống. Ngoại môn lại có một tên đệ tử hạt sống rồi, chắc hẳn là người trèo lên thang trời mà tới. Đây chính là đệ tử có thiên phú chắc tuyệt, Tương lai có hy vọng trở thành chân truyền. Chấp Sự lập tức cười rộ lên, cung kính nói, "Tiểu viện số 12 hãy còn để trống, hay ngài qua nơi đó xem thử?" "Được, qua đó xem thử đi." Chấp Sự dẫn Lục Trường Sinh tới một gian tiểu viện yên tĩnh. Lục Trường Sinh nhìn quanh một vòng, thấy nơi này cũng không tệ lắm. "Được, ta chọn gian tiểu viện này." "Vâng, ta sẽ chuyển đồ dùng hàng ngày của ngài tới ngay." Chấp Sự nói xong thì rời đi luôn. Lục Trường Sinh đi vào tiểu viện Nghĩ lại mới thấy đúng là rất hữu duyên. Lúc trước hắn dùng tên giả Đao Thập Nhị, giờ đi vào Bắc vực Thiên Tông lại được chia cho tiểu viện số 12. Thế nhưng trong viện chỉ có một mình Lục Trường Sinh, không có tạp dịch nào cả. Chỉ có đệ tử nội môn mới có tư cách chiêu mộ tạp dịch. Cũng may Lục Trường Sinh vốn thích yên tĩnh, ở một mình là tốt nhất. Không lâu sau chấp sự đã mang tất cả đồ dùng hàng ngày tới. Lục Trường Sinh không biết dù hắn chỉ vừa vào ở nhưng chuyện này đã truyền khắp ngoại môn rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, Hắn là đệ tử hạt giống. Đệ tử mới nhập môn tên là Lục Trường Sinh đúng không? Hắn là đệ tử hạt giống, sau 3 tháng là có thể khiêu chiến hắn, nếu thành công ta có thể trở thành đệ tử hạt giống mới. Loại đệ tử hạt giống mới nhập tông này bình thường đều rất yếu, đây đúng là cơ hội tốt đấy. Cha cho ta, cha rõ ràng lai lịch của Lục Trường Sinh, kẻ có thể trèo lên thang trời chắc hẳn không phải kẻ yếu, biết người biết ta mới có thể tránh lật thuyền trong mương, lúc đó lại trở thành trò hề cho mọi người. Vừa mới nhận được tin Tên lục trường sinh này lúc ở dưới chân núi chém chết mấy tên tạp dịch của sư huynh nội môn. Khá lắm, đúng là kẻ bá đạo, tàn nhẫn đấy, còn chưa nhập tông đã dám giết người, hẳn không phải kẻ tầm thường đâu. Sợ là không thể coi thường người này được, mà có vẻ hắn cũng không sợ gây chuyện, phải điều tra lai lịch của hắn thật kỹ mới được. Nhất thời rất nhiều đệ tử bắt đầu điều tra lai lịch của lục trường sinh. Nhưng không ai tới quấy giày lục trường sinh hết. Rất nhiều người đều đang yên lặng chuẩn bị. Họ không phải kẻ ngốc, sẽ không làm mấy trò khiêu khích vô dụng. Chuyện đó chẳng có bất cứ ý nghĩa gì hết. Họ sẽ đợi hết 3 tháng mới ra tay, vừa ra tay phải đánh cho Lục Trường Sinh rơi khỏi mây cao, cướp đoạt thân phận đệ tử hạt giống của hắn. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Ad một like, đăng ký kênh để nhận những video mới nhất nha.